Xin chào tất cả các anh chị. Ở đây thì một số những anh chị cũng đã biết tôi rồi, còn một số những anh chị thì chưa biết. Tôi xin giới thiệu qua về bản thân như này. Tôi là Trang, nickname là Trang Tạ, hiện đang là CEO của công ty giải pháp tài chính Hoàng Gia, chuyên về dịch vụ kế toán thuế tài chính cho các doanh nghiệp. Hôm nay thì tôi cũng rất là tự hào và vui khi mà được PDCA mời với chức danh là diễn giả để chia sẻ cho các anh chị về chủ đề, một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng là các anh chị ở đây rất nhiều anh chị thích và cũng rất nhiều anh chị sợ, vừa thích vừa sợ ạ. Sợ là tại vì mình chưa nắm được các cái con số, các cái chỉ tiêu. Tôi hy vọng rằng là trong 2 tiếng hoặc là hơn 2 tiếng chia sẻ trong buổi tối hôm nay thì đêm nay các anh chị sẽ ngủ ngon hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là thấy vui, thấy tự hào, thấy là mình đã biết được cách đọc những cái chỉ số trong cái báo cáo tài chính rồi. Mặc dù là trên báo cáo tài chính có rất nhiều chỉ số, nhưng mà các anh chị chỉ cần biết một số những chỉ số cơ bản của một người CEO thôi. Vì mình không phải là người làm thì chúng ta đã có đội kế toán rồi đúng không ạ? Các anh chị chỉ cần đọc, hiểu và phân tích được một số những chỉ tiêu cơ bản như vậy thôi là các anh chị đã làm chủ được báo cáo tài chính rồi. Và để cho cái buổi workshop này thành công thì tôi rất mong muốn, như MC Lê Ngân có nói, là các anh chị hãy cố gắng, là các anh chị sẽ cố gắng tương tác thật nhiều bằng cách là bật camera, bật cam lên này, rồi là có những cái câu hỏi. Trong quá trình tôi chia sẻ thì các anh chị cố gắng là có chia sẻ đến đâu thì các anh chị có câu hỏi, các anh chị có thể gì, các chị có thể nốt lại vào giấy hoặc nốt lại vào cái phần chat ấy, để hết cái thời gian chia sẻ thì các anh chị có thể đặt câu hỏi bằng cách giơ tay. Và tôi sẽ trả lời tối đa tất cả các câu hỏi có thể. Và có thể là nếu mà hôm nay mà nhiều câu hỏi thì tôi cũng sẵn sàng là ở lại với các anh chị quá 10 giờ, 11, 12 giờ cũng được ạ. Bởi vì cái chủ đề này, tại sao mà tôi lại lựa chọn cái chủ đề này? Thì với 14 năm kinh nghiệm làm kế toán và tiếp cận với các doanh nghiệp thì tôi thấy rằng cái chủ đề này là cái chủ đề rất là phù hợp ở cái thời điểm cuối năm như thế này ạ. Bởi vì các chủ doanh nghiệp của chúng ta thì kinh doanh rất giỏi, bán hàng giỏi, có khi bán hàng giỏi nhất công ty. Nhưng mà nói đến các con số về kế toán này, về tài chính này, về thuế này, thì các anh chị hầu hết là rất là sợ và không muốn muốn lờ nó đi. Thôi thì kế toán làm gì thì làm. Vậy thì các anh chị khi mà sắp sửa cuối năm, hết cái năm tài chính 2022 sắp tới đây này, sắp sửa các bạn kế toán sẽ gửi cho anh chị những bộ báo cáo tài chính. Thì các anh chị liệu là các anh chị đã tự tin để hiểu được chưa? Để so sánh với cái báo cáo tài chính cùng kỳ năm trước, mình đã có những cái nhận định rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình năm nay như thế nào chưa ạ? Thì ở cái thời điểm cuối năm này, mặc dù rất là bận, nhưng tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian và cũng cảm ơn hiện tại đang là 132 anh chị cũng đã có mặt ở đây để nghe tôi chia sẻ. Ở đây tôi không mang tính chất là dạy đâu ạ. Ở đây là tôi mang tính chất là chia sẻ những cái gì mà mình đã biết trong quá trình mình công tác đến với cả anh chị, để các anh chị thấy được cái bức tranh tổng quát về tình hình tài chính của mình. Từ đó là các anh chị có thể là ở cái thời điểm tháng 12 này cũng là một cái thời điểm khá là nhạy cảm, là cái thời điểm mà các anh chị chuẩn bị lập kế hoạch kinh doanh, lập kế hoạch tài chính cho năm 2023 rồi. Thì đây cũng là một cái cơ sở, một cái nền tảng để anh chị có thể căn cứ vào đấy để lập ra được cái báo cáo cùng với đội ngũ của mình. Chúng ta không lập một mình được đâu ạ. Chúng ta phải có những trưởng phòng kế toán, trưởng phòng kinh doanh, những cái bộ phận liên quan, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh trong năm 2023. Còn nếu trong quá trình chia sẻ mà cái nhu cầu của anh chị muốn sâu hơn nữa thì tôi sẵn sàng là cũng sẽ có những cái buổi workshop tiếp theo chia sẻ những cái chủ đề tiếp theo ngoài cái chủ đề liên quan đến báo cáo tài chính. Vì liên quan đến báo cáo tài chính kế toán ấy, nó còn một cái chủ đề nữa về thuế, là cái chủ đề hay lắm và chắc là nhiều anh chị quan tâm. Và chúng ta cũng chia sẻ thuế trên góc độ của CEO thôi, chứ không chia sẻ trên góc độ của người làm thuế, tại vì nó rất là phức tạp, rất là lằng nhằng. Nhưng mà CEO thì chúng ta sẽ nhìn nó dưới những cái chỉ tiêu, những cái chỉ tiêu để mình cung cấp cho mình cái việc ra quyết định ạ. Nếu các anh chị có một cái câu nói này của Warren Buffett nói rằng gì, nếu bạn không đọc được báo cáo tài chính thì bạn đừng đầu tư. Vậy thì tại sao mình phải biết đọc được một cái bản báo cáo tài chính?
Thứ nhất là đối với cả doanh nghiệp của mình cần phải biết đọc những cái chỉ số đấy để phục vụ cho các cái quyết định của mình. Thứ hai là mình cũng đọc được, bây giờ nó public rất là nhiều ạ, bây giờ public rất là nhiều, cho nên anh chị có thể đọc được báo cáo tài chính của đối thủ, của đối tác, và thậm chí là khi các anh chị public trên trên các trang web ấy, thì các anh chị có thể đọc được báo cáo tài chính mà của những cái doanh nghiệp mà anh chị sắp sửa định đầu tư vào đấy, định mua cổ phiếu của những công ty đấy, thì mình cũng biết được những cái chỉ số cơ bản như vậy. Vì vậy là cái việc đọc báo cáo tài chính là một cái điều gần như là phải có của một người CEO. Có rất nhiều anh chị chủ doanh nghiệp đi lên từ nghề này, rồi các anh chị có thể là kinh doanh, khi mà thấy xuất phát từ là một nhân viên kinh doanh, thấy các hoạt động sản xuất kinh, thấy một cái mặt hàng kinh doanh mà mình đang làm tốt quá, tách ra làm riêng, nhưng các anh chị lại bị vấp phải là gì? Không biết về hoạt động tài chính kế toán, gần như có những anh chị còn không biết gì luôn, không biết rằng hóa đơn trên 20 triệu phải chuyển khoản, không biết đọc những cái chỉ số về dòng tiền. Cho nên là chỉ trong khoảng 3 năm, 4 năm thì cái hoạt động kinh doanh nó lại đi xuống. Nói qua như vậy để thấy được cái tầm quan trọng của việc đọc hiểu và phân tích một số những chỉ tiêu cơ bản của báo cáo tài chính. Sau đây thì tôi xin chia sẻ cái phần chính là các anh chị cần đọc những cái gì. Báo cáo tài chính gồm những cái bản báo cáo nào và các anh chị cần đọc những cái chỉ tiêu nào trên từng cái báo cáo tài chính đấy. Anh chị có thể gõ số 1 để cho tôi bắt đầu vào nội dung chính được không ạ? À, ban tổ chức có thể cho tôi được chia sẻ cái màn hình được không? Đây ạ. Các anh chị đừng quan tâm đến những cái chỉ số ở trong cái số số chết ở trong cái báo cáo tài chính này nhé, tại vì nó có thể nó sẽ không có ý nghĩa nhiều, không có ý nghĩa nhiều đâu. Thì tôi đã thay đổi một số những cái chỉ số này rồi, nhưng một cách tổng quan anh chị có nhìn thấy màn hình không ạ? Anh chị nhìn thấy màn hình thì gõ số 2 cho tôi được biết để tôi bắt đầu. Đây là một cái báo cáo tài chính. Tôi lấy form trên một cái mẫu báo cáo tài chính của thông tư 133. Tuy nhiên rằng các anh chị có thể cắt bớt những cái chỉ tiêu. Đây là một cái báo cáo tài chính theo form chuẩn để nộp lên cơ quan thuế đấy ạ. Và với doanh nghiệp của chúng ta, doanh nghiệp của mình. À đây, cho tôi xin phép khảo sát rằng là trong các anh chị ngồi đây thì có bao nhiêu anh chị đang dùng hệ thống hai sổ ạ? Hệ thống hai sổ là gì? Tức là số liệu để nộp cái báo cáo tài chính lên cơ quan thuế là một số, còn số liệu nội bộ của mình là một số. Thì ở đây có bao nhiêu anh chị đang dùng hệ thống hai sổ? Các anh chị đang dùng hệ thống hai sổ có thể comment số 3 được không ạ? Ở đây tôi biết còn có cả anh chị dùng hệ thống ba sổ cơ ạ. Không phải chỉ hai sổ đâu. Tại vì sao? Tại vì đối với cả cơ quan thuế, có nhiều anh chị đang dùng một năm nhưng mà mình lại dùng hệ thống ba sổ. Thứ nhất là sổ để báo cáo, sổ sách để báo cáo với cơ quan thuế, số liệu báo cáo với cơ quan thuế. Thứ hai là số liệu báo cáo với cả nội bộ thực tế của mình. Và thứ ba là số liệu để báo cáo với cả cơ quan ngân hàng, với cả ngân hàng khi mà mình có nhu cầu vay vốn. Ba số liệu, một năm nhưng mà có đến ba số liệu với những cái mục đích khác nhau. Tại vì sao chúng ta lại phải dùng ít nhất là hai sổ? Hơn 90% doanh nghiệp ở Việt Nam hiện tại đang dùng hệ thống hai sổ sách, tức là số liệu trên báo cáo thuế và số liệu trên báo cáo nội bộ là khác nhau. Tại vì sao ạ? Tại vì là có những khoản thực chi của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh các anh chị chi thật, nhưng chiếu theo những cái quy định của thông tư nghị định của cơ quan thuế thì nó lại không được tính vào chi phí được trừ
Tức là nôm na là không được tính vào chi phí thuế. Cho nên là gì? Bắt buộc chúng ta phải gì? Chúng ta phải dùng hai sổ. Tôi lấy ví dụ như thế này ạ. Doanh thu của chúng ta một năm là 100 triệu. Là 10. Doanh thu của chúng ta một năm là 100 triệu đi. Và tất cả các khoản chi phí thực tế là 80 triệu. Vậy có nghĩa là mình chỉ có lợi nhuận là 100 trừ 80 bằng 20 triệu. Và thuế thu nhập doanh nghiệp mình nộp 20% của 20 triệu. Nhưng những cái chi phí 80 triệu đấy so với ứng với cả những cái quy định của thuế thì chúng ta lại có 10 triệu không đáp ứng được nhu cầu của thuế. Cho nên là chi phí thuế của chúng ta chỉ là 70 triệu thôi. Vậy thì lợi nhuận để tính thuế, chúng ta gọi là lợi nhuận nhưng từ chuyên môn của chúng tôi không gọi là lợi nhuận đâu, gọi là thu nhập tính thuế, thu nhập doanh nghiệp. Nhưng mà với các anh chị thì tôi cứ nôm na gọi là lợi nhuận để các anh chị dễ hiểu. Bởi vì có những cái khái niệm mới các anh chị nghe, các anh chị sẽ chưa quen. Thì cái lợi nhuận thuế nó sẽ là 100 trừ 70 bằng 30. Và thuế thu nhập doanh nghiệp của mình phải nộp là 30 triệu nhân với 20%. Thế thì doanh nghiệp cảm thấy mình đang bị oan đúng không? Mình phải chi 80 triệu chi phí. Nhưng mà thực tế là như vậy. Nhưng mà chiếu theo quy định của thuế thì chúng ta mới được có 70 triệu thôi. Vậy thì bắt buộc doanh nghiệp phải dùng hệ thống hai sổ rồi. Thế tôi phải dùng một cái gì đấy để bù vào cái phần đấy. Thì qua khảo sát của tôi là hơn 90% doanh nghiệp ở Việt Nam đang dùng hệ thống hai sổ, thậm chí có những doanh nghiệp ba sổ hoặc bốn sổ, vì với cả các cái đối tượng đầu tư thì chúng ta lại có một cái hệ thống sổ nữa cơ. Ở đây tôi cũng muốn chia sẻ thêm với các anh chị về thế nào là doanh nghiệp, các anh chị để các anh chị nhìn thấy rằng doanh nghiệp của mình đang là nhỏ hay là siêu nhỏ hay là vừa nhé. Doanh nghiệp vừa rất ít đấy ạ. Đây là cái tiêu chí để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Quy định tại Nghị định 80 năm 2021. Tiêu chí có 3 tiêu chí ạ. Tiêu chí về số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Tiêu chí thứ hai là tổng doanh thu năm và tiêu chí thứ ba là tổng nguồn vốn. Với doanh nghiệp siêu nhỏ mà thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp xây dựng thì số lao động không quá 10 người, tổng doanh thu dưới 3 tỷ và tổng nguồn vốn dưới 3 tỷ thì được gọi là doanh nghiệp siêu nhỏ. Nhưng doanh nghiệp này mà số lao động bình quân không quá 100 người, tổng doanh thu nhỏ hơn 50 tỷ và tổng nguồn vốn nhỏ hơn 20 tỷ thì được gọi là doanh nghiệp nhỏ. Còn doanh nghiệp vừa, đối với cả doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng này, là số lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội bình quân không quá 200 người, tổng doanh thu dưới 200 tỷ đồng một năm và tổng nguồn vốn là dưới 100 tỷ đồng thì được gọi là doanh nghiệp vừa. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng với lĩnh vực xây dựng này, nông nghiệp, lâm nghiệp này thì hầu hết nhiều doanh nghiệp sẽ rơi vào là doanh nghiệp nhỏ đúng không? Chúng ta cứ nghĩ rằng từ trước đến nay doanh thu dưới 50 tỷ này, số người lao động không quá 100 người, đây là đồng thời ạ. Ba cái tiêu chí này phải là đồng thời xảy ra thì mới được là doanh nghiệp nhỏ. Còn nếu không thì sẽ đưa về siêu nhỏ. Còn doanh nghiệp vừa là gì? Là như thế này. Còn doanh nghiệp thương mại dịch vụ, chúng ta có nhiều người, nhiều các anh chị ngồi đây làm trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Thì nếu các anh chị có số lao động nhỏ hơn 10 người, tổng doanh thu dưới 10 tỷ một năm, tổng số vốn dưới 3 tỷ, thì các anh chị xếp vào doanh nghiệp siêu nhỏ. Còn doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ của thương mại dịch vụ, thì số lao động bình quân là dưới 50 người, tổng doanh thu dưới 100 tỷ và tổng nguồn vốn dưới 50 tỷ. Các anh chị gặp nhiều trường hợp này. Đấy, nhiều trường hợp doanh nghiệp nhỏ. Nhiều khi chúng ta nghĩ là chúng ta không phải doanh nghiệp nhỏ nhưng thực ra chúng ta vẫn đang chỉ là doanh nghiệp nhỏ thôi ạ, theo tiêu chí quy định của nhà nước. Còn doanh nghiệp vừa, đối với thương mại dịch vụ thì số lượng lao động bình quân là không quá 100 người, tổng doanh thu dưới 300 và tổng nguồn vốn là dưới 100 tỷ đồng. Thì ở đây là các anh chị có thể tự biết được doanh nghiệp của mình đang ở là doanh nghiệp siêu nhỏ hay doanh nghiệp vừa rồi. Thì cái báo cáo mà tôi kết xuất ở đây là báo cáo thông tư 133. 133 là dành cho doanh nghiệp gì ạ? Doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ. Còn doanh nghiệp vừa trở lên thì sẽ dùng thông tư 200. Tuy nhiên rằng là các anh chị đừng quan tâm đến cái điều đấy. Thì đấy là việc của kế toán làm. Vì tôi nghĩ rằng các anh chị quan tâm ở đây là không phải là cái báo cáo thuế. Đây là cái mẫu này là dành cho báo cáo thuế thôi. Còn các anh chị quan tâm là quan tâm đến cái báo cáo tài chính nội bộ của mình ấy. Thì không cần phải cái mẫu nào cả. Cái mẫu này chỉ mang tính chất tham khảo, các anh chị có thể
thêm các chỉ tiêu vào nếu cần, hoặc bớt các chỉ tiêu đi nếu thấy là không cần thiết. Nó rất là nhiều chỉ tiêu, các anh chị nhìn này, rất là nhiều chỉ tiêu. Và mình thì không cần kiểm soát toàn bộ những cái chỉ tiêu này. Chúng ta có thể ở dưới dạng là báo cáo tài chính rút gọn, thu gọn và yêu cầu kế toán là cung cấp một số những chỉ tiêu thôi. Thì ở đây chúng ta nhìn, đây gọi là báo cáo tình hình tài chính, cái mà các anh chị quan tâm cũng như là cái các nhà đầu tư người ta nhìn vào. Cái bảng này thể hiện, cái bảng này thể hiện gì? Thể hiện rằng tài sản trong năm 2021, tài sản của anh chị có bao nhiêu và nguồn vốn của các anh chị là có bao nhiêu. Ví dụ với cái báo cáo này thì tài sản và nguồn vốn luôn bằng nhau. Cái nguyên tắc, cái công thức của kế toán là tài sản bằng nguồn vốn. Tại sao tài sản lại bằng nguồn vốn thì lát nữa tôi sẽ trình bày. Nhưng chúng ta nhìn tổng quát ở đây là chúng ta thấy này, tổng tài sản của doanh nghiệp và tổng nguồn vốn của doanh nghiệp đang là 38 tỷ 511 triệu. Thì có nghĩa là cái báo cáo này cho chúng ta nhìn thấy được rằng doanh nghiệp này có giàu hay nghèo ấy, giàu hay nghèo ấy, là sẽ nhìn ra đấy được tiền của doanh nghiệp nhiều hay ít. Tiền có thể ở dưới dạng tiền mặt, tiền gửi và những cái liên quan như là hàng tồn kho hoặc tài sản kết quả phải thu, đấy là những dưới dạng tiền ạ. Thì cái báo cáo này chúng ta cho chúng ta nhìn thấy tổng quát là anh ấy có bao nhiêu tiền, công ty này có bao nhiêu tiền. Cái báo cáo thứ hai là cái báo cáo gọi là báo cáo kết quả kinh doanh. Thì cái báo cáo này chắc là các anh chị đã nhìn thấy thường xuyên hơn vì quan tâm nhiều mà. Cái báo cáo này thì sẽ cho mình nhìn thấy cái gì? Cho chúng ta nhìn thấy tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp trong một cái năm qua là bao nhiêu. Cái báo cáo này cũng là cái báo cáo rất là quan trọng đúng không ạ? Và cái báo cáo thứ ba là cái báo cáo về lưu chuyển tiền tệ. Cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ này là cho người đọc nhìn một cách tổng quát dòng tiền của chúng ta đến từ các hoạt động. Hoạt động thứ nhất là hoạt động về sản xuất kinh doanh, là hoạt động chính của mình. Cái hoạt động thứ hai là hoạt động về đầu tư và hoạt động thứ ba là hoạt động về tài chính. Sẽ nhìn thấy được cái dòng tiền của mình đang có bao nhiêu tiền. Cuối kỳ này, doanh nghiệp này đang có 7 tỷ rưỡi liên quan đến tiền. Tiền là tiền tiền tươi đấy, tức là tiền mặt và tiền gửi ấy, chứ không phải dưới dạng tương đương tiền đâu. Đấy là 7 tỷ rưỡi. Thì nó khớp với cả cái số liệu này. Tiền và các khoản tương đương tiền đang là 7 tỷ rưỡi. Thì trong 7 tỷ này, nó đến từ, dòng tiền đến từ đâu là chính? Dòng tiền phải đến từ hoạt động kinh doanh là chính mới là tốt đúng không ạ? Chứ còn hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính là những hoạt động phụ của doanh nghiệp thôi. Mà dòng tiền lại đến từ đấy thì sẽ không tốt. Sẽ không tốt, mặc dù vẫn là 7 tỷ đấy, nhưng mà các anh chị lát nữa sẽ thấy là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ có hơn 600 triệu thôi. Còn lại là dòng tiền toàn từ hoạt động tài chính đi vay đấy ạ. Thì nó sẽ không tốt. Bây giờ sẽ đi vào cái chi tiết. Còn một cái báo cáo nữa được gọi là bảng cân đối tài khoản. Bảng cân đối tài khoản này thì theo tôi thì anh chị CEO nào mà muốn biết sâu thì tìm hiểu, còn nếu không thì thôi, vì nó khá là rắc rối. Nó khá là nó rắc rối. Ví dụ như thế này, các anh chị nhìn thấy tiền mặt của chúng ta đúng không ạ? Tiền Việt Nam đồng là 4 tỷ mốt. Đến cuối năm, số dư cuối kỳ tức là cuối năm là 4 tỷ mốt. Mà đầu kỳ có 283 triệu thôi. Còn trong kỳ chúng ta sẽ nhìn thấy này, dòng tiền vào là 52 tỷ và dòng tiền ra là 48 tỷ. Cho nên cuối kỳ là 4 tỷ mốt. Thì cái này những anh chị nào tìm hiểu sâu thôi. Còn bình thường các nhà đầu tư họ cũng chỉ, các anh chị quan tâm đến ba cái báo cáo này, đặc biệt là hai cái báo cáo đầu tiên là cái báo cáo thể hiện về tình hình tài sản của doanh nghiệp, và cái báo cáo thứ hai là báo cáo thể hiện về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong trong kỳ. Bây giờ tôi sẽ đi phân tích từng cái báo cáo một ạ. Cái báo cáo đầu tiên là báo cáo về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các anh chị nhớ lưu ý rằng cái báo cáo này ấy, báo cáo này là báo cáo mang tính thời điểm, tức là nó chỉ đúng ở thời điểm 31 tháng 12 năm 2021 thôi. Sang năm 2000, sang ngày 1 tháng 1 năm 2022 có thể số liệu nó sẽ khác. Ví dụ như là tiền tôi bắt đầu đi thanh toán hoặc một khoản tiền về hoặc một khoản tiền ra thì dòng tiền của mình nó đã thay đổi rồi ạ. Đó, cho nên cái báo cáo này là chúng ta nhìn thấy số liệu ở thời điểm cuối năm tài chính. Còn cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh này là mang tính thời kỳ. Mang tính thời kỳ có nghĩa là doanh thu của cả một năm 2021 là bao nhiêu, chi phí của cả một năm 2021 là bao nhiêu và lợi nhuận cả một năm 2021 là bao nhiêu. Đây là báo cáo tài chính theo năm, nhưng trong nội bộ của doanh nghiệp của anh chị thì không nên làm báo cáo tài chính theo năm. Các anh chị cố gắng làm báo cáo tài chính theo quý, yêu cầu kế toán cung cấp theo quý. Còn một số những công ty nào mà hoạt động nhiều có thể yêu cầu kế toán làm theo tháng, nhưng mà ít nhất cũng phải theo quý, chứ đừng để 6 tháng 1 hoặc là cả một năm, vì lúc đấy là những cái sự cố, những cái sự vụ nó đã xảy ra rồi và chúng ta sẽ bị không nhìn thấy được. Từ đấy là chúng ta sẽ không có những cái quyết định kịp thời.
Tuần sau về các anh chị có thể yêu cầu kế toán cung cấp báo cáo tài chính nội bộ ít nhất là hết quý 3 năm 2022, hoặc là bây giờ đang là tháng 12 rồi thì phải hết tháng 11 hoặc hết tháng 10 năm 2022. Nếu kế toán nhà mình mà không cung cấp được thì các anh chị cũng phải xem lại đấy. Tức là bây giờ đang là bao nhiêu tháng 12 rồi mà không có được cái báo cáo tài chính hết quý 3 thì phải xem lại cách làm việc của phòng tài chính kế toán của mình. Các anh chị có thể comment xuống dưới là báo cáo tình hình tài chính mang tính thời điểm. Mang tính thời điểm. Ở đây đang là 31 tháng 12. Nếu các anh chị yêu cầu làm gửi cho anh báo cáo tài chính hết quý 3 thì có nghĩa là thời điểm đấy là thời điểm dừng lại ở ngày 30 tháng 9 năm 2022 thôi ạ. Các anh chị có thể comment xuống dưới là báo cáo tình hình tài chính mang tính thời điểm. Ở đây có một cái vấn đề là như thế này. Các anh chị nhìn thấy doanh nghiệp này có 38 tỷ nhưng mà chưa chắc đã là giàu luôn ạ. Giống như là gì? Giống như là chúng ta nhìn thấy một cái chủ doanh nghiệp có một chiếc xe mẹt trị giá 3 tỷ đi. Thì chưa chắc là anh ta đã giàu đúng không ạ? Chúng ta làm doanh nghiệp chúng ta biết rồi. Bây giờ ngân hàng có thể cho vay đến 70-80% giá trị của tài sản. Cho nên là có thể anh ta chỉ có 20% thôi. Còn 80% là đang nợ ở ngân hàng, nhưng anh ta vẫn có thể sở hữu một chiếc xe mẹt 3 tỷ được đúng không ạ? Vậy thì cái báo cáo tài chính này nó cũng thế. Bản chất ở đây tài sản tại sao lại bằng nguồn vốn á? Người ta có thể gọi đây là tài sản và đây là nguồn hình thành tài sản. Có nghĩa là để mua được một cái xe 3 tỷ, đấy là nguồn vốn của anh ta có. Trong đấy 20% là vốn tự có, tức là vốn chủ sở hữu đây này. Tức là trong 38 tỷ này thì cái vốn chủ sở hữu nó là 20 tỷ 042. Còn lại 80% là nguồn vốn đi vay, vay ngân hàng. Thì trong 38 tỷ này có 18 tỷ là nợ phải trả. Vậy chúng ta thấy một CEO đi một chiếc xe mẹt chưa chắc đã khẳng định người ta giàu ạ. Bởi vì người ta có 80% đang là đi vay cơ. Thì cái báo cáo tình hình tài chính này cũng thế. Không phải là doanh nghiệp này có 38 tỷ tài sản là tốt. Chưa chắc, chúng ta phải đi sâu hơn. Và cái đi sâu hơn đấy người ta gọi là phân tích cơ cấu trong tài sản. Bây giờ ví dụ chúng ta phân tích tài sản đi. Tài sản của doanh nghiệp gồm có những cái gì? Tiền và các khoản tương đương tiền. Là những cái khoản mà tiền thì rõ rồi ạ, là tiền mặt tiền gửi. Còn tương đương tiền là cái gì? Là những cái khoản chúng ta có thể thu hồi trong vòng 3 tháng. Ví dụ như các khoản đầu tư hoặc là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và chúng ta có thể thu hồi trong vòng 3 tháng, tức là có khả năng thanh khoản thành tiền rất là nhanh thì người ta gọi là tiền và tương đương tiền. Cái đấy gọi là tương đương tiền ạ. Tài sản thứ hai là gì? Các khoản phải thu. Các khoản phải thu thông thường ở đây sẽ là phải thu khách hàng là 20 tỷ. Hàng tồn kho chúng ta có 6 tỷ rưỡi. Tài sản cố định chúng ta có gì? Có 3 tỷ. Rồi những cái khoản phía bên dưới này nữa. Vậy là tổng tài sản của chúng ta, tài sản còn gọi là vốn ạ. Tài sản của chúng ta là có 38 tỷ. Vậy là nếu mà các anh chị nhìn thấy qua bảo công ty đó có 38 tỷ thì các anh chị sẽ nhìn vào đây để thấy cấu trúc của 38 tỷ đấy nó gồm những cái gì. Công ty này có 7 tỷ tiền mặt. Các khoản phải thu là 20 tỷ. Hàng tồn kho là 6 tỷ, tài sản cố định sẽ là 3 tỷ 9. Và những cái khoản lặt vặt khác ở đây mấy trăm triệu, hơn 300 triệu này. Tổng là 38 tỷ. Các anh chị có thấy là hiểu tại sao mà người ta lại sắp xếp theo cái nguyên tắc là tiền xong đến phải thu, xong đến hàng tồn kho, xong đến tài sản cố định không? Mà sao không sắp xếp ngược lại, sắp xếp lung tung những cái vị trí 1, 2, 3, 4, 5, 6 này đi? Các anh chị có nhận ra rằng là có một cái quy luật gì ở đây không ạ? Người ta sắp xếp như thế này là có quy luật đấy ạ. Đấy chính là quy luật về tính thanh khoản giảm dần. Tiền rất dễ lấy ra, phải thu cũng dễ hơn. Hàng tồn kho thì khó bán hơn và tài sản cố định thì khó quy đổi thành tiền hơn đúng không ạ? Khó quy đổi thành tiền hơn. Đó thì đấy là cái nguyên tắc sắp xếp như vậy. Chúng ta sẽ gì? Sẽ phân tích được rằng 38 tỷ này thì có những cái gì tạo nên 38 tỷ đấy. Vậy thì doanh nghiệp này các khoản phải thu 20 tỷ này có to hoặc có lớn không ạ? Lớn quá đúng không? Bởi vì bây giờ nợ xấu cũng rất là khó, kể cả trong trường hợp mình bán nợ. Bán nợ để thu hồi, có những khoản nợ khó đòi chúng ta có thể bán cho những công ty thu mua nợ ấy ạ, và chúng ta thu về khoảng 60% thôi thì cũng có thể quy ra thành tiền được, nhưng là nó chậm hơn. Và chỉ có tiền này ấy, là cái tiền mặt và các khoản tương đương tiền ấy, nó mới có giá trị thực sự, tức là kinh doanh
Các anh chị đã nghe thấy là tiền là vua chứ, lợi nhuận quan trọng nhưng mà dòng tiền còn quan trọng hơn. Tại vì sao? Tại vì không có dòng tiền thì chúng ta gì, chúng ta sẽ bị tắc kinh doanh, chúng ta sẽ bị tắc kinh doanh. Lợi nhuận có thể âm mà vẫn có dòng tiền thì chúng ta vẫn kinh doanh được mà, nhưng mà lợi nhuận dương mà không có dòng tiền thì các anh không thể làm gì, không xoay sở được. Thế tại sao tiền lại có giá trị? Các anh chị đã nghe thấy câu là tiền có giá trị theo thời gian chưa? Giá trị thời gian của tiền. Lát nữa tôi sẽ lấy một cái ví dụ để chứng minh rằng tại sao tiền lại có giá trị theo thời gian. Có ba cái lý do để mà tiền có giá trị theo thời gian. Thứ nhất là gì? Do lạm phát. Thứ hai là do chi phí cơ hội. Thay vì tôi cầm tiền thì tôi có thể đầu tư vào chỗ nọ chỗ kia. Và cái thứ ba là do chắc chắn tiền, chắc chắn của dòng tiền. Đã anh chị nào mà gặp những cái tình huống mà khách hàng hẹn rằng chiều nay trả tiền hoặc sáng mai trả tiền, nhưng mà mấy cái chiều nay và mấy cái sáng mai rồi chưa trả tiền, mình cứ phải cầm chắc đã, tiền đã phải rơi vào tài khoản của mình đã. Về cái phân tích về cái chỉ tiêu đầu tiên là tiền và tương đương tiền thì các anh chị sẽ thấy được tầm quan trọng của cái việc là tiền tươi thóc thật đấy. Tiền tươi thóc thật. Ở đây tôi sẽ phân tích cho anh chị thấy được cái giá trị thời gian của tiền để mình xem là à cái khoản đấy mình có nên đầu tư không nhé. Giá trị thời gian của tiền ở đây tôi nhấn mạnh này, trong tài sản này, trong cơ cấu của tài sản, các anh chị quan tâm cho tôi đến bốn chỉ tiêu quan trọng. Còn những cái chỉ tiêu ở bên dưới của cái báo cáo tài chính này liên quan đến tiền ấy, à, liên quan đến tài sản ấy, các anh chị có thể là không cần quan tâm nhiều. Cái thứ nhất là tiền và tương đương tiền. Cái thứ hai là các khoản phải thu. Cái thứ ba là hàng tồn kho và cái thứ tư là tài sản cố định. Và tôi sẽ đi phân tích từng cái chỉ tiêu một. Ở đây này, các anh chị nhớ rằng chúng ta có thể nhầm lẫn giữa cái nguồn vốn. Người ta gọi là tài sản còn gọi là gì? Là vốn. Còn nguồn vốn có thể gọi là nguồn vốn hoặc là nguồn hình thành tài sản. Nếu nhìn một cách tổng quát, vừa rồi tôi lấy cái ví dụ là chúng ta có 3 tỷ để mua xe, thì trong đấy tài sản của chúng ta là một cái xe 3 tỷ. Nhưng nguồn hình thành tài sản đến từ hai nguồn tự có và đi vay. Thì ở đây tài sản và nguồn vốn trong một doanh nghiệp nó cũng vận hành y như thế, chất nó chỉ là một số liệu nhưng được thể hiện ở hai cách khác nhau thôi. Ví dụ làm sao để có 38 tỷ ở dưới dạng 4 5 6 loại tài sản này? Bởi vì như thế này này, nhìn thấy ngay ở dưới ạ, nợ phải trả 18 tỷ và vốn chủ sở hữu là 20 tỷ, cộng vào nó cũng bằng 38 tỷ 511 triệu. Có nghĩa là cái nguồn hình thành tài sản của chúng ta ấy, cái nguồn vốn của chúng ta nó sẽ là cơ sở để hình thành nên những cái tài sản này. Hoặc nói một cách ngược lại là để có được những cái tài sản ở trên này thì chúng ta phải dựa vào nguồn hình thành tài sản ở bên dưới, đấy là nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Bây giờ tôi sẽ phân tích cho anh chị về lấy cho anh chị cái ví dụ về tiền có giá trị về mặt thời gian nhé. Ở đây có thể các anh chị đã biết đến cái công thức về quy tiền về hiện giá trị của tiền về hiện tại. Một đồng tiền ở thời điểm năm 2022 sẽ khác một đồng tiền ở thời điểm cuối năm 2023, đúng không ạ? Bây giờ các anh chị có nhớ được cái công thức này khi về tài chính, có thể một số các anh đã biết đấy. Đấy là giá trị hiện tại của tiền. Và cái thứ hai là giá trị tương lai của tiền. Thì có một cái công thức như thế này, giá trị hiện tại của tiền người ta gọi là PV bằng FV. Giá trị tương lai trước cho anh chị nhìn thấy đây. FV sẽ bằng PV nhân với cả 1 cộng K mũ N. Nghe nó hơi chắc chắc một tí nha. Lát nữa lấy ví dụ thì anh chị sẽ thấy. Giá trị tương lai của tiền có nghĩa là 100 triệu. Để tôi tính rằng trong đấy K là gì? K này chính là lãi suất cố định, lãi suất. Còn chỗ này không phải là 2 mà là N. Còn N này chính là gì ạ? N này là gì? N này là kỳ. Kỳ tính. Bây giờ tôi ví dụ tôi có 100 triệu. Tôi có 100 triệu ở hiện tại. Tôi muốn biết rằng 2 năm nữa giá trị của tiền 100 triệu này nó sẽ tương đương với bao nhiêu? Với giả sử lãi suất sẽ bằng gì ạ? 10%, ví dụ ngân hàng bây giờ đang là 10% nhé. 100 triệu nhân với cả 1 cộng 10% mũ 2 vì là 2 năm nữa mà. Mũ 2.
Và cái này nó sẽ bằng 121 triệu. Vậy thì tức là 10 triệu của năm 2022 đến năm 2024 sẽ thành 121 triệu với lãi suất giả định là 10% một năm. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là 121 triệu của năm 2024 mới bằng 100 triệu của hiện tại thôi. Các anh chị có thấy không ạ? Là tăng lên khoảng 20% rồi đấy ạ. Đúng không? Để thấy rằng là tiền có giá trị theo thời gian, nó bị mất giá đấy. 121 triệu này của 2 năm sau mới bằng 100 triệu này của hiện tại. Thì ở đây cũng là cái cơ sở để các anh chị biết được rằng chúng ta nên đầu tư tiền vào đâu. Ví dụ như là có những cái dự án này, dự án kia, nếu những doanh nghiệp nào mà có giám đốc tài chính hoặc là kế toán trưởng có thể tính cho các anh chị những cái bài toán về dự án đầu tư như thế này này. Ví dụ tôi hiện tại đang có 1 tỷ, 2 tỷ. Các anh chị nói với giám đốc là nói với kế toán là như vậy. Tức là tính cho anh có hai cái dự án này, anh sẽ nên đầu tư vào dự án A hay dự án B. Thì cái người kế toán trưởng hoặc người giám đốc tài chính sẽ là người tính cho các anh chị các phương án để xem rằng là các anh chị nên đầu tư vào dự án nào. Còn giá trị hiện tại của tiền thì ngược lại thôi, sẽ bằng FV đúng không ạ? FV chia cho 1 cộng K mũ N. Bây giờ ví dụ như thế này, tôi muốn có một cái ví dụ tôi đã tính trước để cho anh chị đỡ mất thời gian. Tôi muốn có 60 triệu trong vòng 10 năm nữa thì bây giờ tôi phải đầu tư bao nhiêu? Tôi muốn có 60 triệu trong vòng 10 năm nữa thì bây giờ tôi phải đầu tư bao nhiêu tiền? Thế thì PV tức là bây giờ đúng không ạ? Sẽ bằng gì? 60 triệu trong vòng 10 năm nữa nhân với cả 1 cộng với lãi suất là gì ạ? Với lãi suất là 9% chẳng hạn đi. Thì chỗ này sẽ là mũ N. Mũ N này là mũ 10. Mũ 10. Và theo như tôi tính toán thì nó sẽ ra bao nhiêu? 25,34 triệu. Đấy ạ. Thế có nghĩa là tôi có 25,34 triệu mà tôi mang gửi ngân hàng với lãi suất 9% một năm. 10 năm nữa tôi sẽ có gì ạ? 60 triệu. Tôi sẽ có 60 triệu. Các anh chị thấy không? Tiền mất giá trong vòng 10 năm. Mất giá nhiều không ạ? 60 mà chia cho 25 thì rất hơn 2 lần rồi đúng không? Hơn 2 lần rồi. Thì đây cũng là cái bài toán mà anh chị có thể tính toán rằng gì? Nếu tôi muốn có 2 tỷ khi mà tôi nghỉ hưu, ví dụ nghỉ hưu là 60 tuổi nghỉ hưu, thì bây giờ tôi phải đến khi mà mình sống được 80 tuổi thôi chẳng hạn. Đấy, thì muốn có gì? 2 tỷ ở cái thời điểm 80 tuổi thì lúc 60 tuổi tôi phải đầu tư bao nhiêu tiền? Đấy, anh chị hoàn toàn có thể dựa vào đây. Đây cũng là một cái cách để anh chị có thể áp dụng và để tính nhiều thứ đấy. Muốn có bao nhiêu tiền trong tương lai thì bây giờ phải đầu tư bao nhiêu. Tất nhiên cái giả định này này, 9% hay 10% là các anh chị phải giả định nhé. Phải giả định theo lãi suất ngân hàng hay lãi suất của dự án mà anh chị đang kỳ vọng ấy. Ví dụ lãi suất ngân hàng bây giờ 9-10 thôi, nhưng lãi suất dự án mà anh chị đang kỳ vọng có thể lên 12-15 hoặc 20% cơ. Đấy, thì cái đấy là anh chị có thể tự tính được dựa vào cái công thức tính giá trị hiện tại của tiền và tính giá trị tương lai của tiền. Đây là cái kiến thức rất là, công thức rất là đơn giản. Còn có những cái công thức nó phức tạp hơn thì chúng ta cũng chưa cần quan tâm lắm đâu ạ. Như thế này là chúng ta có thể vận dụng vào trong cuộc sống rất là nhiều rồi. Ví dụ muốn mua một căn biệt thự 20 tỷ trong vòng 3 năm nữa hoặc 4 năm nữa thì bây giờ mình phải đầu tư tiền là bao nhiêu? Đó. Đấy là cái vấn đề thứ nhất, là vấn đề về tiền. Tiền là vua. Cái vấn đề thứ hai trên cái báo cáo tài chính, anh chị nhìn đây. Đó chính là gì ạ? Các anh chị comment giúp tôi cái này để cái từ khóa nhé. PV, FV. Đấy, anh chị có thể dùng công thức là PV, FV hoặc anh chị có thể ghi là giá trị hiện tại của tiền, PV, giá trị tương lai của tiền, FV. Đấy. Và các anh chị sẽ nhớ ghi lại cái công thức này để có thể là áp dụng vào quá trình thực tế trong cuộc sống hoặc cũng như là trong cái doanh nghiệp của mình. Anh chị viết từ khóa vừa rồi, MC Lê Ngân có bảo gì, khi anh chị viết từ khóa xuống thì não của chúng ta sẽ được găm một lần đấy ạ. Tay đánh và não sẽ được găm một lần, sẽ nhớ hơn. Cái chỉ tiêu thứ hai, các anh chị thấy cái phần tiền này có hay không ạ? Cái phần giá trị hiện tại và giá trị tương lai của tiền, các chị sẽ thấy giật mình luôn. Các chị thấy giật mình luôn là 2 năm sau thì 121 triệu nó mới bằng 100 triệu của bây giờ, của hiện tại. Nếu mà hay thì xin anh chị số 4 ạ. Để tôi có động lực để chia sẻ tiếp. Tiếp theo thì tôi sẽ phân tích cho anh chị về chỉ tiêu phải thu. Cái chỉ tiêu phải thu này cũng khá là hay.
khi các anh chị phân tích nhé, một cái báo cáo tài chính ấy, các anh chị nhìn vào đây và có thể yêu cầu kế toán là làm cho anh cái công thức bên cạnh là tài sản tiền đấy này. Mình có thể phân tích cơ cấu luôn là tiền này trên tổng tài sản chiếm bao nhiêu phần trăm. Ví dụ ở đây nhé, số đầu số cuối kỳ thôi, số cuối kỳ là số năm 2021 vì mình đang ở năm 2021 ạ. Còn số đầu kỳ chính là số đầu kỳ năm 21, có nghĩa là cuối kỳ năm 20. Thì ở đây mình chỉ phân tích năm 21 rồi. Ví dụ anh chị có thể yêu cầu là chia cho anh, vậy thì tiền trong tổng tài sản chiếm bao nhiêu phần trăm? Trăm đúng không ạ? Nợ phải thu chiếm bao nhiêu phần trăm? Đây bao nhiêu phần trăm? Đây chính là kết cấu, gọi là kết cấu của từng loại tài sản trong tổng tài sản là bao nhiêu phần trăm. Tương tự cái này cũng thế rồi ạ. Hàng tồn kho trên tổng tài sản là 17% và tài sản trên tổng tài sản là, trên tổng tài sản là chiếm bao nhiêu? Chiếm 10%. Còn những cái con này thì chúng ta không tính đến. Đây là những chỉ tiêu quan trọng thôi. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái khoản phải thu này đang của cái công ty này này nó đang nhiều quá đúng không ạ? Và chúng ta sẽ giật mình, chúng ta để khách hàng chiếm dụng vốn nhiều quá rồi. Còn chưa kể đến là yêu cầu kế toán phân tích tuổi nợ, nợ ngắn hạn hay nợ dài hạn hay nợ quá hạn đấy, để chúng ta có những cái chính sách để thu hồi. Chúng ta có thể có những cái chính sách để thu hồi các khoản phải thu ở đây. Các khoản phải thu ở đây với cái số liệu của công ty này thì anh chị thấy là khá lớn. Ở đây là phải thu của khách hàng đã chiếm 18 tỷ rồi, còn trả trước cho người bán. Ở đây các anh chị nhớ này, phải thu của khách hàng thì các anh chị đều biết nó là cái gì rồi đúng không? Là cho khách hàng nợ thôi. Nhưng mà trả trước cho người bán cũng được coi là một khoản phải thu trên báo cáo. Tức là mình ứng trước tiền cho người bán ấy, người bán hàng cho mình ấy, thì có phải là đấy cũng là một khoản phải thu không? Phải thu về hàng hóa hoặc phải thu về dịch vụ. Và trong trường hợp hàng hóa dịch vụ không được triển khai hợp đồng thì đấy chính là khoản phải thu lại bằng tiền của mình, thì cũng được gọi là các khoản phải thu, cũng là coi như mình bị nhà cung cấp chiếm dụng. Còn đây là bị gì? Khách hàng chiếm dụng. Phải thu khách hàng là bị khách hàng chiếm dụng, phải trả trước cho nhà cung cấp là bị nhà cung cấp chiếm dụng. Tóm lại là bị gì? Bị chiếm dụng tận 52%. Nghe con số 20 đấy là con số chết, là cái con số cố định, nhưng chúng ta phải biến nó thành tỷ trọng thì chúng ta mới có cái nhìn tổng quát được ạ. Ví dụ 20 tỷ trên 38 tỷ thấy nó cũng nhiều, nhưng nếu chúng ta quy ra nó là 52% là nó thành rất lớn đấy ạ. Tổng tài sản này bị người khác nắm hết rồi còn đâu, đúng không? Các anh chị nhìn đây này, tiền mình là người mình nắm đúng không ạ? Hàng tồn kho là người mình là người nắm đúng không ạ? Tài sản cố định mình cũng là người nắm, nhưng các khoản phải thu mình có là người nắm không? Mình nắm nhưng tiền thì đang bị người khác nắm, cho nên là cái này lại chiếm tỷ trọng tận 52%, là một con số rất lớn. Là cái dòng tiền của mình đang bị gì? Đang bị mình không kiểm soát được. Hàng tồn kho hoặc tài sản cố định các anh chị không thích, các anh chị muốn biến thành tiền các anh chị có thể bán được, nhưng mà nợ này không phải lúc nào cũng bán được đâu. Đó. Thì chúng ta quy về tỷ trọng, yêu cầu kế toán quy về tỷ trọng cho mình để mình sẽ có cái nhìn tỷ trọng nó sẽ dễ hơn. Đây, ví dụ em lấy ví dụ luôn này, của cái năm trước này. Hai tiền nhá, 299 so với 37 tỷ. Chiếm bao nhiêu? Mình chỉ cần so với cùng kỳ năm trước thôi. Chúng ta sẽ thấy là có 0,8%. Đây, cùng kỳ năm trước, so sánh luôn với cùng kỳ năm trước thôi. Là cái số đầu năm thôi, là, tức là cuối năm 2020 thôi. Ta đã thấy là tiền chỉ chiếm có 8%, à 0,8%. Nợ thì năm 7 năm nay có tiến bộ hơn, giảm xuống vào năm 2. Đúng không ạ? Hàng tồn kho là mình được giảm hơn rồi đúng không? Đang 29 tỷ năm ngoái. 29% năm ngoái, bây giờ còn 17% thôi. Tài sản cố định thì vẫn xem vì cũng không tăng giảm gì nhiều, vẫn là chiếm 10% trong tổng tài sản. Vậy thì ở đây có một cái cơ cấu dịch chuyển rất lớn giữa gì ạ? Giữa hàng tồn kho và tiền. Đó, thì các anh chị nhìn vào đây, các anh chị sẽ không bị nhìn thấy số chết, nhìn theo tỷ trọng phần trăm chúng ta sẽ không nhìn thấy số chết, mà chúng ta sẽ nhìn thấy tình hình biến động của từng loại chỉ tiêu. À, so sánh đây gọi là so sánh ngang ạ. Đây là so sánh dọc nhé. Nếu anh chị nhìn nghe thấy những cái khái niệm là so sánh dọc, tức là 7 tỷ so với 38 tỷ, 20 tỷ so với 38 tỷ, 6 tỷ, 3 tỷ so với 38 tỷ. Đấy gọi là so sánh dọc. So sánh dọc là bản thân từng loại tài sản so với tổng tài sản. Đấy gọi là dọc ạ. Còn so sánh ngang là gì? So sánh ngang là mình so sánh với cùng kỳ năm trước.
Đây, ví dụ năm trước tiền mặt tiền tiền chỉ chiếm 0,8% thôi trong tổng tài sản thôi. Năm nay đã lên tới gì? 19,6%, tại vì doanh nghiệp này thì tăng vốn điều lệ đấy. Tăng vốn điều lệ cho nên nó mới tăng đột biến như vậy. Đó, thì đấy là về cái phần tiền và tương đương tiền. Tiếp theo là về các khoản phải thu. Các khoản phải thu thì các anh chị quan tâm đến cái gì? Chắc chắn là các anh chị quan tâm đến nợ đúng không? Phải thu là liên quan đến nợ rồi, tức là khách hàng nợ mình sẽ có một cái số liệu, một cái công thức để các anh chị tính được rằng là trong một năm cái vòng quay các khoản phải thu là bao nhiêu và trung bình là mình cho nợ bao nhiêu ngày. Mình cho nợ bao nhiêu ngày? Đây, cái công thức nó là như thế này. Tôi lấy luôn cái phần ví dụ để các anh chị tính luôn. Ở đây để thấy được ạ. Các khoản phải thu. Đây nha, viết công thức trước để các chị nhìn rõ này. Các chúng ta học đến các khoản phải thu. Đây là 2. Các khoản phải thu thì sẽ có cái công thức là vòng quay các khoản phải thu bằng doanh thu chia các khoản phải thu bình quân. Ví dụ luôn ở trong cái số liệu này đi. Các khoản phải thu bình quân thì sẽ bằng cái gì ạ? Các khoản phải thu bình quân nhé, sẽ là đầu kỳ cộng cuối kỳ chia 2. Đấy gọi là bình quân ạ. Đầu năm này, cộng cuối năm này. Chia cho 2 thì gọi là trung bình. Còn doanh thu của chúng ta năm nay là 51 tỷ đúng không? Doanh thu bằng 51 tỷ. Vậy thì vòng quay các khoản phải thu, công thức bằng doanh thu chia gì ạ? Chia các khoản phải thu bình quân. Vậy có nghĩa là một năm chúng ta quay được gì? 2,4 vòng. Vậy thì lại có một cái công thức là số ngày thu nợ bình trong năm sẽ bằng gì? Một năm có 360 ngày mà chia cho gì? Vòng quay các khoản phải thu. Chia cho vòng quay. Và chỗ này sẽ bằng gì ạ? Bằng 360 chia cho công ty này cho nợ hơi lâu, hèn gì các khoản phải thu nhiều quá đúng không? 20 tỷ là chiếm 52%, tức là trung bình là cho nợ 146 ngày, nhiều quá đúng không ạ? 146 ngày mà chia cho 3 tháng à, quên, chia cho 30 ngày là gần 5 tháng, nhiều quá. Bảo sao các khoản phải thu nó lại cao như thế này. Đấy, thì các anh chị có thể yêu cầu kế toán làm thôi, mình không phải làm đâu ạ. Là tính cho anh số ngày bình quân thu nợ là bao nhiêu. Với cái công thức này thì chúng ta tính được là với cái số liệu của công ty này thì chúng ta thấy là một năm, với một năm ấy thì trung bình là cho khách hàng nợ 146 ngày. Tất nhiên nếu các anh chị tính theo kỳ là gì, kỳ là quý, thì cái số 360 ngày này sẽ được chuyển thành gì ạ? Nó chuyển thành 90 ngày. Nếu các anh tính, các chị tính kỳ là nửa năm thì sẽ là gì? Nếu chị tính là quý thì sẽ là 90 ngày chia cho gì? Chia cho cái vòng quay của phải thu ấy. Đấy, thì sẽ biết được rằng là trong một cái quý đấy, vòng quay một cái khoản nợ được nợ bao nhiêu ngày. Thì ở đây, từ đây chúng ta sẽ dựa vào đây, chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng à, mình đang cho khách hàng nợ quá nhiều, quá lâu. Trong khi mình chỉ được nợ nhà cung cấp có 30 ngày, 50 ngày mà mình lại cho khách hàng nợ đến một tháng, hai tháng, à một quý hoặc là hai quý, thì cũng như thế, như vậy là chúng ta sẽ bị kẹt dòng tiền đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta còn phải phụ thuộc vào gì? Vào phương thức bán hàng của mình là trả chậm hay gì? Cái chính sách bán hàng của mình là trả chậm hay là thu tiền ngay? Bởi vì làm sao? Theo các anh chị thì cái số ngày thu tiền bình quân này, các chị nhìn thấy đây sẽ thấy là càng lớn thì càng không tốt bằng nhỏ đúng không? Nếu cái số này nó nhỏ, cái số ngày thu tiền bình quân nó nhỏ, chứng tỏ rằng chúng ta thu hồi nợ nhanh.
dòng tiền của chúng ta được quay vòng rất là nhanh, luân chuyển vốn nhanh. Tuy nhiên nếu mà nó nhỏ quá thì nó lại có một cái vấn đề như thế này, là cái tính cạnh tranh với cả các đối thủ, mình sẽ bị mất thế cạnh tranh với đối thủ về mặt tín dụng, về mặt tín dụng, về cái mặt mà cho khách hàng nợ. Và bây giờ đối thủ của mình cũng bán giá như mình nhưng lại cho khách hàng nợ thêm 15 ngày, nó đã khác nhau rất là nhiều rồi. Thì cái đấy lại phải căn cứ vào cái chính sách tín dụng của mình, cái chính sách bán hàng của mình, cái kế hoạch kinh doanh của mình nữa, cái kế hoạch đẩy hàng đi của mình. Thì nhưng mà phải nhìn thấy số này, các anh chị về tính thử đi ạ. Hôm nay là thứ sáu, mai là thứ bảy, các anh chị có thể là yêu cầu kế toán chiều thứ hai gửi cho mình cái báo cáo ấy, xem là phải thu, có khoản phải thu của công ty mình một năm vừa rồi hoặc là 9 tháng vừa rồi là vòng quay là bao nhiêu ngày, một cái khoản nợ trung bình là cho nợ bao nhiêu ngày, sau đấy thì lại tính tiếp rồi đi. Như vậy nó có phù hợp không, nó có phù hợp không, hay là thôi mình không bán hàng cho ông đấy nữa vì ông nợ quá nhiều rồi, mang cái tiền đấy đi gửi ngân hàng có khi lại còn lãi còn cao hơn cả cái việc là bán cho ông đấy, trong khi là nó còn rủi ro về khoản thu nợ, về khoản thanh khoản, đúng không ạ? Đấy thì đấy là các khoản thu, các khoản phải thu thì anh chị sẽ nhìn được cái phần tiêu chí này, cũng như là gì, tổng quan được tổng các khoản phải thu trên tổng tài sản và cái chỉ tiêu mà vòng quay các khoản phải thu, số ngày thu tiền bình quân. À, anh chị có thể comment xuống dưới là các khoản phải thu thì chúng ta quan tâm đến gì ạ? Số ngày thu tiền bình quân. Vòng quay các khoản phải thu nó chỉ là cái trung gian thôi, và cái cuối cùng mà mình quan tâm đến chính là gì? Số ngày thu tiền bình quân. Cái nội dung thứ ba là cái nội dung về hàng tồn kho. Hàng tồn kho ở đây nhiều hay ít nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Ví dụ như là mặt hàng đấy, có thể là có những cái doanh nghiệp là gì, họ găm hàng đúng không? Bây giờ các anh chị nhìn này, tồn kho cùng của một doanh nghiệp nhá, năm ngoái 10 tỷ, năm nay 6 tỷ là tốt hay là không tốt? Nó đang giảm đấy. Đang giảm đi bao nhiêu phần trăm? 6 tỷ chia cho 10 tỷ là bằng 60% thôi, tức là giảm giảm hàng tồn kho 40%. Vậy thì nhìn vào đây các anh chị đã thấy nó tốt hay không tốt không? Chưa chắc đúng không? Chưa chắc đã là tốt đâu. Nhìn sơ bộ thì thấy là à, hàng tồn kho giảm. Ngon quá, vì hàng tồn kho ở đây là gì? Là mình đang giảm rủi ro rồi. Đẩy hàng đi được rồi. Nhưng mà chúng ta còn phải nhìn ở nhiều khía cạnh khác nữa. Ví dụ như là các anh chị sắp sửa cho, có thể ở đây 10 tỷ chưa chắc đã là không tốt đâu. Bởi vì ở đây là cái thời điểm đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 mà, là năm ngoái. Nhưng mà có thể người ta mua về ở cuối năm để chuẩn bị cho một cái đơn hàng sẽ giao ở tháng 1 hoặc là đầu tháng 2 thì sao? Cho nên là chúng ta phải có những cái nhìn tổng quan khác nữa thì chúng ta mới đánh giá được nó là nhiều hay là ít. Có thể là gì, trong 10 tỷ này sang tháng đầu tháng 1, ngày mùng 10 tháng 1 năm sau thôi là đã đẩy đi 5 tỷ rồi cơ. Vì nó có một cái đơn hàng qua Tết Dương lịch mới bán thì đã là 5 tỷ rồi. Đấy, cho nên là chúng ta phải nhìn ở nhiều khía cạnh. Cái đấy nó phải là kỹ năng đấy, chúng ta nhìn ở nhiều khía cạnh thì chúng ta mới phân tích được là tốt hay là không tốt. Nhưng nhìn chung cứ thấy hàng tồn kho giảm thì có nghĩa là mừng bởi vì bán được hàng. Ở đây các anh chị thấy hiểu hàng tồn kho thì nghe thì cứ nghĩ rằng đấy là hàng ế ẩm nhưng không phải đâu ạ. Hàng tồn kho nó ở nhiều hình thức lắm đấy, dưới dạng là nếu mà doanh nghiệp sản xuất thì nó dưới dạng nguyên vật liệu tồn trữ ở đấy, còn doanh nghiệp thương mại thì ở dưới dạng là hàng hóa, và doanh nghiệp xây lắp thì có thể là ở dưới dạng nguyên vật liệu và dưới dạng chi công trình đang dở dang ở ngày 31 tháng 12 năm 2021 chưa xong công trình, vậy thôi chứ không phải ý nghĩa là xấu. Hàng tồn kho không có ý nghĩa là xấu nhỉ. Vậy thì hàng tồn kho này chúng ta cần lưu ý cái gì với từng loại hình doanh nghiệp, xem có phù hợp không, và cũng có thể là dự kiến trong những cái tháng tới thì cái những cái mặt hàng tồn kho của mình về vật liệu xây dựng sẽ tăng giá, cho nên bây giờ người ta có thể gì găm hàng. Thế cho nên là cái 10 tỷ này chưa chắc đã là xấu hơn cái 6 tỷ đâu ạ. Thì hàng tồn kho chúng ta cũng tính tương tự như là gì, các khoản phải thu. Ba la mã là hàng tồn kho, cũng có cái nhìn về hàng tồn kho nhé. Đầu tiên các anh chị phải phải hiểu là hàng tồn kho không phải là xấu, không phải là hết đát cận đát gọi là hàng tồn kho, mà hàng tồn kho đấy là quy định của kế toán gọi là hàng tồn kho thôi, nhưng bản chất nó là nguyên vật liệu tồn kho, hàng bán tồn kho, có thể là mình để lưu trữ, nó không phải là xấu. Thì vòng quay của hàng tồn kho nó cũng như thế này ạ, tương tự như thế này.
Nhưng mà liên quan phải thu thì liên quan đến doanh thu, còn hàng tồn kho thì chúng ta sẽ liên quan đến gì ạ? Giá vốn nhỉ. Giá vốn, công thức sẽ là giá vốn vòng quay hàng tồn kho. Hàng tồn kho thì hay viết tắt, dân kế toán hay viết tắt là HTK, là hàng tồn kho. Và ở đây là không phải các khoản phải thu bình quân mà là gì ạ? Hàng tồn kho bình quân và số ngày lưu kho ấy, của hàng tồn kho cũng là 360 ngày trên số vòng quay của hàng tồn kho. Thế bây giờ chúng ta thử áp dụng vào cái công ty này. Thì hàng tồn kho bình quân cũng tương tự thế thôi ạ, bằng đầu kỳ cộng cuối kỳ chia 2. Nếu kỳ này của các anh chị là 5 thì lấy như này nhé. Còn nếu mà các chị là quý 3 thì nó sẽ là đầu kỳ của ngày mùng mùng 1 tháng 6 ấy cộng với cuối kỳ của ngày 30 à mùng 1 tháng 7 ấy, cộng với cuối kỳ của ngày 30 tháng 9. Tùy theo cái kỳ của mình là như thế nào thì mình sẽ lấy số liệu theo đấy nhé, không phải là nhất thiết là lấy theo năm nữa. Đầu kỳ cộng cuối kỳ chia 2 thì hàng tồn kho rơi vào từng này. Và giá vốn của công ty thì nhìn trên báo cáo kiểm kinh doanh, giá vốn của năm nay sẽ là 47 tỷ. Vậy thì vòng quay hàng tồn kho sẽ bằng 47 tỷ chia cho hàng tồn kho bình quân. Nó sẽ là 5,4 và số ngày sẽ bằng 360 chia cho cái này. Vậy thì hàng tồn kho của mình lưu chuyển trong vòng 65 ngày. Vậy thì theo anh chị thì cái này, cái 65 ngày này, cái thời gian lưu kho ấy, càng nhiều thì tốt hay càng ít thì tốt? Thông thường ở trong điều kiện bình thường, không có gì đặc biệt, không phải những trường hợp đặc biệt ấy, thì hàng tồn kho càng cái số ngày này này càng ngắn càng tốt, đúng không ạ? Tại vì mình gì, mình luôn chuyển kho được nhiều mà, được nhanh mà, có nghĩa là gì, mình lưu thông hàng, mình kinh doanh tốt, hàng không bị ứ đọng nhiều đấy. Thì cái chỉ số này cũng gì, càng thấp càng tốt. Cái chỉ số ngày bình quân thu hồi nợ cũng gì, càng thấp càng tốt. Vậy thì với số liệu của công ty này thì hàng tồn kho bình quân là lưu kho trong vòng 65 ngày. Đấy, vậy thì chúng ta phải biết là nếu mình hàng hóa của mình là vật liệu xây dựng thì như này có ổn không? Hàng hóa của mình là những thực phẩm thì phải lưu kho trong vòng bao nhiêu ngày? Nó phải ngắn hơn rất là nhiều nữa, đúng không? Thực phẩm rồi đồ ăn rồi rau củ quả. Đấy, thì tùy theo ngành nghề kinh doanh mà mình sẽ có là nhiều hay là ít. Ở Việt Nam của mình ấy thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái phần mà trung bình ngành đâu ạ. Tại vì là cái đấy nó không public trung bình ngành như ở một số nước. Vì vậy là chúng ta muốn so sánh của mình ấy, thì chúng ta cũng đối thủ đó thì mình có thể mình không nhìn thấy số liệu của đối thủ. Đấy, nhưng có một cái cơ sở đấy là trung bình ngành, ví dụ ngành của mình là ngành ngành thực phẩm hay ngành của mình là ngành xây dựng thì mình so sánh vào đấy, nhưng tất nhiên là để có cái số liệu đấy để so sánh ấy thì mình phải mất rất là nhiều nguồn lực ạ để mới có được. Đấy, vì vậy là mình sẽ căn cứ, thông thường là gì, căn cứ theo điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thôi ạ. Đấy là về hàng tồn kho ạ. Vậy thì hàng tồn kho túm lại là chúng ta cần lưu ý cái gì? Thứ nhất là gì, hàng tồn kho gì nhiều chưa chắc đã xấu, đúng không? Còn phải xem là cái kế hoạch kinh doanh của mình nữa, có nhiều, có thêm một số thông tin nữa thì chúng ta mới nhận định được là xấu hay là đẹp. Và cái thứ hai là chúng ta tính được vòng cái số ngày lưu kho bình quân. Cái này các anh chị yêu cầu thứ hai, yêu cầu kế toán ngồi tính đi, gửi cho anh chị báo cáo xem như thế nào. Các anh chị có thể so sánh năm nay với năm trước, hoặc so sánh thì quý này với quý trước để xem số ngày lưu kho bình quân mà mình vẫn kinh doanh cái mặt hàng đấy nó có ngắn hơn không, hoặc số ngày thu nợ bình quân của quý này so với quý trước có ngắn hơn không. Từ đấy ví dụ anh chị có thể đưa ra chỉ tiêu, bây giờ năm 2021 sắp 22 sắp kết thúc rồi, có thể đưa ra cái chỉ tiêu cái là thu hồi nợ quý 4, hoặc là thu hồi nợ, hoặc là bán hàng ở quý 1 ấy. Tức là mình đưa cái chỉ tiêu KPI xuống cho bộ phận ấy, cho các bộ phận liên quan ấy, là ví dụ như mình đang là gì, các khoản phải thu đang là tận 146 ngày, mình đưa xuống còn 120 ngày, mình đưa chỉ tiêu thôi. Còn có mục tiêu đấy rồi thì chúng ta sẽ có gì, có kế hoạch để triển khai cái đấy. Hoặc hàng tồn kho đang 65 ngày, bây giờ chúng ta xuống còn 50 ngày thì chúng ta có cái chỉ tiêu như vậy áp xuống, thì họ sẽ có cái phương thức để thực hiện để đạt được cái mục tiêu của CEO. Cái thứ tư đấy là tài sản cố định ạ. Tài sản cố định thì anh chị nhìn này, anh chị có nhìn rõ không? Hàng tồn kho anh chị có thể gõ xuống cho tôi chữ gì ạ? Số ngày lưu kho bình quân của hàng tồn kho, đấy là chỉ tiêu cũng khá là quan trọng ạ. Số ngày lưu kho bình quân.
Thông thường là càng nhỏ càng tốt nha anh chị nhá. Phải thu cũng gì càng nhỏ các cái ngày phải thu bình quân, số ngày phải thu bình quân cũng gì càng nhỏ càng tốt. Các chỉ số, hai chỉ số này càng nhỏ càng tốt. Tiếp theo là về tài sản cố định, anh chị nhìn thấy này, công ty này có nguyên giá tài sản cố định giá trị bây giờ đang là 3 tỷ 9 đúng không? Nhưng chúng ta phải biết nhìn hai cái, khi mà xem tài sản cố định chúng ta nhìn ba yếu tố nhé. Yếu tố thứ nhất là nguyên giá, nguyên giá tức là giá trị lúc mình mua vào ấy là 5 tỷ, 5 tỷ 2. Nhưng chúng ta đã hao mòn lũy kế hết 1 tỷ 3 rồi. Cho nên cái giá trị sổ sách của tài sản của chúng ta chỉ còn 3 tỷ 9 thôi. Đấy ạ, đấy là cái cách mà chúng ta đọc về tài sản cố định. Chứ không phải là tôi mua cái ô tô 3 tỷ, 5 năm sau nó sẽ khác rồi đúng không ạ? Tuy nhiên, có một cái điều này nó hơi hơi bất thường đối với cả hệ thống sổ sách của Việt Nam bây giờ. Cái tài sản hữu hình của chúng ta thì thông thường chúng ta sẽ bị mất giá dần đúng không? Xe cộ thứ mất giá dần. Nhưng những cái tài sản cố định vô, tài sản cố định vô hình, ví dụ như quyền sử dụng đất chẳng hạn, chúng ta trước kia mua cái mảnh đất đấy để làm văn phòng, để làm xây dựng nhà xưởng chẳng hạn, nó chỉ là 2 tỷ thôi. Nhưng bây giờ 3 năm sau, 4 năm sau nó không phải là 2 tỷ nữa mà nó có thể lên thành gì? 10 tỷ rồi. Nhưng quy định của Việt Nam là giá trị ghi nhận vẫn phải theo gì? Theo giá trị, theo gọi là giá gốc. Giá gốc tài sản cố định phải phải ghi nhận theo giá gốc. Tức là trước kia nó 3 tỷ, bây giờ vẫn 3 tỷ. Chứ không được theo giá thị trường là 10 tỷ đâu. Thì cái đấy là cái nó đang chưa chính xác với cả Việt Nam trong trường hợp mình có liên quan đến bất động sản, là chúng ta đang bị thiệt ở cái phần đấy. Cái định giá đấy nó đã lên đến 10 tỷ rồi nhưng giá trị sổ sách của chúng ta vẫn gì? Vẫn đang là 3 tỷ đấy ạ. Và tài sản cố định vô hình như quyền sử dụng đất không thời hạn ấy, thì lại không chích khấu hao. Không chích khấu hao, nó không bị hao mòn. Bản chất nó có hao mòn đâu. Đấy, nên là không chích khấu hao. Còn hữu hình xe cộ, nhà trên đất thì chích khấu hao, nhưng quyền sử dụng đất thì không chích khấu hao. Thì cái này các anh chị cũng lưu ý một chút rằng gì? Nếu đối với kế toán thuế thì tài sản cố định khấu hao, thời gian của khấu hao không phải mình thích khấu hao bao nhiêu thì khấu hao đâu ạ. Nó có quy định và bây giờ vẫn đang chiểu theo thông tư 45/2013 của Bộ Tài chính quy định về khung chích khấu hao của tài sản cố định. Ví dụ như là phương tiện vận tải đường bộ như xe ô tô thì chích khấu hao trong vòng 6 đến 10 năm, tức là doanh nghiệp được lựa chọn cái khung đấy. 6 năm, 7 năm, 8 năm, 9 năm, 10 năm là được trong cái khung đấy, đấy là với thuế. Nhưng mà với kế toán nội bộ nhà mình bảo không, cái xe này tôi chỉ đi 5 năm thôi vì tôi suốt ngày tôi đi đường rừng núi là tôi hết khấu hao rồi thì cũng không sao đâu ạ. Không sao, nhưng khi thuế vào quyết toán thì người ta không tính cho mình 5 năm, người ta tính cho mình khoảng là 6 năm hoặc 8 năm. Đấy, thì mình sẽ có sự chênh lệch chi phí giữa kế toán và thuế, thì cái này tôi sẽ không đi sâu nữa. Đấy, sẽ có sự chênh lệch như thế. Tốt nhất là nên theo khung thuế cho nó dễ vì nó cũng phù hợp mà. Một cái xe ô tô mà khấu hao 6 đến 10 năm chúng ta có thể lựa chọn 8 năm hoặc lựa chọn 10 năm. Ở khung chích khấu hao thông tư 45 nó có một cái rất là hay là bao giờ cũng có min max, tức là khung là từ từ 6 đến 10 năm. Vậy doanh nghiệp của mình đang cần chi phí đúng không? Đang thiếu chi phí, đang cần chi phí thì mình chích khấu hao 6 năm thôi để mỗi năm cái giá trị nó cao. Còn nếu chúng ta đang thừa chi phí thì ra sao? Chúng ta đang muốn lãi cao lên cơ. Đang thừa chi phí mà. Thì chúng ta sẽ có thể cho chích 10 năm để giá trị mỗi năm nó bị ít đi ạ. Đó. Thì phần tài sản này anh chị cũng hay hay bị nhầm giữa gọi mình, ví dụ cái máy tính cho nhân viên phòng kế toán chẳng hạn dùng, nó trị giá khoảng tầm 15 triệu, cái đấy gọi là tài sản của công ty nhưng không gọi là tài sản cố định nhé. Tài sản cố định theo chuẩn mực kế toán Việt Nam thì nó là có giá trị, nó có bốn chuẩn mực cơ, nhưng anh chị chỉ cần nhớ hai chuẩn mực thôi là có giá trị gì trước thuế là từ 30 triệu trở lên và thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên, đấy được gọi là tài sản cố định. Đấy, cho nên là mình cứ gọi là ôi công ty tôi có nhiều tài sản cố định lắm nhưng không phải đâu, ví dụ cái máy tính, máy in, máy photo mà nó dưới 30 triệu ấy, thế chị không được gọi là tài sản cố định đâu ạ. Cái đấy được gọi là công cụ dụng cụ. Nó gọi là tài sản của doanh nghiệp nhưng là công cụ dụng cụ. Vậy thì với cái tài sản cố định này anh chị lưu ý là gì? Lưu ý tới gì? Tài sản cố định có hao mòn nhé. Có hao mòn và tài sản cố định thì chúng ta chỉ quan tâm đến giá trị còn lại hơn là quan tâm đến phần nguyên giá. Tại vì khi mình bán nó đi hoặc đi góp vốn thì người ta chỉ quan tâm đến giá trị còn lại thôi, chứ có ai quan tâm đến nguyên giá đâu. Nguyên giá này là dĩ vãng rồi. Mấy bây giờ nó khác rồi. Đấy, thì cái phần tài sản cố định thì anh chị quan tâm đến gì? Đến phần giá trị còn lại. Giá trị còn lại bằng nguyên giá trừ hao mòn. Vậy thì sẽ có anh chị hỏi là thế tài sản cố định nhiều có được gọi là giàu, có được gọi là tốt không?
thì tốt hay không nó lại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố ạ. Ví dụ như là doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp dịch vụ đúng không, dịch vụ kế toán thuế, thì tôi cần gì phải nhiều tài sản cố định, văn phòng tôi đi thuê cần cái xe ô tô để chạy thôi, chứ còn cần máy móc nhà xưởng làm gì đâu, đúng không ạ? Đấy, thì cái tài sản cố định đối với những cái doanh nghiệp dịch vụ thì lại cần rất ít, doanh nghiệp thương mại thì có thể nhiều hơn một chút, tại vì doanh nghiệp thương mại thì liên quan đến mua bán, thì liên quan đến xe cộ vận chuyển chở hàng, xe tải, xe tiếp chở hàng, thì tài sản cố định có thể nhiều hơn của doanh nghiệp dịch vụ. Còn doanh nghiệp sản xuất thì hiển nhiên rồi, tài sản cố định thông thường phải phải nhiều nhất trong các loại hình doanh nghiệp rồi, đúng không ạ? Vì liên quan đến máy móc thiết bị này, liên quan đến nhà xưởng này. Đấy. Tất nhiên là có thể là outsource thuê ngoài hoặc là thuê tiếp, nhưng về mặt bằng chung ấy thì doanh nghiệp sản xuất bao giờ cũng cần cái lượng tài sản cố định nhiều, nhiều hơn doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp dịch vụ. Vậy thì bao nhiêu là đủ cho cơ cấu tài sản cố định trên tổng tài sản của doanh nghiệp? Thì nó không có một cái quy định chung là 10% hay 15 hay 20% là phù hợp. Phù hợp đấy là do doanh nghiệp tự tính thôi, bởi vì như vừa rồi tôi nói là ở Việt Nam mình không public cái thông tin về 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 các chỉ số trung bình của ngành ấy, cho nên mình cũng không có cơ sở để mình so sánh với cả trung bình ngành như thế là phù hợp hay không. Thay vì mua nhà xưởng thì mình có thể gì thuê nhà xưởng, không nhất thiết là phải mua, chúng ta có thể thuê 20 năm là chúng ta cũng có thể xây dựng nhà xưởng trên đấy rồi, thuê đất 20 năm là xây dựng nhà xưởng trên đấy rồi, máy móc cũng thế, không nhất thiết là phải mua, cũng có thể đi thuê mà, thuê tài chính. Đấy là xong về cái phần tài sản ạ. Thì các anh chị ghi cho tôi phần tài sản cố định, anh chị ghi gõ xuống cho tôi là gì ạ? Giá trị còn lại bằng nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Đây, cái phần màu đỏ này chính là giá trị còn lại. Giá trị còn lại bằng nguyên giá trừ hao mòn lũy kế, và mình quan tâm đến phần gì ạ? Giá trị còn lại của tài sản thôi, chứ có phải là còn 5 tỷ đâu, còn chỉ còn 3 tỷ 9 thôi. Đấy là xong bốn cái chỉ tiêu quan trọng của cái nội dung về tài sản. Bắt đầu chuyển sang nguồn vốn, tức là nguồn hình thành tài sản. Làm gì để có 38 tỷ này để tài trợ cho những cái khoản mục ở trên phần tài sản này. Thì ở đây chúng ta quan tâm đến ba cái chỉ số. Nó dài lắm, nó nhiều lắm, nhưng chúng ta quan tâm đến ba chỉ số thôi. Thứ nhất là nợ phải trả. Thứ hai là vốn chủ sở hữu. Vốn gốc của chủ sở hữu, và thứ ba là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Các anh chị nhìn vào đây, các anh chị sẽ thấy này, 38 tỷ này thì cấu trúc là gì? Vốn chủ sở hữu là 20 tỷ và nợ phải trả là 18 tỷ. Vậy thì sẽ đặt câu hỏi là tỷ trọng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn là bao nhiêu? Tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn là bao nhiêu thì phù hợp? Thì cái gọi là tối ưu à? Gọi là tối ưu ấy, là 50-50. Tức là anh kinh doanh gì? 50 bằng nợ và 50 bằng vốn chủ. Nhưng trên thực tế thì chẳng doanh nghiệp nào được 50-50. Có thể là cái nợ này nó phình lên rất là to, nhưng mà có những cái nợ mà phình lên to thì có nghĩa là gì ạ? Chúng ta đi chiếm dụng vốn giỏi, đúng không? Không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ khả năng để vay nợ đâu ạ. Anh chị kinh doanh, các anh chị thấy đúng không? Không phải là ngân hàng nào cũng sẵn sàng cho chúng ta vay, không phải là nhà cung cấp nào cũng sẵn sàng cho chúng ta nợ. Vì vậy là anh chị mà nợ nhiều là chứng tỏ uy tín cá nhân hoặc uy tín doanh nghiệp cao thì mới nợ được đấy ạ. Còn nếu mà uy tín thấp, không ai cho nợ cả. Nếu mà doanh nghiệp mà rơi vào cái tình trạng nợ phải trả nó phình to hơn là cái vốn chủ sở hữu thì là ưu điểm hay nhược điểm? Thế anh chị, là ưu điểm hay nhược điểm? Nếu nhà đầu tư nhìn vào thì thấy rằng gì? Không an toàn, đúng không? Không an toàn. Thế nhỡ bây giờ tất cả các chủ nợ cùng đòi một lúc thì phá sản à? Không an toàn. Nhưng nếu mà đứng trên cái người ta gọi là đòn bẩy tài chính đấy, về cái sử dụng vốn thì thấy là công ty này sử dụng vốn hiệu quả đấy chứ. Nếu mà các anh chị lại so sánh tiếp theo là cái lãi mà mình vay ấy, mình phải trả ấy, cái lãi suất mà mình phải trả nó lại còn nhỏ hơn cả cái lợi nhuận mà mình kinh doanh từ cái tiền đấy ra, thì chứng tỏ là chúng ta quá tuyệt vời rồi ấy. Chúng ta đi chiếm dụng vốn một cách tận dụng, để chiếm dụng vốn để tạo ra cái tỷ suất lợi nhuận cao hơn nhiều so với cả cái lãi vay mà chúng ta phải trả, thì đấy gọi là đòn bẩy tài chính đấy. Nhưng với nhiều nhà đầu tư thì thấy rằng gì? Không an toàn, vì vỡ nợ bất cứ lúc nào. Còn nếu trường hợp vốn chủ sở hữu mà lại phình to hơn cái nợ phải trả thì tất nhiên là an toàn rồi, là an toàn rồi, đúng không? Vốn chủ sở hữu, ví dụ như là bây giờ tất cả các chủ nợ đến đòi 18 tỷ này thì chúng ta đã có 20 tỷ vốn chủ sở hữu để trả nợ rồi.
Như 20 tỷ vốn chủ sở hữu này có phải chúng ta có tiền mặt luôn không để trả không? Nếu tất cả những cái chủ nợ này rồi là vay ngân hàng đây này, chúng ta nhìn thấy cơ cấu của 18 tỷ nhá. Chúng ta nhìn thấy cơ cấu của 18 tỷ là phải trả người bán 18 tỷ. À phải trả người bán 4 tỷ. Người mua trả tiền trước cũng là một khoản phải trả đúng không? Người mua họ ứng trước tiền cho mình. Thế trong trường hợp mà hủy hợp đồng thì chúng ta phải trả lại tiền cho họ còn gì? Đó, thì đấy được coi là một khoản nợ phải trả. Và nhiều nhất là đơn vị này là gì? Vay và thuê nợ tài chính, tức là vay ngân hàng đấy ạ. Vay ngân hàng tận 11 tỷ. Vậy thì mình bảo là yên tâm, mình có 20 tỷ vốn chủ sở hữu để trả cho 18 tỷ này rồi. Nhưng thực tế là chúng ta có thể trả được ngay không? Không. Bởi vì sao? Các anh chị nhìn trên này này, 38 tỷ này này, nó đã biến thành những cái dạng này rồi. Nó biến thành những cái hình thái vật chất này rồi. Tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định. Chúng ta chỉ có ngay 7 tỷ rưỡi đây này là có thể trả nợ được ngay thôi. Còn tất cả những khoản khác phải thu, hàng tồn kho, tài sản chúng ta phải quy đổi ra tiền thì mới trả được. Bằng cách bán hàng tồn kho đi, bán rẻ đi, bán tài sản đi, bán nợ đi. Thì chúng ta mới có tiền để đập vào trả nhé. Nên là chúng ta không phải là ung dung là có 20 tỷ rồi là có thể trả được 18 tỷ đâu ạ. Còn phải xem 20 tỷ này nó đang nằm ở đâu. Nằm nay lắp ở trên đây này này. Có khi 20 tỷ đấy lại nằm đúng ở cái chỗ nợ phải thu này. Biết đâu đấy, nằm hết ở trong nợ phải thu. Thì cũng rất là khó để quy đổi thành tiền. Đấy ạ. Thì đấy là cái phần nợ phải gì? Nợ phải trả. Nợ phải trả thì chúng ta nhìn. Hóa ra là doanh nghiệp này đang nợ 18 tỷ. Nhưng nợ nhà cung cấp chỉ có 4 tỷ 8 thôi. Còn lại 11 tỷ là gì? Nợ ngân hàng. Nợ ngân hàng. Thế này chủ đầu tư nhìn vào mà thấy nợ ngân hàng nhiều là cũng có khi yên tâm hơn là nợ nhà cung cấp ấy. Tại vì ngân hàng là một cái tổ chức tín dụng chuyên đi khảo sát để cho vay. Mà người ta dám cho vay 11 tỷ này có nghĩa là doanh nghiệp này cũng có uy tín nhất định đúng không ạ? Dòng tiền ra vào rồi các thứ các kiểu là họ cũng đã phải có những cái uy tín nhất định thì ngân hàng người ta mới cho vay 11 tỷ chứ. Vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu ở đây chúng ta cần phân biệt ra hai cái chứ hai bị nhầm nhé. Là vốn góp của chủ sở hữu là 20 tỷ, tức là vốn điều lệ mà các anh chị hay có trên giấy đăng ký kinh doanh đấy. Đấy gọi là vốn góp của chủ sở hữu. Và công ty này lãi 42 triệu nữa được gọi là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thì mới tạo ra cái vốn chủ sở hữu là 20 tỷ cộng 42 tỷ bằng 20 tỷ 042 triệu. Đó, thì cơ cấu của vốn chủ sở hữu là như vậy ạ. Cơ cấu của vốn chủ sở hữu là như vậy. Thì cái phần nguồn vốn chúng ta chỉ quan tâm đến mấy cái chỉ tiêu đấy thôi. Nợ phải trả này, vốn chủ sở hữu này và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Còn cơ cấu là bao nhiêu vốn chủ sở hữu chiếm bao nhiêu trong tổng nguồn vốn là vừa. Thì một cái con số mà lý tưởng là 50-50 thì không ai đạt được rồi. Nhưng mà con số mà người ta khuyến cáo là khoảng tầm 60%. Tối đa là 60%. Tối thiểu là 60% là nguồn vốn thì nó sẽ là an toàn ạ. Nó sẽ là an toàn. Thì khi mà các anh chị phân tích nhé, thì các anh chị cũng chia. Ví dụ nợ phải trả là 18 tỷ này, chia cho 38 tỷ nó sẽ rơi vào 48%. 20 tỷ này nó sẽ chia cho 38 tỷ là 52%. Ok ạ, có nghĩa là tôi hình như tôi đi hơi kỹ cho nên bây giờ đã là 9 rưỡi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần báo cáo kết quả kinh doanh là một cái báo cáo mà các anh chị cũng rất là quan tâm. Về cái báo cáo tình hình tài chính gọi là cái báo cáo nhìn để biết doanh nghiệp giàu hay nghèo đấy ạ. Là nợ hay là tổng tài sản là bao nhiêu và bao nhiêu là nợ, bao nhiêu là vốn chủ ấy. Thì các anh chị đã có cái nhìn tổng quát này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái báo cáo thứ hai. Đấy chính là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Thì cái báo cáo này các anh chị nhìn sẽ quen mắt hơn. Quen mắt hơn tại vì các anh chị sẽ hay nhìn hơn. Ví dụ đây là năm 2021 thì số năm nay. Đây năm trước là năm 2020. Năm nay là năm 2021. Để đây để các anh chị sẽ dễ gì, sẽ so sánh. Các anh chị nhìn này. Có những cái chỉ tiêu này. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ này. Giá vốn này. Lợi nhuận gộp này. Cái này cho anh chị nhìn quen rồi. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tức là tổng doanh thu là 51 tỷ, trong đấy có nhiều loại nhé. Ví dụ công ty của anh chị là công ty đa ngành nghề, vừa có thương mại, vừa có dịch vụ, vừa có sản xuất chẳng hạn. Thì 51 tỷ này là 51 tỷ tổng hết. Còn các anh chị muốn chia nhỏ ra xem doanh thu dịch vụ là bao nhiêu, doanh thu sản xuất là bao nhiêu và doanh thu thương mại là bao nhiêu, thì kế toán sẽ chia nhỏ các tài khoản trong phần mềm kế toán ra. Ví dụ 511 là tài khoản doanh thu thì sẽ chia nhỏ 511, 412, 113 để các anh chị sẽ lúc yêu cầu là khi mà gửi doanh thu lên cho anh chị là anh chị sẽ thấy cơ cấu của từng loại doanh thu trên tổng doanh thu của mình. Các khoản giảm trừ doanh thu doanh nghiệp này không có. Nhưng anh chị biết thế nào là các khoản giảm trừ doanh thu không ạ?
nghe các khoản giảm trừ doanh thu thì rất là gì? Rất là quen tai. Vậy thì đâu gọi là các khoản giảm trừ doanh thu mà các anh chị hay bị nhầm hai cái này với nhau này? 4-5 mã là các khoản giảm trừ doanh thu. Các khoản giảm trừ doanh thu chỉ có cái thứ nhất là gì? Chiết khấu thương mại. Thứ hai là giảm giá hàng bán. Và thứ ba là hàng bán bị trả lại. Vậy thì chiết khấu thương mại là gì? Chiết khấu thương mại là xảy ra trong trường hợp gì? Mua hàng nhiều lần với số lượng nhỏ hoặc một lần với số lượng lớn, nhưng mà một lần với số lượng lớn hoặc nhiều lần với số lượng nhỏ cộng vào thành một số lượng lớn. Ví dụ như là trong tháng này nếu mua được đạt doanh thu 1 tỷ thì sẽ được chiết khấu bao nhiêu đấy, hoặc mua được bao kinh doanh bao nhiêu kết bia, mua bao nhiêu kết bia sẽ được chiết khấu bao nhiêu. Đấy thì được gọi là chiết khấu thương mại. Chiết khấu thương mại này có nghĩa là khuyến khích người mua nhiều hàng trong trường hợp mình có thể muốn gì? Muốn đẩy hàng đi. Chiết khấu thương mại là mua nhiều. Còn giảm giá hàng bán là khi nào? Là ví dụ như là hai bên ký hợp đồng với nhau, chuyển hàng cho nhau rồi, đến nơi không nhận tại vì hàng không đúng phẩm chất quy cách, cho nên là gì? Đòi trả lại. Bên mua đòi trả lại thì bên bán bảo là không đúng như vậy, tôi sẽ giảm cho anh 10% giá trị hàng, do đi đường gặp trời mưa cho nên là hàng nó bị xấu hơn so với quy định. Đấy, thì gì? Thì đây gọi là giảm giá hàng bán. Còn hàng bán bị trả lại thì cái tên của nó đã thể hiện rất rõ rồi, đúng không? Tức là gì? Trong trường hợp này không đúng phẩm chất, anh giảm cho tôi 10% tôi cũng không mua, giảm 20% cũng không mua. Bởi vì cái người mua của tôi rất khó tính, họ yêu cầu tôi phải đúng chủng loại, đúng như thế, chất lượng như vậy. Vậy thì người ta sẽ trả lại mình cái lô hàng đấy, thì được gọi là hàng bán bị trả lại. Vậy thì các chị anh chị cần phân biệt này. Phân biệt cái này anh chị hay nhầm này. Phân biệt giữa gì? Chiết khấu thương mại. Chiết khấu thương mại. À không phải. Giữa giảm giá hàng bán và chiết khấu thanh toán. Anh chị nghe từ chiết khấu thanh toán có quen không? Quen đúng không? Chiết khấu thanh toán thì nó lại nhằm mục đích khác. Là nhằm mục đích gì? Muốn khách hàng trả mình tiền thật nhanh. Để mình có dòng tiền thì người ta sẽ dùng phương pháp là chiết khấu thanh toán. Anh thanh toán cho tôi trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng, tôi sẽ chiết khấu cho anh 0,5 đến 1 hoặc là 1%. Tôi chiết khấu cho anh 1% giá trị đơn hàng. Đấy là những cái doanh nghiệp họ đang cần tiền đấy ạ. Họ đang cần cái dòng tiền thu về cho nên họ khuyến khích khách hàng. Anh chị có thấy là ngày xưa chúng ta hay có là thẻ điện thoại ấy, đúng không? Mua thẻ 100 mà chúng ta gì? Mua trong 3 ngày thì chỉ còn gì? 80.000 hay 50.000 gì đấy. Đấy chính là một dạng của chiết khấu thanh toán. Chiết khấu thanh toán dùng áp dụng khi doanh nghiệp đang cần tiền nhanh. Thì trong 3 ngày đấy họ thu lại tiền, dòng tiền về rất là nhanh trong 3 ngày đấy. Đấy ạ. Còn phân biệt nữa là gì ạ? Bởi vì chiết khấu thanh toán này nhá, cái này thì liên quan đến doanh thu này. Nhưng mà chiết khấu thanh toán thì liên quan đến gì? Với cái doanh nghiệp mình đi chiết khấu, nó liên quan đến tài chính mà, thì nó sẽ là chi phí tài chính. Còn doanh nghiệp được chiết khấu sẽ cho vào doanh thu hoạt động tài chính. Bây giờ chúng ta còn phân biệt một cái nữa, đấy chính là hàng khuyến mãi. Hàng khuyến mãi không thu tiền. Không thu tiền thì có phải là một dạng của giảm trừ doanh thu không? Không ạ. Ví dụ anh chị đi vào siêu thị cứ thấy có một hai em đứng phát cho cái gói dầu gội đầu. Ai đi qua cũng cho một cái gói dầu gội đầu mới của Sơn Siêu, siêu siêu mềm mượt gì đấy, một cái loại mới ra. Và người ta gì? Cứ ai đi qua người ta cũng cho dùng thử sản phẩm đấy. Thế đấy được gọi là hàng khuyến mãi không thu tiền đúng không? Tất nhiên là nó phải đủ tiêu chuẩn đăng ký với Sở Kế hoạch Công thương các thứ, thì cái đấy chúng ta không nói ở đây. Hàng khuyến mãi không thu tiền này thì chúng ta lại không phải là giảm trừ doanh thu. Bản chất nó chính là gì? Chi phí bán hàng. Chiết khấu thanh toán nó sẽ là chi phí tài chính nhá. Đấy, các anh chị phân biệt thế này này. Tại vì sao phải phân biệt? Tại vì có thể cái tiền của chiết khấu thanh toán này mình thu về nó cũng bằng với cả bằng giả sử bằng với giảm giá hàng bán thôi, nhưng bản chất nó khác nhau. Cái phần kết quả hoạt động kinh doanh này, các anh chị nhìn thấy này, có doanh thu này, các khoản giảm trừ này, và có giá vốn này, có lợi nhuận, xong lại có chi phí bán hàng. Nguồn thu của doanh nghiệp gồm có doanh thu này, doanh thu bán hàng này, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác. Chi phí thì có gì? Chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, rồi chi phí khác. Cho nên là nếu chúng ta đặt không đúng cái chi phí đấy vào cái tên chi phí, cái khoản tiền vào tên chi phí, thì chúng ta sẽ bị lệch về mặt cấu trúc của cơ cấu
của các khoản chi phí trên tổng chi phí hoặc cơ cấu của các khoản chi phí trên doanh thu. Và khi mà chúng ta đã có cái nhìn sai, có thể lợi nhuận cuối cùng vẫn bằng nhau, nhưng mà kết cấu của từng loại chi phí trên tổng chi phí hoặc từng loại chi phí trên tổng doanh thu nó sai thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ có cái quyết định sai, cái nhìn nhận sai. Tôi ví dụ như thế này ạ. Anh chị nghĩ rằng là chi phí tiết kiệm được là tốt, nhưng mà chưa chắc đâu ạ. Tôi ví dụ như thế này. Tháng này chi phí bán hàng giảm 3% so với tháng trước. Các anh chị nghĩ rằng đấy là gì? Là tốt. Tại vì mình đã tiết kiệm được một khoản chi phí. Nhưng nếu anh chị yêu cầu phân tích sâu hơn, vậy thì doanh thu của tháng này so với tháng trước như nào? Người ta kế toán sẽ đưa ra một cái báo cáo là doanh thu của tháng này so với tháng trước giảm 5% anh ạ. Chi phí giảm 3, tiết kiệm được 3 nhưng doanh thu giảm 5% thì chúng ta có vui không? Không vui đúng không? Đấy, cho nên là chúng ta nhìn phải có một cái nhìn tổng quan, không thể nhìn bằng một chỉ số. Chúng ta phải có một cái nhìn tổng quan đa chiều một chút. Tương tự như vậy, chi phí bán hàng tăng 5% thì chưa chi giám đốc đã đập bàn đập ghế rồi. Trong khi nếu nhìn kỹ hơn, chi phí bán hàng tăng 5% là do gì? Các bạn chạy KPI giỏi đúng không? Các bạn chạy KPI giỏi cho nên là tăng cái tiền lương cho đội sale lên, tăng cái chi phí lương lên, tức là tăng lên 5%. Nhưng mà anh nhìn lại doanh thu lại tăng đến 7% hoặc 8% hoặc 10% thì lại là tốt mà, đúng không ạ? Doanh thu chi phí bán hàng tăng 5 nhưng mà doanh thu của tháng này so với tháng trước lại tăng lên 8%, như vậy là vui chứ. Đó, thế thì có nghĩa là các anh chị phải nhìn một cách tổng quan chứ không nhìn một cách phiến diện ạ. Ở đây nói đến cái phần KPI của nhân viên sale thì anh chị cũng lưu ý rằng là đội sale ấy thì đội họ chỉ cần biết là bán hàng để làm sao mình đạt cái doanh số và mình sẽ đạt được cái tiền thưởng. Nhưng các anh chị cũng nên gắn họ với cái trách nhiệm đi đòi nợ. Anh bán được hàng tốt rồi, nhưng mà bởi vì sale có thể là gì, hạ chính sách cho khách hàng rồi nói với khách hàng là đây tôi, chúng tôi cho nợ từng này từng kia, và cuối cùng là chất kế toán công nợ đi đòi nợ, không đòi được, bán được hàng tiền thì trả cho sale rồi, trong khi hàng tiền của mình thì không thu được hàng, không thu được tiền của khách hàng. Đấy, chúng ta cũng phải gắn với cái trách nhiệm KPI ấy là anh bán hàng rồi nhưng anh phải có trách nhiệm thu tiền cho tôi nữa, chứ không phải dồn hết cho kế toán công nợ thu tiền đâu. Thì đấy cũng là một cái mà anh chị tham khảo thêm. Doanh thu hoạt động tài chính là cái gì ạ? À đây, cái lợi nhuận gộp. Ở đây có nhiều cái khái niệm lợi nhuận lắm, nhưng mà anh chị cứ nhớ là lợi nhuận gộp tức là bằng doanh thu trừ giá vốn. Tức là nhiều khi chúng ta thấy lợi nhuận gộp thấy tính nhầm trong đầu, à doanh thu trừ giá vốn là gì? Giá vốn chiếm 93%, 93,6%. Vậy là lợi nhuận mình rút túi có vẻ là 6%. Hoặc là anh chị nào mà tính xa hơn là đội bán hàng với quản lý rơi vào khoảng tầm 1-2%, vậy là lợi nhuận mình rút túi khoảng 5%. Nhưng mà không phải, nếu anh chị tính vo như vậy thì nó sẽ hay bị sai số. Các anh chị phải có con số chứng minh, yêu cầu kế toán ghi cho anh là vậy thì chi phí đây này, chi phí quản lý kinh doanh đây này, có rất nhiều khoản chi phí khác trước khi nó biến thành lợi nhuận, nó ra được con số lợi nhuận. Nó có chi phí quản lý kinh doanh này, chi phí gì, chi phí lãi vay, đúng không ạ? Rồi là gì, chi phí khác thì nó mới ra được lợi nhuận cơ mà. Cho nên là chúng ta phải tính được tỷ trọng từng loại. Lợi nhuận gộp của anh ok. Lợi nhuận gộp anh chỗ này là 100 mà trừ đi 93,6 nó sẽ rơi vào 6,4% rồi. Lợi nhuận gộp là 6,4% rồi. Vậy thì chi phí quản lý kinh doanh của anh chiếm bao nhiêu phần trăm? Cũng như cái lần trước tôi nói là chúng ta đừng nhìn số chết nhé. Chúng ta sẽ quy đổi ra phần trăm. Đây ví dụ đây ạ. Ví dụ luôn này. Giá vốn hàng bán năm 2020 chiếm 94,5%. Năm 2021 chiếm 93,6% doanh thu. Có nghĩa là một là mình đã gì, mua được nguồn hàng rẻ hơn thì giá vốn nó mới rẻ chứ. Hai là chúng ta đã bán gì? Chúng ta đã bán hàng giá cao hơn. Một là doanh thu tăng, hai là giá vốn giảm thì tỷ trọng giá vốn trên doanh thu nó mới giảm đi. Đấy thì chúng ta phải đi sâu vào tìm hiểu nguyên nhân. À nếu mà giá bán cao hơn chưa chắc đã là tốt. Bởi vì như thế là cái tính cạnh tranh của mình nó bị giảm rồi. Nhưng nếu mà giá vốn nó thấp hơn lần trước thì có thể là mừng với cùng với cái chất lượng như vậy. Tại vì có nghĩa là cái đội sale, cái đội mua hàng nhà mình ấy là đã tìm được một cái nhà cung cấp mới, hoặc là đã thương thảo tốt với các nhà cung cấp hiện tại để cho cái giá của mình đao xuống. Đó thì phải tìm trong nguyên nhân là gì? Do doanh thu tăng hay do giá vốn, giá mua vào giảm.
Đấy, tức là nhìn đa chiều nhé. Một lần nữa nhắc anh chị là nhìn đa chiều. Cái lợi nhuận gộp thì như thế rồi, chi phí quản lý kinh doanh cũng thế thôi. Chi phí quản lý kinh doanh, anh chị nhìn này, chi phí quản lý kinh doanh ở đây gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý. Năm nay cao hơn năm trước. Nhìn này, cao hơn năm trước, trong khi doanh thu năm nay lại thấp hơn doanh thu năm trước đúng không? Doanh thu năm nay lại thấp hơn doanh thu năm trước. Đấy, mà chi phí cao hơn. Thì có phải chăng là do anh bán giá cao hơn cho nên cái tỷ lệ giá vốn trên doanh thu nó mới thấp hơn năm ngoái? Anh bán cao hơn thì doanh thu của anh giảm hơn không? Thì cái đấy không ai biết được, anh phải chị phải vào sâu hơn thì mới biết được, phải có cái con số phân tích chi tiết. Nhưng cái này là để mình có những cái phán đoán nhất định, và từ đấy mình yêu cầu kế toán là phân tích sâu hơn cho anh nữa cái chỉ tiêu này. Tại sao nó lại tăng cái chi phí quản lý này lên trong khi doanh thu của anh không tăng? Đấy, thì mình lại phải đi vào chi tiết. Và trong chi tiết này chúng ta đấy, chúng ta nhìn thấy cái tỷ trọng này thì chúng ta sẽ nhìn thấy chi tiết này. Trong cái chi phí bán hàng và chi phí quản lý nhé, chi phí kinh doanh này gồm bán hàng và quản lý, nhưng trong bán hàng lại chia nhỏ ra là nhân viên bán hàng bao nhiêu, rồi là bao bì hay như thế nào. Tức là chúng ta phải đi sâu nữa vào cái lõi á, để chúng ta sẽ có mới có được cái quyết định là à, chi phí bán hàng tăng là vì gì? Là vì có thể là lương nhân viên tăng, hoặc là cũng có thể là gì, cái bao bì, hoặc là chi phí tiếp thị, hoặc là cái giá thuê ở các cái siêu thị, hoặc là giá thuê của ở các cái cửa hàng nó tăng lên, cái giá thuê văn phòng ấy nó tăng lên, cho nên là cái cơ cấu chi phí, nó tỷ trọng chi phí nó mới tăng lên như vậy. Đấy ạ, các anh chị có hiểu cái chỗ này không? Hiểu rồi đúng không? Hiểu cái phần này rồi. Chúng ta phải, tức là anh chị ở đây trong cái thời gian có hạn, tôi không thể nói hết được tất cả những cái anh chị hiểu được cái ý tưởng, và mình càng đi sâu hơn, đây chỉ là những cái chỉ số to thôi nhá. Còn trong chi phí quản lý kinh doanh ấy, nó còn 7-8 cái cơ. Chi phí bán hàng cũng thế, chi phí quản lý cũng thế, chi phí quản lý có lương giám đốc, lương nhân viên, gọi là lương bộ phận văn phòng, có thuê nhà đúng không, rồi là có xăng xe, rồi là có văn phòng phẩm, rồi là có gì ạ, các cái khấu hao về máy móc thiết bị ở văn phòng, có rất nhiều thứ. Nếu anh chị càng chi tiết thì báo cáo nội bộ của anh chị ý, mà càng chi tiết bao nhiêu thì anh chị càng có những cái, có cái nhận định và có những cái quyết định nó sát bấy nhiêu. Cứ còn như thế này chỉ đang gọi là tổng quan thôi, tổng quan một cái báo cáo tài chính thôi. Một cái chi phí nữa mà anh chị quan tâm đấy là chi phí lãi vay. Chi phí lãi vay thì doanh nghiệp nào đi vay thì mới có lãi thôi. Vay có thể là vay tổ chức ngân hàng, có thể là vay một công ty khác, cũng có thể là vay cá nhân. Thì cái chi phí lãi vay này gì? Các anh chị đã bao giờ nghe thấy cái câu là chi phí lãi vay là lá chắn thuế chưa? Lá chắn thuế. Bởi vì sao? Các anh chị nhìn này, cái lợi nhuận ấy, lợi nhuận kế toán ấy, nó đã được trừ đi chi phí lãi vay rồi. Tức là cái khoản chi phí này là một cái khoản chi phí giả định như nó hợp lý đi. Nó không có giao dịch liên kết, nó không có để được là chi phí thuế hay không ấy, nó còn tự phụ thuộc vào nhiều lắm ạ. Ví dụ nó có liên quan đến giao dịch liên kết thì nó phải bị khống chế bằng 30% EBITDA, thì cái đấy các anh chị chưa cần biết đâu. Và cái thứ hai, nếu dòng tiền của mình nhiều, ví dụ như tiền mặt của anh chị đang nhiều này, tiền mặt tiền gửi đang là 7 tỷ mà các anh chị lại đi vay, năm nay đi vay 3 tỷ thì có thể là gì, cơ quan thuế sẽ loại cái chi phí lãi vay ra, bởi vì bảo là anh đang có nhiều tiền như thế này, tại sao anh lại đi vay? Anh không lấy 7 tỷ này mà anh đập vào cái 3 tỷ đấy đi, mà lại đi vay ngân hàng 3 tỷ làm gì? Hay là tiền của anh này là tiền ảo, không phải tiền thật, tiền trên sổ sách thôi? Hay là vì anh muốn sử dụng lá chắn thuế của chi phí lãi vay, cho nên anh vay để tạo ra một cái khoản chi phí 493 triệu. Và 493 triệu này đã được trừ đi trước khi tính thuế cho doanh nghiệp. Có nghĩa là giả sử doanh nghiệp này tính thuế 20% thì công ty này đã tiết kiệm được 493 triệu chi phí này nhân với 0,2 thì nó sẽ ra được 98 triệu tiền. 98 triệu tiền doanh nghiệp, tiết kiệm được 100 triệu đấy anh chị ạ. Đấy, chỉ chúng ta đi vay, thay vì chúng ta bỏ tiền túi ra thì chúng ta đi vay. Thế đây mới gọi được gọi là gì? Lá chắn thuế là như vậy đấy. Là chúng ta được gì? Tính vào chi phí được trừ, và chúng ta coi như tiết kiệm được 20% cái chi phí lãi vay này. Cái thu nhập tính thuế thu doanh nghiệp ấy, thuế thu doanh nghiệp ấy. Đấy, là chúng ta sẽ được tiết kiệm được 100 triệu. Thế nên người ta gọi là lá chắn thuế nhé. Một cái khoản chi phí nữa, đấy là chi phí khác. Chi phí khác là gì? Thì ở Việt Nam mình ấy, những tất cả những cái gì mà không được liệt kê ở trên thì ở dưới nó sẽ là khác, thế thôi. Khác có nghĩa là không phải là giá vốn, không phải là lãi vay, không phải là chi phí kinh doanh, không phải là gì, chi phí tài chính.
thì có những cái nó gọi là khác. Ví dụ khác ở đây là gì? Ví dụ như anh chị bị phạt hợp đồng thì có phải là chúng ta sẽ mất một khoản tiền không? Và đấy là chi phí chị bị tính vào chi phí khác này. Chúng ta đi đường, công ty, xe của công ty đi đường bị phạt vi phạm giao thông. Đấy thì đó cũng gọi là chi phí khác. Hoặc khi chúng ta thanh lý tài sản cố định là một cái xe cũ để mua một cái xe mới cho ông giám đốc thì cái chi phí liên quan đến cái xe đấy, ví dụ như là cái việc mua bán đấy, ví dụ như phải sửa chữa nó đi này, hay là phải trả tiền hoa hồng cho cái người môi giới để bán được cái xe đấy với giá ưng ý này, đấy thì đấy được tất cả được gọi là chi phí khác. Vậy thì các khoản chi phí của doanh nghiệp là gồm những gì ạ? Giá vốn bao giờ cũng chiếm tỷ trọng cao nhất. Sau đấy thì đến gì ạ? Đến gì? Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý. Với những cái doanh nghiệp mà không có chi phí bán hàng mấy, ví dụ những doanh nghiệp dịch vụ mà hoặc là những cái doanh nghiệp mà không sử dụng nhiều chi phí bán hàng, họ tự bán, họ không cần phải quá cần nhiều đội kinh doanh để bán, thì cái chi phí bán hàng của họ cũng có thể là thấp. Và tiếp theo, cái thứ nhất là chi phí giá vốn này, cái thứ hai là chi phí quản lý. Thôi anh chị cứ ghi là chi phí giá vốn là cái thứ nhất, thứ hai là chi phí bán hàng, thứ ba là chi phí quản lý, và thứ tư là chi phí lãi vay, thứ năm là chi phí khác. Đấy là các khoản chi phí của doanh nghiệp. Ngoài ra có một cái khoản nữa, lát nữa sẽ nhắc, đấy là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Tức là cái khoản tiền thuế mà anh chị phải nộp ấy, người ta gọi là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì đấy là tất cả các khoản chi phí của một doanh nghiệp. Thì chúng ta cũng sẽ xem tỷ trọng của từng loại chi phí đấy trên tổng chi phí của doanh nghiệp là bao nhiêu. Ví dụ cộng 7 cái khoản chi phí, 6 cái khoản chi phí đấy vào thì nó ra là 100 tỷ. Thì mình sẽ tính tỷ trọng của từng loại chi phí này cho 100 tỷ đấy, được gọi là phân tích dọc. Đấy, phân tích dọc. Rồi là hoặc chúng ta sẽ tính tỷ trọng từng loại chi phí trên so với doanh thu. Đấy cũng được gọi là gì ạ? Đấy cũng được gọi là phân tích dọc. Còn phân tích ngang là gì? Đây này, đây là phân tích ngang này. Là các anh chị so sánh cái giá tỷ trọng giá vốn hàng bán của năm nay, của năm 2021 so với năm 2020, nó tăng hay nó giảm bao nhiêu? Thì đây được gọi là ngang vì nó theo chiều ngang thôi. Còn dọc là nó theo chiều dọc, ngang nó theo chiều ngang, nó đơn giản dễ nhớ như vậy đấy. Thì phân tích ngang và phân tích dọc, phân tích dọc để mình thấy là nó chiếm tỷ trọng bao nhiêu, và phân tích ngang là mình so sánh với cùng kỳ năm trước xem nó tăng hay giảm như thế nào, hoặc là so sánh với kỳ trước, kỳ này với kỳ trước xem cái biên độ biến động nó như thế nào, nó có phù hợp không, phù hợp hay không, như vừa rồi tôi nói đấy, là doanh thu tăng bao nhiêu, chi phí tăng bao nhiêu ấy. Tiếp theo các khoản thu của doanh nghiệp thì gồm những gì ạ? Thứ nhất là doanh thu, đây là khoản thu lớn nhất đúng không? Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là khoản thu lớn nhất. Ở đây các anh chị yêu cầu kế toán chi tiết ra là doanh thu từng loại, ví dụ như dịch vụ này, thương mại này, sản xuất này, nếu anh chị đa ngành tương ứng với nó cũng sẽ là giá vốn của từng loại dịch vụ, thương mại rồi sản xuất là bao nhiêu, để mình thấy được rằng tỷ trọng từng loại giá vốn trên doanh thu là bao nhiêu. Ví dụ các anh chị có gì, ở đây các anh chị linh hoạt nhé. Các anh chị linh hoạt có nghĩa là sao? Ví dụ anh chị đang đăng ký các anh chị kinh doanh cả thương mại, cả sản xuất, cả dịch vụ đi, thì các anh chị sẽ thấy tỷ trọng giá vốn trên doanh thu, tức là lãi gộp ấy, lợi nhuận gộp ấy của từng cái loại đấy. Thế chị sẽ thấy à, hóa ra mình kinh doanh dịch vụ là mang lại lợi nhuận gộp cao nhất. Thế thì mình lại tập trung vào dịch vụ thôi. Tùy theo mục tiêu kinh doanh đúng không ạ? Nếu mà muốn chiếm thị phần, đợt này mình lại đang là chiếm thị phần của một cái mặt hàng mới, thì có thể mình chấp nhận là cái doanh thu mình rất là thấp để mình chiếm thị phần, thì cái đấy là tùy theo mục tiêu kinh doanh. Nhưng về mặt tôi nói một cách khái quát thì thấy là cái ngành nghề nào mang lại lợi nhuận cho mình cao hơn thì mình tập trung vào. Và tương tự như vậy các anh chị có thể xem là cũng là thương mại chẳng hạn, nhưng các chị bán 3 bộ 5 mặt hàng thì các anh chị có thể tính được giá tỷ trọng giá vốn của từng loại mặt hàng đấy so với cả doanh thu. Và thấy là mặt hàng A, B, C, D, E mà mặt hàng B nó lại gì? Mang lại lợi nhuận cho mình nhiều hơn, thì mình có thể tập trung vào mặt hàng B thay vì mình tập trung dàn trải trên gì? Trên cả 5 mặt hàng. Đấy ạ, cái này là mình vận dụng nhé, mình vận dụng từ cái tổng quát này là mình đi vào chi tiết. Vậy doanh thu của chúng ta có những cái loại nào? Doanh thu và thu nhập có những loại nào? Thứ nhất là doanh thu bán hàng là chiếm nhiều nhất trong cái khoản thu nhập của doanh nghiệp. Cái thứ hai là doanh thu hoạt động tài chính. Đây, các chị nhìn này, doanh thu hoạt động tài chính công ty này bé xíu đúng không? Doanh thu hoạt động tài chính. Doanh thu hoạt động tài chính có nghĩa là gì? Là những cái khoản mà mình làm sao? Là mình mang đi gì? Gửi ngân hàng. Cái tiền gửi mà bình thường trong cái tài khoản thanh toán của các anh chị đấy được gọi là tiền gửi không kỳ hạn. Nó và các cái lãi hàng tháng, hàng ngày 25 hàng tháng chẳng hạn đi,
họ đưa về một cái ngân hàng trả về một khoản lãi, thì đấy được gọi là gì, cũng được gọi là doanh thu hoạt động tài chính mặc dù là rất là thấp. Còn nếu các anh chị có tiền nhàn rỗi và các anh chị chưa có mục đích sử dụng ấy, thì mình có thể là dùng cho tiền gửi có kỳ hạn. Có kỳ hạn thì lãi suất nó cao hơn. Nhưng ở đây là các anh chị nhìn thấy này, có một chút 96.000, 96.000 doanh thu hoạt động tài chính, tức là mà anh chị thử nhìn nhé, nhìn trên bảng bảng cân đối kế toán này. Cái này thì các anh chị có thể nhìn thêm không? Anh chị nhìn thấy cái tiền đấy, tiền Việt Nam, tiền gửi ngân hàng ấy. Thấy họ vào nhiều không? 100 tỷ ra 97 tỷ. Tức là cái tiền mà ra vào cái tài khoản ngân hàng rất là nhiều trong một năm. 100 tỷ là nhiều đấy chứ. Nhưng mà tại sao mà cái doanh thu hoạt động tài chính, tức là cái lãi tiền gửi nó ít như này, là mình cũng có thể nhìn thấy rằng là tiền vào tiền ra luôn. Nó không tồn tại ở doanh nghiệp lâu thì cái lãi ngân hàng nó mới thấp chứ. Đúng không? 100 tỷ ra vào ngân hàng trong một năm mà lãi chỉ có chưa đến thì 100.000 này chứng tỏ là ra vào là vào phát là ra luôn. Không ở lại doanh nghiệp lâu cái dòng tiền ấy. Đấy đấy cũng là một cái cách nhìn nữa. Doanh thu này, bán hàng này, doanh thu tài chính này, và cái thứ ba gọi là thu nhập khác. Đây, thu nhập khác. Thu nhập khác này là cái gì? Là cái khoản thu nhập không phải là doanh thu, không phải là hoạt động tài chính thì gọi là thu nhập khác. Ví dụ như vừa rồi mình đi ký hợp đồng nhưng mình lại được gì? Mình lại được thu về 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 phạt hợp đồng cơ, chứ không phải mình bị phạt. Đơn vị kia họ phải trả mình một khoản phạt 1% giá trị hợp đồng chẳng hạn, thì đấy được gọi là thu nhập khác. Và cái thu nhập khác khác nữa là cái gì? Mà chúng ta thanh lý tài sản cố định. Vừa rồi các chi phí liên quan đến gì? Đến liên quan đến việc bán cái ô tô thì đưa vào chi phí khác. Nhưng bây giờ cái dòng tiền mà mình thu về, cái giá trị còn lại của tài sản cố định của mình ấy, mà mình bán đi ấy, thì được cho vào thu nhập khác. Đấy, nó sẽ là khác. Vậy thì ở đây các anh chị sẽ nhìn thấy này, tất cả các khoản doanh thu trừ đi tất cả các khoản chi phí, nó sẽ ra một cái chỉ tiêu này. Chỉ tiêu này màu vàng nhá, cho dễ nhìn. Cái chỉ tiêu này là chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế. Cái chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế này cho chúng ta thấy được rằng toàn bộ cái gì, tổng doanh thu từ trừ tổng chi phí của mình là bao nhiêu. Ví dụ còn có 12 tỷ thôi, nhìn hơi buồn cười đúng không, doanh thu 51 tỷ mà cuối cùng lợi nhuận có 12 tỷ thôi. Đó, lợi nhuận là 12 tỷ mà đây là số liệu khá thật của một doanh nghiệp đấy ạ. Nhưng mà tất nhiên là số liệu thuế ạ, tôi có modify đi một chút đấy, để các anh chị nhìn thấy có nhiều doanh nghiệp như thế không thích đóng thuế nhiều. Đấy, thì đây là tổng lợi nhuận kế toán trước thuế. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế này để cho chúng ta nhìn thấy hết là vậy thì cái tiền này nó chưa chắc đã là rơi vào túi của chủ đâu nhá, chưa phải là lợi nhuận cuối cùng ạ. Cái lợi nhuận cuối cùng này này nó mới là rơi vào túi của chủ doanh nghiệp ạ, lợi nhuận sau thuế. Tại vì cái tiền lợi nhuận kế toán trước thuế này mình còn phải nộp một cái nghĩa vụ nữa cho nhà nước, đấy chính là gì? Thuế thu nhập doanh nghiệp. Mình trừ đi rồi, sau đấy thì mình mới bỏ vào túi của chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu là từng này. Là từng này. Vậy thì cái chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp này, vậy là chúng ta hiểu rằng nó không được tính vào chi phí được trừ của kế toán của thuế rồi. Vì nó ở gì? Nó ở phía sau của lợi nhuận kế toán rồi, đúng không? Nó ở phía sau của lợi nhuận kế toán rồi thì bắt đầu mới tính đến chi phí thuế doanh nghiệp. Có nghĩa là chi phí thuế doanh nghiệp này không được trừ, không được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ của thuế vì nó ở phía sau. Anh chị ở đây có nhận thấy một cái điểm gì nó hơi bất thường không? Nó hơi bất thường không? Bình thường lợi nhuận kế toán sẽ nhân với 20% để ra thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đúng không? Bây giờ tôi thử nhân nhá. 12 triệu nhân với 0,2. 2% là 0,2. Đang để phần trăm bằng 12 triệu nhân 0,2 ra bao nhiêu? Mười hai triệu nhân 0,2% thì đáng ra chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ phải nộp có 2 triệu thôi. Nhưng mà tại sao ở đây người ta lại nộp tận 9 triệu? Ở đây cũng thế này. Tại sao phải nộp tận 9 triệu trong khi đáng ra chỉ phải nộp có 2 triệu thôi ạ? Anh chị có biết vì sao không? Tại vì vừa rồi tôi nói đấy là có những khoản chi phí là của kế toán nhưng chiếu theo các quy định của thuế thì nó không thuộc chi phí của thuế, cho nên nó sẽ bị loại ra
khi lên quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm. Có nghĩa là tất cả những chi phí này là của kế toán nhé, là 12 triệu. Nhưng mà ví dụ có những cái khoản khoảng tầm 50 triệu chẳng hạn đi, 40 triệu, 30 triệu, có sẽ có khoảng tầm 30 triệu khoản chi phí ở trên, nó không được gọi là chi phí của thuế. Cho nên nó sẽ bị gì? Loại ra. Loại ra có nghĩa là lợi nhuận để tính thuế thu nhập doanh nghiệp nó sẽ là 20 triệu cộng với cả 30 triệu đấy. Giả sử như vậy nó là 32 triệu thì thuế thu nhập doanh nghiệp của mình sẽ là 20% của cái 32 triệu đấy. Ở đây tôi không muốn tính ngược lại lên xem chỗ này nó là bao nhiêu, nhưng anh chị hình dung ra thế không? Hình dung ra được không ạ? Đấy, thì nó là cái vấn đề như vậy ạ. Cho nên là không thể lấy kế toán nào mà không có kinh nghiệm ấy, lấy luôn cái số này nhân với cả 0,2 để ra số thuế thuộc doanh nghiệp, và từ đấy thì cái lợi nhuận của mình sẽ bị sai. Cái lợi nhuận tính thuế của mình sẽ bị, cái lợi nhuận sau thuế của mình sẽ bị sai, đúng không? Và vì việc sai đấy là có thể là chúng lại đi chia cổ tức thì nó lại bị thiệt, sau này lại bị thiệt. Vì đáng ra không được chia nhiều như thế mà lại đi chia nhiều như thế. Vậy thì cái ở đây thì sao? Ở đây chúng ta thử tính nhá, 30% à 30 triệu và nhân với 0,2 thì chúng ta phải nộp gì? 6 triệu. 6 triệu tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhưng sao ở đây chỉ có nộp có 4 triệu? Đấy, nó phải có lý do của nó chứ không phải là kế toán tính sai đâu. Sai làm sao ra được cái con số lẻ lẻ như này? Bởi vì sao? Bởi vì các anh chị đã từng nghe thấy nói rằng là doanh nghiệp mới thành lập được lỗ liên tiếp 5 năm. Anh chị đã nghe như thế chưa bao giờ chưa? Chắc là anh chị đã ngồi trà đá với nhau, cà phê với nhau và nhiều cứ bảo của doanh nghiệp của tôi được chỉ được lỗ, doanh nghiệp mới thành lập được lỗ 3 năm thôi nhá, được lỗ 5 năm thôi nhá. Nhưng mà cái đấy là các anh chị đang hiểu sai. Các anh chị đang hiểu sai tại vì là các anh chị chưa biết về cái quy định chuyển lỗ, tức là cái đấy mình nghe loáng thoáng là mình hiểu lầm. Tức là quy định của thuế nói rằng là được chuyển lỗ 5 năm chứ không phải doanh nghiệp được lỗ 5 năm, anh chị lỗ 10 năm cũng chẳng sao cả. Nếu đấy là kế hoạch của anh chị là như vậy, chiếm lĩnh thị trường tôi chấp nhận lỗ 3 năm đầu, 5 năm đầu, thậm chí 10 năm đầu, Lazada các thứ vào Việt Nam, Shopee Việt Nam, lỗ bao nhiêu năm, 5 năm lần thứ nhất kế hoạch của họ có lỗ. Thì đấy là cái chiến lược kinh doanh thôi. Vậy thì cái 5 năm ở đây có nghĩa là như thế nào? Tức là nếu năm 2020 nhé, năm 2020 bắt đầu tôi ra thị trường, tôi bắt đầu sản xuất kinh doanh mà tôi lỗ chẳng hạn, thì tôi lỗ 100 triệu. Âm 100 triệu trong quá trình sản xuất kinh doanh tôi bị lỗ 100 triệu. Vậy thì tôi được chuyển lỗ 5 năm, tức là 100 triệu này tôi được chuyển lỗ bù vào năm 2021 này, 22 này, 23 này, 24 này, 25. Đấy, tức là 100 triệu này tôi được chuyển lỗ đến tận năm 2025 cơ. Nhưng đến năm 2026 mà tôi không dùng đến 100 triệu này thì auto nó sẽ bị biến mất. Biến mất không phải là biến mất về lợi nhuận mà là tức là nó không mất cái quyền lợi được trừ vào. Ở đây các anh chị nhìn thấy chỗ này 30 triệu lợi nhuận, 30 triệu kế toán trước thuế, nhưng chỉ nộp, đáng ra phải nộp 6 triệu, nhưng tại sao lại chỉ nộp có 4 triệu? Chứng tỏ rằng gì? Chứng tỏ là họ đã được chuyển một cái phần lỗ của những cái năm trước vào đây một ít rồi, thì nó mới ra cái số thuế phải nộp nó ít như thế này, ít hơn cái quy định 20% này. Đấy, thì cái quy định về chuyển lỗ đấy thì các anh chị chỉ biết thế vậy thôi. Và có những cái kế toán làm việc mà quên mất chuyển lỗ, tức là anh chị hình dung nhé, năm 2020 anh chị lỗ 100 triệu, nhưng năm 2021 các anh chị tí lãi 60 triệu. Kế toán lại auto đi nộp 20% của thuế thu doanh nghiệp ấy. 20% của 60 triệu này là bằng 60 triệu nhân 0,2. Thế là kế toán xin tiền 12 triệu để đi nộp. Nhưng thực ra là có phải nộp đâu. Đúng không ạ? Không phải nộp. Mà được bù trừ 10 triệu, được bù trừ 100 triệu của năm nay vào đây, có nghĩa là năm 2021 này lãi 60 triệu nhưng không phải nộp một đồng nào cả. Thậm chí lại còn thừa âm 40 triệu chuyển sang năm cho năm 2022 cơ. Đó, thì các anh chị có thể về hỏi kế toán là có bị xem lại cho anh các khoản chuyển lỗ nhá. 5 năm trước ấy xem có bị sót không. Giả sử năm 2021 này vẫn lỗ đi. Lỗ 60 triệu. Nhưng năm 2022 này chúng ta lãi 110 triệu. Mà kế toán lại đi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của 110 triệu này với 20% là 22 triệu. Thì là chúng ta đang bị thiệt đấy ạ. Chúng ta đang bị thiệt. Và tất nhiên thuế họ sẽ trả lại đâu. Không trả lại. Bởi vì 100
10 triệu này chúng ta sẽ được lấy 100 triệu của năm 2020 cộng với cả 10 triệu lỗ của năm 2021 chuyển vào. Chúng ta vẫn còn thừa 5 cơ tiền lỗ để chuyển sang năm 2023 cơ. Anh chị có biết, các anh chị đã có hiểu cái phần này không ạ? Nếu hiểu mời các anh chị đánh võ số 5 vào để cho tôi biết là các anh chị đã hiểu cái phần chuyển lỗ này. Đấy, cái phần chuyển lỗ này thì các anh chị không cần biết mà chỉ cần hỏi kế toán và nói rằng là nhớ đừng có mà quên chuyển lỗ của anh. Đấy, anh sẽ bị thiệt đấy. Bởi vì sau này các anh sau 5 năm các anh không dùng đến cái phần chuyển lỗ này, nó auto nó sẽ biến mất. Mất quyền lợi ý. Vâng, đây là tôi đã trình bày xong cho các anh chị về cái kết cấu các chỉ tiêu và cái kết cấu của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, cũng như cách nhìn một cách tổng quan của báo cáo kết quả kinh doanh, mình nhìn vào những cái chỉ tiêu nào, những chỉ tiêu nào là chỉ tiêu chính và mình cần tính toán tỉ trọng những cái chỉ tiêu nào. Ở đây các anh chị lưu ý một chút cho tôi là như thế này. Chi phí các anh chị cố gắng tính đủ nhé. Tại vì là các anh chị chắc là trong số các anh chị ở đây cũng có nhiều anh chị là sử dụng nhà của mình để làm văn phòng công ty, hoặc là nhà của bố mình, mẹ mình, người thân để làm văn phòng công ty, hoặc là mượn cái nhà của người thân hoặc là của bản thân mình để làm những cái kho của, cho công ty. Nhưng chúng ta không gì, chúng ta lại không mất tiền thuê, vì là nhà của mình và nhà của người thân trong gia đình không mất tiền thuê. Nhưng các anh chị khi làm kinh doanh thì nhớ rằng tất cả phải được quy đổi ra gì, ra tiền nhá. Bởi vì đây là một khoản chi phí cơ hội mà, thay vì các anh chị không dùng cho mình, các anh chị có thể gì, các anh chị có thể cho thuê mà, hoặc người thân của anh chị có thể cho thuê để lấy được. Vì vậy là nhớ rằng nếu mình có sử dụng những cái nguồn lực vốn có tự có của mình ấy, những cái nguồn lực tự có của mình để đưa vào sản xuất kinh doanh, thì các anh chị phải quy đổi ra theo giá thị trường. Như vậy thì cái kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các anh chị nó mới chính xác được. Ví dụ là cái nhà mặt tiền đấy sử dụng 3 tầng để sản xuất kinh doanh và mình ở tầng 4, tầng 5, thì các anh chị nếu mà theo giá thị trường nó rơi vào 50 triệu thì anh chị phải đưa vào đấy là chi phí thuê văn phòng 50 triệu. Các chị đưa vào chi phí thực tế của mình và tiền các anh chị gì có thể thu về hoặc là không thu về, nhưng mà chi phí các anh vẫn phải đưa vào để cuối năm mới ra được cái kết quả lợi nhuận sản xuất kinh doanh thật chứ. Rồi là gì? Mình làm trực tiếp cho công ty mình, vợ mình làm, rồi thậm chí là người nhà của mình kéo vào làm, bố mẹ hỗ trợ thêm. Nhưng mà mình lại quên tính lương cho bản thân mình thì không được. Và anh chị phải tính lương theo đúng giá thị trường. Nếu mình đi làm CEO của công ty mình mà mình đi làm CEO thuê cho người ta là 100 triệu một tháng thì mình cũng phải tính vào chi phí lương của mình là 100 triệu một tháng, để nó mới ra được cái con số thật chứ. Vì nó là chi phí cơ hội mà. Rồi là các anh chị có thấy là các cái hàng bún phở buổi sáng không, huy động cả nhà ra rửa bát rồi các thứ, không phải làm 8 tiếng đâu, thậm chí là làm 12 tiếng một ngày cơ, thì cũng phải tính hết những cái khoản chi phí đấy vào thì mới ra được lợi nhuận thật. Anh chị rất hay quên cái vấn đề đấy, quên trả lương cho mình, quên trả tiền thuê nhà cho mình, và cứ nghĩ đấy là lợi nhuận của mình. Thực ra là như thế, nhưng không phải, nó ít hơn thế nhiều. Anh nhớ cái điều đấy ạ. Nếu mà chúng ta đang sử dụng những nguồn lực sẵn có mà không mất chi phí thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta sẽ cộng vào nhé. Cộng tức là khoản chi phí đấy vào thì nó mới ra là ra sản xuất kinh doanh thật. Xong cái phần báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phần báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì tôi sẽ lấy nhanh, nói nhanh thôi. Tại vì là cái này, các anh chị nhớ rằng tất cả báo cáo tài chính này là mang tính quá khứ nhé. Tức là nó đã xảy ra cho năm 2021 rồi. Cho năm 2021 rồi, tất cả số liệu là mang tính quá khứ. Vậy thì cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ này là cái gì mà các anh cũng sẽ ít nhìn thấy, ít gặp. Với thông tư 133 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ấy, làm theo thông tư 133 thì cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ này là báo cáo không bắt buộc. Nó không bắt buộc, cho nên nhiều cái đoán không làm. Thì cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ này cho ta nhìn thấy dòng tiền của doanh nghiệp. Nó sẽ có 3 hoạt động sản xuất kinh doanh chính, 3 hoạt động sản 3 hoạt động. Thứ nhất là lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh. Hoạt động kinh doanh chính là cái hoạt động mình đang làm ấy. Ví dụ như là công ty Hoàng Gia của chúng tôi là dịch vụ kế toán thuế thì doanh thu đến từ các khách hàng liên quan đến dịch vụ kế toán thuế, đấy là hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn anh chị liên quan đến bán vật liệu xây dựng thì cái dòng tiền liên quan đến bán vật liệu xây dựng đấy gọi là hoạt động sản xuất kinh doanh.
tức là hoạt động chính của mình ấy. Cái thứ hai là từ hoạt động đầu tư, và cái thứ ba là từ hoạt động tài chính. Đây là ba cái dòng tiền đến cho doanh nghiệp. Trong đấy các anh chị sẽ nhìn thấy này, tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là số dương, chi trả cho nhà cung cấp thì là số âm. Tức là cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ này cứ thu vào thì dương, chi ra thì âm. Và cuối cùng tính được cái con số là lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh là có 612 triệu thôi. Lưu chuyển thuần tức là lấy gì? Lấy thu từ chi. Có thể nó sẽ ra âm nếu mà thu nhỏ hơn chi. Còn trong trường hợp này là thu lớn hơn chi cho nên nó đang dương 612 triệu. Tiếp theo là hoạt động đầu tư. Hoạt động đầu tư là gì? Liên quan đến mua sắm tài sản cố định đúng không? Đầu tư vào một cái đơn vị khác. Đấy gọi là đầu tư. Thì công ty này không có cái hoạt động đấy nên nó không có số liệu nhảy lên đây. Còn cái hoạt động thứ ba là hoạt động tài chính. Hoạt động tài chính ví dụ như là liên quan đến vay mượn, thu từ cho vay, rồi chi từ việc mình trả lãi, trả gốc vay, trả lãi vay. Đấy, thì cái lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính đây, cái dòng này ra là 6 tỷ 6. 6 tỷ 6 trong đấy đi thu, thu tức là đi vay 15 tỷ và trả nợ gốc và lãi vay là 8 tỷ 8. Vậy là thu từ hoạt động tài chính là 6 tỷ 6. Vậy thì tổng của gì? 616 triệu tổng của ba hoạt động này nhé. Tổng của ba hoạt động này cộng với cả tiền và tương đương tiền đầu kỳ tức là số dư đầu kỳ chuyển sang thì nó ra 7 tỷ 5. 7 tỷ 5 thì các anh chị sẽ nhìn thấy nó chính là tiền và tương đương tiền, chỉ tiêu 70 này này. Nó sẽ bằng tiền và tương đương tiền ở cái báo cáo tình hình tài chính. Nó sẽ khớp nhau. Vậy thì thấy doanh nghiệp này 7 tỷ rưỡi tiền và tương đương tiền. Các anh chị thấy có nhiều so với cái 299 này thì thấy ui, kỳ này nhiều hơn, nhiều tiền hơn, tiền tươi ấy, tiền mặt và tiền gửi ấy. Đấy, nhiều tiền hơn, thấy mừng. Nhưng khi các anh chị nhìn vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các anh sẽ thấy là trời ơi, hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ có 612 thôi, còn lại toàn là tiền vay đấy chứ. Vui gì đâu, đúng không? Toàn là tiền vay mà, có phải tiền của mình đâu. 7 tỷ rưỡi thì cái 6 tỷ 6 này xem chiếm bao nhiêu phần trăm nhá. 6 tỷ 6 mà chia cho 7 tỷ rưỡi. Đấy, 87,9%. Gần 80% là đi vay. Gần 88% là đi vay. Đấy, thì các anh chị sẽ phân tích. Và khi mà nhà đầu tư họ nhìn vào cái dòng tiền của doanh nghiệp ấy, hoặc là bên ngân hàng họ nhìn vào dòng tiền ấy, mà như này là họ không thích đâu. Họ phải thích cái tiền mà phải đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh như này. Nó mới là cái lõi của mình mà. Cái hoạt động sản xuất kinh doanh chính ấy, nó mới là cái lõi của mình. Đó, thì mình mới thích. Còn từ những cái này là mình sẽ gì? Mình sẽ không thích lắm chẳng hạn. Đấy. Ở đây là 87%. Còn cái hoạt động sản xuất kinh doanh chính thì chiếm bao nhiêu? Chắc là rất thấp rồi. Đấy. Thì đây là cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ để chúng ta thấy được cái gì? Tiền của doanh nghiệp, tiền thật ấy là tiền và tương đương tiền ấy, tức là cái tiền mà thanh khoản nhanh nhất ấy, là bao nhiêu và đến từ những cái hoạt động nào là chính. Đấy, các anh chị sẽ nhìn đấy. Còn anh chị nào quan tâm hơn thì có thể nhìn vào cái bảng cân đối tài khoản này. Nhưng mà thời gian có hạn cho nên tôi sẽ không trình bày cái bảng cân đối tài khoản này. Các anh chị nhìn vào đây sẽ thấy là ví dụ đi, phải thu đi, các khoản phải thu này. Tổng là mình phải thu 18 tỷ và khách hàng ứng trước 1 tỷ 8. Thế trong kỳ mình gì? Mình phải thu gì? 51 tỷ và khách hàng đã trả mình 55 tỷ bởi vì khách hàng còn đang nợ mình 20 tỷ từ đầu kỳ cơ mà. Đấy, thì những cái đấy là cái nó mang tính kỹ thuật cao hơn thì tôi sẽ không giới thiệu ở cái buổi ngày hôm nay. Nếu có điều kiện thì tôi sẽ chia sẻ ở những cái buổi khác. Thì bây giờ vừa hay hết chương trình mới trình bày xong cái nội dung 1 là nội dung trình bày của báo cáo viên, của chuyên gia. Còn nội dung 2 là nội dung trả lời câu hỏi. Thì anh chị có vui lòng là ở lại thêm để chúng ta sẽ trả lời những cái vướng mắc của các anh chị không ạ? Tôi thì tôi rất là sẵn sàng. Thì tôi đã chuẩn bị tinh thần đến 11 giờ rồi. Vậy là vừa rồi tôi đã trình bày xong cho anh chị về 3 cái báo cáo tài chính. Là báo cáo gì? Về tài sản nguồn vốn này. Để xem doanh nghiệp nhớ rằng đây là báo cáo tính theo thời gì ạ? Thời điểm nhá. Thời điểm 31 tháng 12 năm 2021. Hoặc anh chị có thể tính theo là yêu cầu nhân viên báo cáo cho anh hết tháng 11 thì nó sẽ rơi vào 30 tháng 1 năm 2022. Đấy, mang tính thời điểm nhá. Hết cái thời điểm đấy sang ngày hôm sau là nó nhảy số rồi đấy nhá, nó không còn đúng đâu ạ. Cái thứ hai là báo cáo cái hoạt động kinh doanh thì mang tính thời gì ạ? Thời kỳ, cả một kỳ năm 2021. Hoặc anh chị muốn làm theo quý thì yêu cầu kế toán kết xuất số liệu theo quý. Cái thứ ba là báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng thế thôi, cũng là mang tính thời kỳ. À,
Các anh chị có sẵn sàng ở lại thêm thời gian để trả lời vướng mắc không ạ? Sao tôi không nhìn thấy ở đây có đang có bao nhiêu mắt nhỉ? À, 155 mắt. 155 người đang ngồi lại ở đây, có rất nhiều cái chat ở đây, có nghĩa là tôi sẽ không đọc được hết. Bây giờ tôi sẽ ưu tiên như thế này để cho nhanh ạ. Các anh chị nào có câu trả lời à câu hỏi, chúng ta có thể giơ tay. Các anh chị biết giơ tay ở trong Zoom rồi đúng không? Giơ tay và ban tổ chức sẽ giúp tôi gọi các anh chị bật mic các anh chị lên để chúng ta giao lưu trực tiếp. Đây là cái thời điểm mà chúng ta có thể bật mic để cùng trao đổi trực tiếp ạ. Dạ em cảm ơn chia sẻ của chị Trang rất là năng lượng luôn ạ. Và các anh chị là em nghĩ nãy giờ cũng đang rất là nhiều thắc mắc, thì em đã nhận được một số các câu hỏi, và anh chị nào có thắc mắc thì mình hãy nhấn nút raise hand, giơ tay để ban tổ chức mời anh chị lên và giao lưu cùng với chuyên gia nha. Và hiện tại thì em xin mời anh Nghĩa ạ. Xin mời anh Nghĩa lên đặt câu hỏi và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Em xin mời anh ạ. Alo ạ. Alo. Vâng, xin chào chuyên gia. Vâng, em chào anh Nghĩa. Chào, vâng, chào, cảm ơn chuyên gia đã chia sẻ cái bài hôm nay rất là quan trọng với ý nghĩa đối với cả bản thân tôi. Cũng đang rất là mong muốn về đọc báo cáo về tài chính này. Và cũng có câu hỏi với chuyên gia là ví dụ bây giờ mình xem một cái báo cáo tài chính của một cái công ty mà niêm yết trên sàn chứng khoán để mình muốn đầu tư cho họ chẳng hạn, thì làm xét những cái chỉ số như thế nào để mình có thấy là họ một cái báo cáo tốt và có niềm tin để mua cái cổ phần doanh nghiệp họ. Vâng, hiện tại thì các công ty niêm yết trên sàn ấy thì họ đều public cái báo cáo. Không biết anh đã từng vào xem cái báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sàn chưa? Nhưng mà theo quy định mà họ đã niêm yết trên sàn rồi thì họ phải public cái báo cáo tài chính của họ định kỳ 3 tháng 1, 6 tháng 1 và cả năm, là cái báo cáo mà cuối năm ấy, thì nó sẽ có là báo cáo mà được kiểm toán, tức là có dấu của công ty kiểm toán, thì các anh chị có thể vào đấy để nhìn cái báo cáo chính thống của họ. Còn về câu hỏi của anh là khi mà họ niêm yết trên sàn ấy, là hầu hết là doanh nghiệp họ đều làm theo thông tư 200, tức là quy định là doanh nghiệp vừa trở lên ấy, nếu không phải là nhỏ và siêu nhỏ ấy, vừa trở lên thì họ sẽ làm theo thông tư 200, tức là họ sẽ có những cái báo cáo như vừa rồi tôi trình bày. Đây cũng có cái báo cáo về tài sản nguồn vốn, cũng có cái báo cáo về kết quả động kinh doanh, và cũng có cái báo cáo về lưu chuyển tiền tệ. Họ sẽ không có cái này. Không có cái này. Nhưng họ có thêm một cái là thuyết minh báo cáo tài chính. Thuyết minh báo cáo tài chính là một cái phần không thể tách rời của báo cáo tài chính, đặc biệt là những công ty trên sàn. Thì anh có thể nhìn vào những cái khoản như tôi đã trình bày. Ví dụ với cái báo cáo tình hình tài chính này, các anh chị có thể nhìn 4 chỉ tiêu. 4 chỉ tiêu ở phần tài sản, tiền này, xem họ có không. Và ở thuyết minh này anh chị nhìn thấy là thuyết minh V01. Thì lúc đấy anh chị kéo xuống cái thuyết minh báo cáo tài chính, xem cái đoạn V01 người ta giải thích là tiền tương đương tiền này, chỗ này là tiền mặt bao nhiêu, tiền gửi bao nhiêu, các khoản đầu tư ngắn hạn đến ngày nắm giữ bao nhiêu. Đấy, họ sẽ chi tiết rất cụ thể để làm sao ra được 7 tỷ rưỡi này. Các khoản phải thu cũng vậy. Họ V03 thì anh lại kéo xuống cái thuyết minh báo cáo tài chính, vì cái thuyết minh báo cáo tài chính của các công ty liên sàn nó rất dài. Nó dài lắm vì nó rất chi tiết. Thì khoản phải thu này anh có thể nhìn là 20 tỷ này. Mình nhìn ở đây mình chỉ biết là phải thu khách hàng, người bán ứng tiền trước. Nhưng phải thu khách hàng này là gì? 18 tỷ này là gồm, nó còn chi tiết ra được là khách hàng nào và cả cái phần tuổi nợ nữa cơ. Đấy, thì cái hàng tồn kho cũng vậy, cái tài sản cố định thì cũng vậy. Tài sản cố định này là gồm cái gì? Đấy, hàng tồn kho là gồm những cái gì như thế nào? Đấy, thì anh có thể căn cứ vào đây để anh nhận định được. Ví dụ như là anh là một nhà đầu tư, thì anh quan tâm đến gì? Ở bên dưới này nữa, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Chủ sở hữu rồi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, anh sẽ chia cái tỷ trọng lợi nhuận sau thuế này so với cái tỷ trọng vốn chủ sở hữu, xem rằng là ví dụ đây là năm trước với năm sau, anh thấy là đây là cái lợi nhuận chưa phân phối lũy kế nhé, tức là năm trước này 39 triệu mà năm sau 42 triệu. Cái số này là không phải là số của năm 2021 đâu ạ, mà là số của năm từ khi thành lập đến năm 2021. Còn số 39 triệu này là số từ khi thành lập đến năm 2020. Vậy thì anh có thể lấy cái số này trừ đi cái số này, 42 triệu trừ đi 39 triệu thì mình sẽ ra được à, vậy thì lợi nhuận sau thuế năm nay là bao nhiêu? Anh có thể chia với cả gì? Chia với cả tỷ trọng phần gì? Vốn chủ sở hữu. Hoặc anh đọc cái báo cáo kết quả kinh doanh này, anh cũng có thể nhìn thấy rằng là cái tỷ trọng về cái lợi nhuận gộp của họ ấy qua các năm nó có tăng hay không. Các anh thì hay quan tâm đến cái phần báo cáo kết quả kinh doanh này.
và cái tỷ suất lợi nhuận này là cái chỉ tiêu quan trọng này. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu có tăng qua các năm không, và anh có thể chia ra để biết rằng là tăng hay giảm, và tăng hay giảm cụ thể là bao nhiêu phần trăm. Đừng đừng tiền nhé, đừng dùng số chết. Tôi luôn yêu cầu các anh chị làm, mong các anh chị rằng là đưa về phần trăm thì anh chị sẽ thấy nhìn rất là rõ. Ví dụ như thế này, lợi nhuận kế toán trước thuế năm trước là 0,05, năm nay là 0,03, có nghĩa là đang giảm. Anh nhìn lên anh lại thấy là à, doanh thu cũng đang giảm. Đấy, thì tức là có thể khái quát à, vậy thì kinh doanh của năm nay có thể không gì, không tốt bằng năm trước. Anh có thể nhìn vào năm trước nữa và anh thấy rằng nó lại giảm so với năm trước nữa, so với năm trước lại còn giảm, tức là nó đang có xu hướng giảm dần chứ không phải xu hướng tăng dần. Thì mình có những cái nhìn sơ bộ như vậy anh ạ. Các anh sẽ quan trọng nhất là về cái gì, nhìn về báo cáo kinh doanh, xem doanh thu có tăng không, lợi nhuận gộp có tăng không, và cái lợi nhuận cuối cùng đây này có tăng giữa năm này với cả năm trước không. Nếu anh dùng nhìn báo cáo tài chính 6 tháng 1 thì có thể là 6 tháng này trong một năm đấy, 6 tháng này so với 6 tháng trước, hoặc năm này so với năm trước. Đồng thời anh nhìn xem tài sản có tăng không, nhìn một cách tổng quan. À, tài sản này 38 tỷ, năm ngoái có 37 tỷ, vậy là tài sản tăng, có nghĩa là doanh nghiệp này đang gì, giàu lên đúng không? Cái bảng này tôi luôn nói là cái bảng này thể hiện là doanh nghiệp giàu hay nghèo đấy. Giàu lên anh lại phải nhìn xem giàu lên là do cái gì. À, giàu lên à? Giàu lên mà vốn chủ sở hữu vẫn không đổi nhưng mà nợ đang tăng lên đây này, chứng tỏ là giàu lên là do gì? Do nợ. Vậy thì liệu anh thấy có an toàn không? Rồi anh sẽ thấy tài sản của họ đang bị đưa vào đâu là nhiều. À, tài sản của họ, công ty này khá là không đẹp đúng không? Bởi vì là gì, tài sản của họ gì, cái tài sản mà bị người khác nắm giữ ấy, là cái khoản phải thu này đang quá cao, chiếm một cái tỷ trọng bao nhiêu đây? Chiếm một cái tỷ trọng là 52% so với tổng tài sản. Thì với báo cáo tài chính của doanh nghiệp này là không đẹp. Rồi. Có nhiều rủi ro. Vâng, cảm ơn chuyên gia. Tôi chuyển đến người khác ạ. Vâng, cảm ơn anh Nghĩa. Xin mời ban tổ chức gọi người tiếp theo. Dạ, em cảm ơn anh Nghĩa. Và tiếp theo xin được mời anh Phát lên chia sẻ cùng với chị Trang ạ. Dạ, em xin chào chị Trang, chuyên gia, và chào các anh chị cùng đồng hành ạ. À, em tên là Phát, em cũng là anh chị có nghe không ạ? Có, tôi vẫn đang nghe rất rõ. Chào anh Phát. Em cũng là một chủ doanh nghiệp nhỏ chuyên về sản xuất chị Trang, tức là em chuyên sản xuất về luyện chuyên ngành về luyện kim, tức là các chi tiết về gang nhôm rồi máy móc á. Thì em thì về tài chính kế toán thì em cũng không có rành lắm, mà hôm nay vào thì nó cũng hơi trễ, thì nó hơi sau, thì em cũng có thầy chị Trang tư vấn giùm em xíu. Thì bên em thì cũng có bạn kế toán thì cũng vào bên em cũng được gần một năm rồi, nhưng mà hiện tại thì thực sự là cũng vẫn chưa tính được giá thành sản xuất đó chị. Vâng. Là em cũng hỏi là về cái mình có một cái công thức nào đấy để cho bạn dễ tính hơn không chị, để mà tính được cái giá thành sản xuất chuẩn ra đó, tức là mình có phải chia nhóm sản phẩm ra không chị, rồi sản phẩm công đoạn 3 công đoạn khác, 4 công đoạn khác, 5 công đoạn khác hay như thế nào, thì nó có một cái công thức nào để đơn giản cái việc này được không? À, cảm ơn câu hỏi của anh Phát. Cái câu hỏi này thì nó rất là dài anh Phát ạ. Okay. Trong cái buổi hôm nay có thể là sẽ không đủ thời gian để trình bày với cả anh đâu, vì cái này nó liên quan đến việc là rất là chi tiết. Bên anh là sản xuất đúng không? Sản xuất thì giá vốn của sản xuất chính là giá thành. Chính là giá thành. Vậy thì kế toán cái giá thành là một cái loại hình khó nhất trong các loại hình doanh nghiệp thương mại, xây dựng, xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất. Đấy, thì sản xuất là cái loại hình khó nhất. Thì có lẽ là anh phải liên hệ sau với em, tức là kế toán anh ấy, cái bạn làm trực tiếp ấy, vì em còn phải xem bạn ấy đang dùng cái phần mềm gì, đang dùng phần mềm gì để có thể hướng dẫn bạn ấy ở trên cái phần mềm đấy. Nó sản xuất một công đoạn hay sản xuất nhiều công đoạn, rồi nó cũng tỉ lắm, nó có định mức các anh phải xây dựng liên quan đến sản xuất. Thì cái quan trọng nhất là các anh phải xây dựng được định mức. Bên anh là cơ khí chế tạo máy á? Em là luyện kim, chuyên sản xuất các chi tiết ví dụ như là động cơ, tức là cái ngành của em là đầu ngành trước xong rồi mới tới cơ khí. Tức là em sản xuất ra những cái chi tiết thô, ví dụ như là vỏ motor hay là máy bơm nước hay là bu ly hay những cái gì đó, xong rồi bên cơ khí họ mới tinh chế lại thành phẩm. Còn bên tạo phôi
sản phẩm của đầu ra của anh là những cái hàng hóa hữu hình đúng không? Đúng vậy, bên em là tạo phôi ấy, tức là phôi thô chứ chưa phải là thành phẩm, và bên cơ khí thì họ sẽ làm công đoạn tiếp theo là gia công để thành thành phẩm hoàn thiện. Vậy thì nó sẽ khá phức tạp vì với mỗi một cái phôi đấy anh lại phải có một cái định mức riêng. Dạ đúng ạ. Anh cứ hình dung ví dụ may quần À, cùng một mẫu nhưng mà size XS, CM, CL nó đã có định mức vải khác nhau rồi. thì đúng vậy, thì cái đó thì một trong cái những rất khó, tức là nó tới hàng ngàn chi tiết, ví dụ như vậy thì mỗi một cái mình xem định mức thì nó rất là tốn nhiều thời gian. Bởi vậy em mới tính là em muốn nhờ chị em hỏi chị coi là nếu mà em có thể chia nhóm ra được không, để tính xem ít nhất là nó ví dụ như khoảng từ bao nhiêu tới bao nhiêu là chia vào một nhóm để tính một cái định mức nhóm đấy chung thôi được đó. Tức là cái độ dung sai nó không không quá lớn, chứ nếu mà cái nào cũng làm định mức thì nó tốn rất là nhiều thời gian để làm những việc đó. Có những sản phẩm khách hàng chỉ đặt mình có một lần mà mình cũng tính định mức xong rồi mình lại bỏ đó, người ta không quay lại đặt mình nữa, thì cuối cùng là mình tốn thời gian để tính cái định mức đó thì nó mất rất là nhiều thời gian nếu mà tính định mức chi tiết. Về nguyên tắc thì với mỗi một cái sản phẩm anh tạo ra, anh sẽ phải có một cái định mức riêng. Nhưng nếu tính trên tổng quát là cái việc đấy nó, ví dụ có những cái đơn hàng anh chỉ làm một lần xong là bỏ đi, không làm lại lần thứ hai nữa, thì tính về nguồn lực để anh đầu tư vào cái việc như vậy ấy, về hiệu quả sản xuất kinh doanh ấy, thì nó lại rất là lãng phí. Cho nên là anh có thể được đưa vào nhóm nhưng với điều kiện rằng những cái sản phẩm trong cùng một nhóm đấy nó phải xem nhau về mặt định mức, nó không chênh lệch nhau quá nhiều về mặt giá bán, về mặt giá thành. Về mặt giá thành ấy, giá bán thì có thể anh tạo ra các giá bán khác nhau, nhưng về mặt giá thành và về mặt những cái nguyên vật liệu để tạo ra cái thành phẩm của anh, mặc dù của anh là bán thành phẩm của cái công đoạn sau nhưng nó vẫn là thành phẩm của cái công đoạn đấy rồi, thì nếu mà nó xem nhau về mặt giá trị cũng như là các cái vật tư tiêu hao thì anh có thể xếp nó thành một nhóm. Thế thì em cũng đang tính là để chia ra để nó đơn giản hóa lại, thì còn nếu mà tính thì như chi tiết quá thì nó rất là tốn nhiều nguồn lực, mà trong khi có những đơn hàng thì chỉ làm có mấy cái, có những khách hàng họ đặt đơn chiếc thì cũng có thể là chỉ một cái, họ đặt có một cái xong rồi thôi, chưa biết bao giờ cái máy đó mới hư để đặt lại. Mà nếu một cái nào cũng tính định mức thì thực sự nó tốn rất là nhiều nguồn lực, nên em muốn là chi gọn nó lại để Quả đơn kinh giản doanh nó anh lại. lại phải cho cả kỹ thuật cả kế toán quá nhiều thời gian để tạo ra một cái định mức như vậy, thì nó sẽ liên quan đến hiệu suất cũng như là liên quan đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thì anh có thể tạo nhóm nhưng với điều kiện là các cái sản phẩm mà anh tạo ra ấy mà anh muốn đưa vào một nhóm nó phải tương đồng nhau. Rồi chị có thể cho hỏi thêm một chút xíu nữa được không ạ? Tức là về sản xuất đó thì mình có một cái công thức nào đó để ví dụ như là bao nhiêu phần trăm là được vào giá vốn, tức là bao nhiêu phần trăm là giá vốn, bao nhiêu phần trăm là lợi nhuận, bao nhiêu phần trăm là để chi phí, tức là các chi phí chung ấy, thì nó cỡ khoảng bao nhiêu là mình thuộc dạng là một doanh nghiệp, nó gọi em này cũng gọi doanh nghiệp nhỏ thôi, nhưng mà nó có một Để cái tham khung nào đó để mà mình thấy như thế nó là phù hợp không chị, ví dụ như là bao nhiêu ví dụ như sản xuất thì khung lợi nhuận nó là bao nhiêu phần trăm thì là mình thấy là hợp lý với cái đó, hoặc là bao nhiêu phần trăm là cho lương, bao nhiêu phần trăm trong nguyên liệu, ví dụ vậy thì nó có một cái. khảo không có một cái tỷ trọng phần trăm nào anh ạ. Nhưng mà như tôi đã trình bày là ở Việt Nam chưa có những cái thông tin rộng rãi về cái tỷ trọng ngành để mình có thể tham khảo. Tuy nhiên cùng là ngành sản xuất nhé, nhưng mà cơ khí chế tạo máy hoặc như anh là luyện kim làm các cái sản phẩm từ kim loại của anh ấy, nó lại cùng một cái, anh lại phải tìm được đúng cái doanh nghiệp mà cùng ngành nghề với anh, cùng là sản xuất nhưng mà lại sản xuất đặc thù của anh, lại phải cùng ngành nghề với anh tham khảo. Và hiện tại thì những cái thông tin đấy thì là gì, thông tin đấy là không ai có chia sẻ cho anh được cái vấn đề như vậy, Dạ, đâu nội bộ của họ thì cũng cũng có thể chia sẻ được. không chia sẻ đâu. Bây giờ anh chỉ từ cái này nó phải mang tính chất lịch sử. Ví dụ như là anh thành lập 3 năm rồi thì anh có thể tự thống kê cái số thật của mình ấy, cái số thực tế của mình là năm trước, năm sau, năm nay là từng cái tỷ trọng từng loại chi phí trên doanh thu, hoặc là từng tỷ trọng từng loại chi phí trên tổng chi phí là bao nhiêu qua thực tế của anh. Có thể nó sẽ biến động không quá nhiều
hoặc là năm đầu tiên anh làm thì có thể là sai hỏng nhiều hay gì đấy thì giá vốn nó sẽ tăng, nhưng anh phải có cái thời gian để anh gì, anh có cái số liệu lịch sử để anh so sánh đấy. Và từ cái số liệu lịch sử đấy thì anh sẽ điều chỉnh, ví dụ như là giá vốn của anh đang khoảng là 75% doanh thu và lợi nhuận của anh đang là 10% doanh thu, nhưng mà anh muốn điều chỉnh nó về lợi nhuận của anh phải tăng lên gì, tăng lên 12% cơ, và điều chỉnh cái giá vốn thì nó xuống nữa, nó không phải là 75% mà là 72% thôi. Thì cái đấy là mình sẽ có cái chiến lược, có cái kế hoạch để mình điều chỉnh giá vốn. Giá vốn nó bằng nhiều cách, có thể là đầu vào của anh sẽ gì, sẽ phải thu mua ở những tìm những đơn vị nó thấp hơn, thấp giá hơn, hoặc là nhân công của anh có thể chọn những người lành nghề hơn để cái sai hỏng nó ít hơn, hoặc những người lành nghề hơn để gì trong cùng một khoảng thời gian như vậy họ tạo ra được nhiều sản phẩm cho anh hơn, thay vì là họ tạo ra ít sản phẩm của công nhân không lành nghề. Cái đấy phải mang tính chất thời gian, mang tính lịch sử để anh có cái con số để anh đối chiếu anh ạ. Dạ, yeah, rồi rồi em cảm ơn chị Trang nhiều ạ. Rồi thôi để nhường lại câu hỏi cho những chị khác ạ. Em cảm ơn chị nhiều nha. Vâng, chào anh Phát ạ. Dạ, em cảm ơn anh Phát đã đặt câu hỏi, và tiếp theo thì em xin được mời chị Trang ạ. Xin chào và xin cảm ơn chuyên gia. Thực sự là cái chia sẻ của chuyên gia nó rất là giá trị. Thứ nhất là tôi cũng có hai cái câu hỏi. Một là công ty của tôi là công ty về thiết kế, tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch. Thì nó là một cái loại hình dịch vụ, nhưng mà nó lại cái sản phẩm của nó không, nó hình thành trong tương lai và có những cái thời gian nó kéo dài, có khi là vài ba năm trong một cái dự án. Thì những cái tôi muốn hỏi là cái cách như thế nào đấy để mình tính cái sự gối đầu, cũng như là khi mà mình kết thúc một cái năm tài chính ấy, thì cái việc mà chuyển đổi của những cái nợ sang năm sau thì giống như là bên tôi thì cũng đã có khoảng 6 năm lịch sử ấy, thì tôi cũng đã có một số các cái thống kê, cũng như là đang làm cái công tác là làm lại toàn bộ sổ sách của những năm vừa rồi để có cái có thể là quyết toán thuế. Thì cái đấy là tôi cũng muốn là tại vì nó sẽ có những cái mà nó kéo dài, xong có khi là 2-3 năm sau nó mới quay lại cái dự án đấy rồi nó lại tính lại, thì những cái đấy thì cũng khá là khó để mà khi mà phân tích về lợi nhuận với cả các cái khoản chia cho, ví dụ như chia thưởng cho anh em nhân viên, rồi cũng như là cái việc mà chia cổ tức cho các cái cổ đông bên tôi là thành viên, thì những cái tôi muốn hỏi là chuyên gia có cái cách nào đấy để mình có cái clear về cái chuyện là phân chia các cái lợi nhuận đấy như thế nào không ạ? Là câu hỏi thứ nhất. Với cả cái câu hỏi thứ hai nữa là bên tôi là những cái sản phẩm tính chất đặc thù như vậy thì nó cũng sẽ không có những cái mà về hàng tồn kho. Nếu mà để hàng tồn kho chắc chắn là những cái đấy nó sẽ bỏ đi, và gần như mình không thể đòi hỏi nó biến thành công nợ hay là cái gì đấy được cả. Thì những cái như vậy thì có một cái cách gì để tính về cái giá trị, ví dụ như tài sản thì nó có thể là những cái loại hình gì chuyển đổi ngoài ngoài tiền và các tài sản tương đương tiền ấy, thì nó có cái giá trị gì để mà ví dụ như định giá công ty hay là cái gì đấy nó có cái tính gọi là chính xác hơn ấy ạ. Cảm ơn câu hỏi của chị Thục Trang. Nó hơi dài chị nhỉ? Nhưng túm lại là như thế này. Với cái loại hình đặc thù của chị là tư vấn thiết kế đúng không? Đúng, thiết kế của chị là thiết kế xây dựng hả chị? Quy hoạch cảnh quan kiến trúc thì nó cũng là cái dự án mà thường là cái dự án nó cái quy mô nó tương đối lớn, và xong nó scale down lại thì nó từng cái giai đoạn một á, từ quy hoạch là từ rất là lớn, xong rồi sau đấy là nó sẽ thành ra những cái dự án của bên tôi thường nó kéo dài vài năm. Thì tức là chị đang phân vân giữa cái việc mà mình theo dõi làm sao trong nó gối năm tài chính như vậy, theo dõi công nợ và theo dõi chi phí đúng không chị? Đúng rồi, với cả làm thế nào để tính toán cái lợi nhuận rồi đóng thuế rồi các thứ đấy, thì trong một năm thì nó sẽ như thế nào là nó công bằng, cũng như là cái ấy cho tất cả những người tham gia ấy. Vâng. Như thế này là của chị là về nó gần giống như là xây dựng ấy chị ạ?
Tức là của chị, dự án của chị, một hợp đồng của chị có thể chạy vài năm, có thể chạy vài năm, và ở nó sẽ chia làm nhiều cái hạng mục nhỏ. Nó chia nhiều hạng mục nhỏ thì những cái hạng mục nào mà chị có thể tất toán, tức là có thể hoàn thành xong trong một, ví dụ như là cảnh quan đô thị thì nó liên quan đến cây xanh, đến chiếu sáng. Bây giờ giả sử như là tôi, ví dụ như là cái phần cây xanh của chị hoàn thành xong là chị phải xuất hóa đơn cho khách hàng cái phần hạng mục cây xanh rồi, thì ở cái hạng mục đấy là chị đã tính được luôn gì, doanh thu và chi phí rồi, chi phí liên quan đến đến cái hạng mục cây xanh rồi. Còn cái hạng mục chiếu sáng của chị lại đang dở dang, đang vắt năm, ví dụ vắt sang hết năm 2022 này vẫn chưa hoàn thành, mà chuyển sang dự kiến là đến tháng 6 năm 2023 mới hoàn thành chẳng hạn, liên quan đến đèn điện chiếu sáng. Thì lúc đấy cái ở năm 20 kết thúc báo cáo tài chính năm 2022, chị không được hạch toán doanh thu và chi phí vào năm 2022 vì bản chất nó chưa hoàn thành. Bản chất nó chưa hoàn thành mà chị sẽ tập hợp vào chi phí dở dang. Chi phí thì chưa hoàn thành nhưng bắt đầu chị đã khởi công những cái liên quan đến cột đèn, cột điện rồi. Đấy, chị khởi công rồi thì chị tập hợp nó vào là chi phí cuối năm 2022, nó sẽ tồn tại dưới dạng là chi phí sản xuất dở dang. Xong đấy đến tháng 6 năm 2023 nó mới đưa về dạng là chi phí của năm 2023 đấy. Tại vì với của chị nó gần giống với xây dựng. Với xây dựng thì thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm nào? Không phải là thời điểm chị ký hợp đồng cái doanh thu đấy 23 tỷ chẳng hạn, nhưng không phải. Mà là cái thời điểm ghi nhận doanh thu đối với xây dựng ấy mà công ty chị có thể áp dụng ấy, đấy chính là thời điểm hoàn thành từng hạng mục. Nếu có nhiều hạng mục, thế có nghĩa là nếu cái hạng mục cây xanh của chị mà đã được hoàn thiện năm 2020, đã xong năm 2022 thì chị sẽ ghi nhận doanh thu và giá vốn luôn vào năm 2022 rồi. Nhưng cái hạng mục đèn chiếu sáng của chị chưa hoàn thiện năm 2022 thì chị không được ghi nhận doanh thu và giá vốn của năm 2022. Không được xuất hóa đơn luôn ạ. Và chị chỉ được xuất hóa đơn trong trường hợp mà chị hoàn thành thôi. Tuy nhiên với lĩnh vực xây dựng thì rất hay xuất hóa đơn sai thời điểm ở cái chỗ đoạn như thế này. Chủ đầu tư thì yêu cầu gì? Tôi chuyển tiền, anh phải xuất hóa đơn. Nếu anh không xuất hóa đơn thì tôi không chuyển tiền. Vậy thì mình lại phải làm bài toán đánh đổi thôi ạ. Tức là mình cứng nhắc không xuất hóa đơn, bởi vì kế toán nhà tôi bảo là công trình hoàn thành xong mới được xuất hóa đơn cho từng hạng mục. Cho nên là kế toán không xuất hóa đơn. Bởi vì bây giờ xuất hóa đơn sai thời điểm bị phạt 6 triệu trên một hành vi. Thế thì chủ đầu tư bảo thế thì tôi không chuyển tiền. Vì không chuyển tiền mà mình không triển khai được, hoặc mình đi vay ngân hàng cái lãi suất nó cao hơn như vậy. Thì mình tốt nhất là thôi mình chấp nhận gì? Xuất hóa đơn sai thời điểm để mình được cái khoản tiền của chủ đầu tư họ đưa về cho mình để mình thực hiện công việc. Thì cái đấy là cái đánh đổi. Đấy thì cái của chị là hay bị nhầm như thế. Hay bị nhầm như vậy. Vì vậy là chị phải nhớ rằng chỉ được tính vào doanh thu trong kỳ những cái hạng mục nào mà chị đã hoàn thành thôi. Còn công nợ thì vẫn bình thường thôi ạ. Ví dụ như là cái hợp đồng là 23 tỷ mà họ mới tạm ứng cho chị bao nhiêu thì chị ghi nhận theo đúng công nợ như thế thôi. Nó có ở đây nó có một chút cái khác so với cả bên xây dựng ấy, thì cái chi phí của mình gần như là chỉ có chi phí lương, vì là công ty tư vấn mà, thì gần như là cái phần chi phí đấy kể cả là mình chưa được nghiệm thu nhưng mà mình đã trả trước cho nhân viên rồi á, thì gần như là cái công việc của người ta cũng phải ghi nhận, nhưng mà người ta bên, ví dụ như vì lý do nào đấy bên chủ đầu tư họ trì hoãn cái việc mà nghiệm thu cho mình ấy, thì gần như là chi phí mình đã hoàn thành hết rồi nhưng mà họ chưa có cái đấy thì mình chưa thể xuất hóa đơn được, cũng như chưa thể thể ghi nhận là doanh thu được ấy. Thì cái phần đấy làm thế nào để mình gọi là hiện giờ bên bên mình đang bên công ty mình đang tính là cái sản lượng sản xuất, và mình vẫn phải tính lương, mình vẫn phải ghi nhận những cái đấy để có thể là có một cái phần thưởng gì đấy cho anh em khi mà hoàn thành công việc, nhưng mà mình còn cái chuyện mà đòi nợ hoặc là ghi nhận những cái doanh thu đấy thì mình vẫn chưa làm được cái việc đấy, thì có cái gì đấy để giảm bớt cái rủi ro cho doanh nghiệp nếu mà khi mà mình đã tính trước tất cả những cái đấy rồi á, thì nó như thế nào ấy? Chị đang hỏi về nội bộ hay hỏi về thuế? Cả cái phần này là nội bộ, thiên về nội bộ nhiều hơn, tại vì rõ ràng là mình chưa xuất được doanh thu, chưa xuất được hóa đơn thì mình không duy ghi nhận doanh thu, thì cái đấy là mình cũng rất là rõ rồi, nhưng mà cái của mình là đang bị cái phần nội bộ ấy. Về phần nội bộ nhá, về phần nội bộ thì nó sẽ dễ hơn, tại vì nó là theo thực tế. Thì ở chị hỏi phần các bạn kế toán nha chị, họ sẽ biết có một cái khoản mà trong kế toán họ gọi là trích trước chi phí. Trích trước chi phí là những cái khoản mà chị có thể, nếu mà phần nội bộ thì chị cứ đưa vào chi phí bình thường trong kỳ khi mà chị trả trả tiền lương, nhưng mà chị không đưa vào chi phí thuế thôi, tại vì chi phí thuế thì nó vẫn đang bị treo ở dở dang nhé.
Vừa rồi tôi nói là dở dang đấy là liên quan đến thuế, vì chưa nghiệm thu. Chưa nghiệm thu công trình thì chị chưa thể ghi nhận doanh thu, đồng thời chị chưa thể ghi nhận giá vốn được. Vì giá vốn với doanh thu nó phải theo cái nguyên tắc phù hợp, tức là doanh thu nào chi phí đấy, thời điểm nào chị ghi nhận doanh thu thì chị mới được kết chuyển chi phí ở trong kỳ đấy, còn không thì chị sẽ treo ở cái tài khoản kế toán, gọi là tài khoản dở dang. Thì cái đấy chị về chị bảo kế toán cho chị để cho họ sẽ biết là treo vào tài khoản nào. Còn bây giờ em tôi nói thì chắc chị cũng không không biết tài khoản đấy đâu đấy. Còn về phần nội bộ của chị thì thực tế là cái công trình đấy có thể hoàn thành gần xong hoặc hoàn thành xong rồi, nhưng mà liên quan đến thủ tục hành chính cho nên là chưa được phần nghiệm thu, chưa được ghi nhận thôi. Bản chất là nó đã xong rồi và chị cũng muốn thưởng cho nhân viên liên quan đến cái việc đấy. Thì về hệ thống sổ sách kế toán nội bộ của chị thì chị vẫn được ghi nhận và chi phí trong năm bình thường. Nhưng mà chị gì? Nhưng mà đấy là sự khác biệt giữa của một doanh nghiệp làm hệ thống hai sổ đấy. Và chị vẫn tính KPI cho họ bình thường được. Thì cái đấy, cái còn cái phần doanh thu chị vẫn tính là doanh thu nhưng mà treo trên công nợ thôi. Tức là chị đã hoàn thành xong, ví dụ cái tư vấn về thiết kế cây xanh, vẽ vời cái thứ xong hết rồi, nhưng mà chị chưa thu được tiền hoặc thu được một phần, cái đấy liên quan đến phần công nợ. Và cái phần doanh thu của cái phần chi phí của chị trong năm 2022 thì chị vẫn ghi nhận bình thường đối với cả nội bộ thôi, còn với thuế thì chị treo trên dở dang. Ok, xin cảm ơn chuyên gia. Cái câu hỏi thứ hai của mình liên quan đến cái hàng tồn kho và tài sản ấy, thì các chị không có hàng tồn kho đúng không? Đúng rồi, tức là không dám để hàng tồn kho vì hàng tồn kho đấy là không có giá trị nữa. Là cái gì, hàng tồn kho của chị là cái gì? Tức là ví dụ mình sản xuất ra một cái hồ sơ đấy mà không được nghiệm thu đấy và người ta cứ để lại thì cái thực sự cái đấy nó cũng sẽ không sử dụng được nếu mà người ta đã không có nhận cái đấy á, nhận cái hàng đấy á. Cái dịch vụ của chị sẽ không có hàng tồn kho dưới dạng hữu hình đúng không? Đúng rồi. Bên của chị dịch vụ thì cũng giống bên của tôi, dịch vụ là sẽ không có hàng tồn kho dưới dạng hữu hình đâu. Cho nên không phải bắt buộc, đây là một cái báo cáo tài chính. Tất cả các chỉ số này nó rất là dài nhưng không phải các doanh nghiệp đều có số tiền ứng với từng cái chỉ tiêu này đâu ạ. Tức là doanh nghiệp của chị không có hàng tồn kho thì thôi, vì doanh nghiệp của mình là doanh nghiệp dịch vụ nên không có hàng tồn kho. Nhưng mà của chị vẫn có hàng tồn kho trên thuế đấy. Nó chính là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và mà nó treo ấy. Nó là đang hạch toán, nếu chị tập vào hạch toán vào thông tư 133 nó là đầu 154 của 54 thì nó vẫn ở phân hệ hàng tồn kho. Nó vẫn ở với chỉ tiêu hàng tồn kho, nhưng mà đây không phải là hàng tồn kho, là cái hữu hình nó tồn ở cái chỗ nào đấy, mà đây chính là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của chị đang treo ở 154 thì nó sẽ nhảy vào chỉ tiêu hàng tồn kho, nhưng không có nghĩa là của chị có một cái hữu hình nào đấy tồn kho đấy. Nên là của chị không bắt buộc phải có hàng tồn kho nhé. Thế trong trường hợp là đến cứ cuối năm là chị kết thúc năm nào là chị hoàn thành hết cái hợp đồng của năm đấy thì chị sẽ không có hàng tồn kho. Rồi còn cái tài sản cố định thì với doanh nghiệp dịch vụ của chị thì cũng không nhất thiết phải có tài sản cố định. Ví dụ chị có những cái xe ô tô mà mang tên chị nhưng mà chị vẫn dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình ấy, thì nó không phải là tài sản cố định của doanh nghiệp đâu. Bởi vì kể cả công ty chị là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ thì cái tài sản của cá nhân đấy với cái tài sản của doanh nghiệp nó vẫn là không liên quan đến nhau. Nó vẫn là tách rời nhau, chứ không phải là cái xe mang tên tôi nhưng tôi là chủ, một mình tôi là chủ, tôi đầu tư vào thì cái xe đấy là của công ty không ạ. Trừ khi gì, chị được đưa vào chi phí khi mà chị muốn hao mòn khấu hao nó thì chị sẽ làm một cái hợp đồng giữa công ty chị thuê cái xe đấy mỗi tháng là bao nhiêu tiền đấy, đấy thì sẽ được dịch chuyển chi phí đấy và tiền xăng tiền dầu liên quan đến việc chị đi lại của cái xe của chị thì nó sẽ được tính vào chi phí của công ty. Nếu trong hợp đồng nói rằng là tôi chỉ thuê xe còn xăng dầu rồi các thứ là công sửa chữa ô tô là công ty tự lo thì chị cũng sẽ gì, công ty chị sẽ không có tài sản cố định. Còn nếu cái xe đấy mà mang tên công ty của chị thì nó sẽ là tài sản cố định đấy. Cho nên là không nhất thiết các chị phải có tất cả những con số này đâu đấy. Chị nhìn thấy ở đây có nhiều doanh nghiệp, nhiều cái chỉ tiêu họ có đâu, không hề có để không mà. Câu trả lời của tôi đã làm chị cảm thấy hài lòng chưa? Rất cảm ơn chuyên gia đã khá là đầy đủ, mặc dù còn rất nhiều câu hỏi khác nhưng mà chắc là phải để vào buổi khác. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thùy Trang. Dạ em cảm ơn chị Trang, và tiếp theo thì em cũng xin mời chị Vân Anh ạ. À.
Xin chào chị Trang, cũng có duyên gặp chị Trang trong chương trình của BDCA. Thì thực ra thì Vân Anh thì chưa có câu hỏi gì đối với Trang, bởi vì thực ra là cũng cùng lĩnh vực ngành nghề với Trang. Thì chỉ có một chút chia sẻ cho cái câu hỏi của chị Thục Trang thôi. Thì ở đây là cái vấn đề chỗ chị Thục Trang ấy, liên quan đến tư vấn thiết kế, thì Vân Anh cũng có cái may mắn là vừa tư vấn cho một cái doanh nghiệp hệ thống tư vấn thiết kế. Thì có chia sẻ với chị Thục Trang một chút ngắn gọn tầm khoảng 3 phút như này thôi. Vân Anh thì thấy các chủ doanh nghiệp về tư vấn thiết kế, mọi người lăn tăn rất là nhiều về cái thời điểm xuất hóa đơn và thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì trong quá trình làm tư vấn và nghiên cứu kỹ trong cái mảng đó thì Vân Anh thấy là cái quan trọng nhất ý chị Thục Trang là án nó tại hồ sơ và cái hợp đồng của chị ban đầu ấy, thì là cái có hai cái điều khoản quan trọng nhất mà chị phải clear được vấn đề câu chữ ở trong đấy. Thứ nhất là điều khoản liên quan đến nghiệm thu và các giai đoạn nghiệm thu. Cái thứ hai là cái điều khoản liên quan đến thanh toán. Thì ở cái điều khoản liên quan đến nghiệm thu và các giai đoạn nghiệm thu ấy, mình phải vận dụng đúng cái điều 9 của nghị định 123 ấy, là mình ghi nhận rõ ra các cái giai đoạn. Bởi vì em thấy là cái tư vấn thiết kế của bên chị nó có cái việc là mình có tạm ứng tiền là cái giai đoạn 1 là thường là có. Cái thứ hai nữa là mình thanh toán giai đoạn. Và cái thứ ba là mình có cái quyền giám sát tác giả, là chị có cái phần để lại một phần nào đấy quyền giám sát tác giả. Thì mình phải đọc kỹ kế toán, với chị phải nắm rất là rõ cái điều 9 nghị định 123. Thì tạm ứng của mình sẽ không cần phải xuất hóa đơn, không ghi nhận doanh thu, tính thuế giá trị gia tăng. Nhưng mà đến cái giai đoạn mà chị thanh toán từng giai đoạn, tức là cái dịch vụ đã hoàn thành từng phần hoặc toàn phần ấy, thì chúng ta phải xuất hóa đơn và tính thuế giá trị gia tăng, ghi nhận doanh thu, tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì lúc này chị phải thiết kế cái hợp đồng mẫu cho các bạn làm sale ấy, là các bạn làm thật là chuẩn cái điều khoản đấy cho chị. Và giám sát tác giả nữa. Đấy, thì cái tư vấn của em là án tại hồ sơ và biên bản nghiệm thu từng giai đoạn và biên bản bàn giao hồ sơ thiết kế của chị là những cái quan trọng để mình xác định nhiệm vụ về thuế đối với nhà nước. Thế còn cái nội bộ của chị thì trong cái quá trình tư vấn thì em thấy rằng là chúng ta sẽ phải xác định rõ với nhau là cái câu chuyện, cái phương án như của chị nói ấy, là cái nhân công của chị là chủ yếu. Thế nên là cái bài toán liên quan đến nhân công của chị phải làm thật là tốt. Ở cái chỗ là gì? Thường em thấy là cái đúng như điều chị nói là dự án tiến hành trong một thời gian rất ngắn, nhưng mà giai đoạn nghiệm thu thì lại tiến hành rất là dài và có thể kéo dài tới năm trước năm sau, đúng không chị? Bởi vì rất nhiều các lý do đây là hồ sơ, thủ tục, giấy tờ, công trình nó vướng nọ vướng kia. Thế nhưng mà đến khi mình làm ấy thì bao giờ thế, thường em thấy sẽ phải làm phụ lục hợp đồng gia hạn so với cái tiến độ ban đầu. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là cái phương án nội bộ chị, thì chị nên xây dựng một cái phương án lương khoán. Chị nghiên cứu nhé, tức là nên xây dựng một phương án lương khoán phù hợp cho cái tiến độ dự án thiết kế của chị theo cái lĩnh vực của chị. Ví dụ thi công cảnh quan cây xanh ấy, thì chị chia ra, còn cái đơn vị em vừa làm ấy, thì liên quan kết cấu này, kiến trúc này, MI này và hoàn thiện, thì với mỗi cái đấy, bộ môn đấy, thì lương của cái người trong cái ngạch đấy, bằng cấp đấy, họ sẽ tầm được bao nhiêu tiền trong cái tỷ lệ phần trăm doanh thu. Thì mình nên có cái chế độ lương khoán theo từng cái giai đoạn. Giai đoạn, ví dụ giai đoạn 1 là ông hoàn thành được cái bước 1 là bàn giao hồ sơ thiết kế. Giai đoạn 2 là mình sẽ có liên quan đến cái việc là giám sát tác giả. Thì cái người nhân sự của mình ấy, cung cấp bộ phận nào, kết cấu kiến trúc, họ sẽ được lương tầm bao nhiêu phần trăm trên cái doanh thu của mình. Thì bài toán khoán lương là một bài toán chị phải nghiên cứu. Đấy, thì em chỉ có hai ý kiến tư vấn cho chị Thục Trang thêm như vậy thôi. Còn hoàn toàn nhất trí với bạn Trang về những cái ý kiến của Trang trước đấy. Em xin hết ạ. Cảm ơn Vân Anh đã có những cái chia sẻ thực tế trong cái quá trình mà xử lý nghiệp vụ cho chị Thục Trang. Thì đúng như là Vân Anh nói đấy, về cái phần lương của đội nhân viên của chị ấy, nhân viên trực tiếp liên quan đến thiết kế, thì cũng chị cũng có nhiều cách để tính lương. Thì trong đấy cái phần khoán cũng là một cách, hoặc cũng có những doanh nghiệp thì họ sẽ lấy theo tỷ trọng. Ví dụ có những người mà một tháng họ làm hai công trình chẳng hạn, cùng một lúc các chị có thể triển khai nhiều công trình, hai hoặc ba gói hợp đồng, và vẫn từng đấy đội ngũ nhân viên. Thì ngoài lương cứng trả hàng tháng ra, đấy cũng là một cách này. Lương khoán này cũng có thể là các chị sẽ tính cái tỷ trọng lương theo cái tỷ trọng doanh thu ấy, của từng gói ấy. Thì đấy cũng là một cách mà các cái doanh nghiệp liên quan đến thiết kế của chị áp dụng. Dạ, không biết chị Vân Anh còn câu hỏi không ạ? Em thấy chị giơ tay ạ. Dạ, vậy em xin mời chị ạ. Hình như đang tắt mic.
Có một cái chia sẻ thêm cho tất cả mọi người ở đây về phương diện mà Vân Anh thấy mà thanh quyết toán doanh nghiệp ấy, có rất nhiều doanh nghiệp vướng phải. Cái câu key ở chỗ này là án tại hồ sơ. Thế nên mọi người sẽ phải có những cái sự linh động trong quá trình mình làm việc với chủ đầu tư, nhất là những đơn vị xây dựng hay thiết kế như chị Thục Trang ấy, là bao giờ cũng thấy Vân Anh hướng dẫn là gì? Kế toán doanh nghiệp hoặc là những cái bộ phận làm hồ sơ thanh quyết toán ấy, chúng ta phải vận dụng một cách linh hoạt. Tức là thường Vân Anh sẽ hướng dẫn là các bạn nên để một cái bộ hồ sơ nó chống ngày, bởi vì cái ngày thời điểm mình xuất hóa đơn ấy là thời điểm phải trùng với cái biên bản nghiệm thu, nên là phải vận dụng linh hoạt cái điều đó, và mình phải có cái mối quan hệ tốt với bên chủ đầu tư để được cái điều đấy. Bởi vì xuất hóa đơn sai thời điểm như Trang nói ấy, là chúng ta sẽ bị phạt rất là nặng. Nên là cái việc nó vắt kỳ hay không vắt kỳ nó cũng rất quan trọng. Nhưng bây giờ nếu mình muốn nó khớp ngày, bắt buộc mình phải để chống ngày đối với chủ đầu tư. Đấy là cái điều mà quan trọng nhất. Cái thứ hai, chúng ta phải rà soát lại toàn bộ các cái hợp đồng của doanh nghiệp của mình đến thời điểm hiện tại nó có bị quá thời gian so với cái hợp đồng gốc hay không, để mọi người gia hạn được cái tiến độ hợp đồng nó phù hợp cho cái điều hai điều khoản quan trọng nhất là hợp đồng, điều khoản liên quan đến nghiệm thu và các tiến độ nghiệm thu, và điều khoản thứ hai liên quan đến vấn đề thanh toán. Thì mọi người lưu ý hai vấn đề đấy để tránh cái rủi ro về thuế. Chị xin hết Ngân ạ. Dạ em cảm ơn chị Vân Anh ạ. Dạ hồi nãy thì em có thấy anh Quốc Hùng hình như là có giơ tay mấy lần, thì không biết là anh có câu hỏi gì thì anh giơ tay lại để ban tổ chức mời anh lên chia sẻ nha. Dạ và hiện tại thì em trước đó thì em cũng có nhận được hai câu hỏi. Một câu hỏi của Anthony Hoàng, do là anh có việc nên là anh rời đi trước, thì em xin đặt câu hỏi dùm anh ấy. Đó là anh có hỏi là trường hợp gối đầu thì mình sẽ tính như thế nào ạ? Dạ xin chị Trang giải đáp giúp anh. Chưa hiểu câu hỏi của anh ấy, gối đầu trong trường hợp nào và tính cái gì như thế nào. Có thể là lúc đấy anh ấy đang nghe đến cái phần đấy và anh hỏi, nhưng mà bây giờ cái phần đấy nó trôi đi rồi thì không rõ là câu hỏi của anh ấy là trường hợp gối đầu thì tính như thế nào, thì là anh ấy đang hỏi cho cái nội dung nào ấy. Dạ vậy em xin tiếp theo câu hỏi thứ hai của anh Lực, đó là anh hỏi về chỉ số phần trăm trong cơ cấu tài sản thì bao nhiêu sẽ là tốt nhất ạ? Anh Lực có đang mở mic không ạ? Có đang ở đây không? Anh đang hỏi cơ cấu phần trăm cái gì trên tài sản, trên tổng tài sản? Bởi vì trong cái tài sản vừa rồi phân tích thì nó sẽ có nhiều cái chỉ tiêu. Nhiều cái chỉ tiêu thì không rõ là anh đang hỏi cái chỉ tiêu nào trên tổng tài sản, bao nhiêu thì phù hợp. Chắc là anh Lực không có ở đây đúng không? Dạ chắc anh năng bận, em cũng hỏi mình chưa trả lời. Dạ vậy không biết là chị Trang còn lưu ý hay là còn chia sẻ gì với các anh chị thì chị tiếp tục nha. Còn anh chị nào đặt câu hỏi nữa không ạ? Bởi vì tôi thấy rằng là cái vấn đề này nhiều anh chị quan tâm lắm, nhưng mà cái số lượng câu hỏi thì không biết là giờ này đang có bao nhiêu. 99 người thì số lượng câu hỏi, tôi nghĩ là anh chị có khá nhiều câu hỏi về cái đọc và phân tích cái báo cáo tài chính này này. Thực ra thì để phân tích thêm về tình hình tài chính của doanh nghiệp, đây là phân tích về báo cáo tài chính thôi. Còn tình hình tài chính của doanh nghiệp thì các chủ doanh nghiệp quan tâm cả đến một số cái lĩnh vực. Nhưng mà cái này thì hôm nay thì cái thời hạn có hạn nên là tôi không chia sẻ, ví dụ như là khả năng thanh toán. Vừa rồi là tôi chỉ chia sẻ với anh chị về hai cái chỉ số, đấy là gì? Vòng quay các khoản phải thu đúng không? Số ngày thu tiền này, số ngày của hàng tồn kho. Nhưng còn liên quan đến phần thanh toán là cái phần các anh chị cũng quan tâm, ví dụ khả năng thanh toán nhanh của một doanh nghiệp, khả năng thanh toán tức thời, khả năng thanh toán nhanh là bao nhiêu. Có nhiều cái chỉ số tài chính nữa thì có dịp khác thì tôi sẽ chia sẻ sau. Thì trong cái quá trình, trong cái 99 cái câu hỏi trong chat ấy thì Ngân đã tổng hợp hết chưa hả Ngân? Dạ rồi ạ. Là chỉ có hai cái câu hỏi đấy thôi đúng không? Dạ. Hai câu hỏi đấy đều không rõ ràng. Và người hỏi thì lại đang không có ở đây, đặc biệt là câu hỏi của anh Tony Hoàng thì không rõ là anh đang hỏi về cái gì. Còn ví dụ cái câu hỏi chung chung của anh Lực ấy là tỷ trọng tài sản bao nhiêu thì phù hợp, thì tôi có thể hiểu ý anh là tỷ trọng từng loại những cái tài sản chi tiết này trong tổng tài sản to này bao nhiêu thì phù hợp. Thì cái này phải hỏi anh kỹ hơn xem anh thuộc loại hình doanh nghiệp gì, là doanh nghiệp thương mại hay doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp xây dựng hay doanh nghiệp dịch vụ, để có được cái như thế nào là phù hợp. Thì bây giờ cùng là một doanh nghiệp thương mại thôi chẳng hạn, nhưng mà với từng cái doanh nghiệp của anh, cái chính sách của anh là gì? Chính sách của anh là lấy chính sách giá hay là lấy chính sách tín dụng cho vay cho khách hàng nợ lâu ấy để làm chính sách cạnh tranh,
thì có thể là cái phải thu của anh nó sẽ cao hơn hẳn so với các cái đối thủ cùng ngành chẳng hạn. Đấy, thì cái này phải hỏi sâu hơn nữa. Còn hiện tại thì cũng không biết là bao nhiêu là nó đủ, bởi vì mỗi một doanh nghiệp nó có một cái đặc thù riêng. Đấy, còn ví dụ tài sản thì tôi nói rồi là những cái doanh nghiệp mà càng cần nhiều tài sản cố định thì cái tỷ trọng tài sản này nó sẽ lại cao hơn những cái tỷ trọng tài sản khác, tài sản của những cái doanh nghiệp loại hình khác. Đấy, hàng tồn kho cũng thế, chưa chắc gì hàng tồn kho cao hay là thấp đã là tốt hay không tốt. Ví dụ với đặc thù mùa vụ chẳng hạn, dịp Tết này thì những cái doanh nghiệp liên quan đến bán hàng Tết thì họ phải ngâm hàng ở cái thời điểm này thì hàng tồn kho cao là đúng rồi, đúng không? Đấy, rồi những cái doanh nghiệp liên quan đến mùa vụ thu mua theo nông sản, theo cái mùa vụ thì đến cái phần giữa mùa chính vụ thì họ phải thu mua khá là nhiều để được cái giá nó tốt so với cả cái những cái thời điểm mà không phải chính vụ thì thu mua giá nó có thể cao hơn 10-30%. Thì cái đấy nó phải tùy từng loại hình, tùy từng loại hình rồi lại tùy từng cái đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, thì lúc đấy mới có một cái sự tư vấn như thế nào là phù hợp. Và quan trọng nữa là các anh phải có cái chỉ số này thông suốt trong lịch sử ít nhất là phải 2 năm. Đấy, 2 năm anh chị có thể chia thành 2 năm là 2 kỳ, hoặc 2 năm là 4 kỳ, 6 năm một lần, hoặc là 2 năm là 8 kỳ, 1 quý một lần, để mình chạy ra được một cái gì? Cái lịch sử của cái công ty mình. Đấy, từ đấy thì mình mới điều tiết tăng giảm như thế nào cho nó phù hợp. Dạ thì hiện tại là em đang thấy hai cánh tay giơ lên rồi ạ. Thì trước tiên em xin được mời chị ạ. Dạ xin mời chị giới thiệu về tên và đặt câu hỏi cho chị Trang ạ. Xin chào bạn Trang, tớ là Nga. Chào bạn Nga. Tớ có một hôm nay tớ nghe Trang chia sẻ rất nhiều, tớ thấy tớ học hỏi được rất nhiều. Cảm ơn Trang về buổi chia sẻ hôm nay rất ý nghĩa. Tại vì bây giờ cuối năm thì đấy là đề tài cực kỳ nóng đấy. Thì tớ cũng có một câu hỏi muốn hỏi Trang này. Khi khách nhà tớ đặt, họ đặt một cái hợp đồng ấy là đặt khoảng 500 triệu cho một cái hợp đồng. Thì sau khi trong quá trình đặt thì bên công ty cũng đã thực hiện sản xuất. Thế nhưng sau đó thì có một số bất đồng được gì đó. Tại vì cái hàng này hàng đặt gia công, xong về sau họ không kiểu cũng có thể là chưa tìm được, nói chung ấy thì có một số ấy, thì sau đó thì họ bỏ dở giữa chừng. Thì tớ muốn hỏi rằng là công ty nên xử lý thế nào với khoản họ đã đặt tiền như thế, tại vì công ty cũng đã gia công một phần rồi, đã thực hiện một phần hợp đồng rồi, thì bây giờ mà họ cũng bỏ dở như thế, họ cũng coi như là họ cũng thôi, và mình cũng không thể, cũng không công ty cũng không muốn là xuất hợp đồng cái phần dở dang như thế. Xin cảm ơn câu hỏi của Nga. Tức là doanh nghiệp chế tạo, đúng không? Đúng rồi. Đã được ký một cái hợp đồng với nhau trị giá là trên 500 triệu. Nhưng khách hàng đã trước 500 triệu cho mình. Và mình đã thực hiện rồi, được dở dang bao nhiêu phần trăm đấy rồi. Sau đấy thì hai bên không đồng nhất về quan điểm và tạm dừng lại hợp đồng. Đúng rồi. Đồng trong khi mọi các cái chi phí phát sinh liên quan đến cái việc đến thời điểm này của mình là đã chi ra rồi, nguyên vật liệu, nhân công thư đã chi rồi, nhưng mà không, khách hàng cũng không cần xuất hóa đơn luôn à? Họ bỏ dở, tức là mình thì bên công ty thì vẫn muốn rằng là thực hiện xong hợp đồng, tức là mình muốn hoàn thiện xong là tốt nhất, nhưng mà họ cũng không muốn là tiếp tục làm nữa, coi như họ bỏ 500 triệu tạm ứng đấy đi. Vậy thì có nghĩa là họ không đòi lại tiền. Họ không đòi lại tiền. Thế thì cái chi phí mình bỏ ra cao hơn đây đang nhỏ hơn 500 triệu. Chi phí thực tế của công ty mình bỏ ra để sản xuất đến cái giai đoạn này rồi ấy. Đến cái giai đoạn này thì có thể tính ra là cả tầm tầm như vậy. Ngang bằng. Thế bây giờ là muốn xử lý nội bộ à? Hay là như nào? Hay xử lý thuế hay như thế nào? Tớ muốn hỏi về xử lý thuế, tại vì nội bộ thì không có gì để cả, tại vì nội bộ thì sẽ có nhiều phần xử lý riêng của công ty, nhưng mà tớ đang muốn hỏi về việc xử lý thuế. Xử lý thuế cái khoản 500 triệu này, thế cái điều khoản của hợp đồng là như thế nào, có được hủy ngang không hay là như thế nào? Không nhắc đến việc đấy. Không nhắc đến việc đấy. Vậy thì bây giờ chỉ là đây là một cái khoản. Thế thì với xử lý thuế đơn giản nhất là
cho, bởi vì cái hợp đồng này là cái hợp đồng không rõ là cái hợp đồng có thể hủy ngang không hoặc là phạt hợp đồng, và coi như nếu mà có phạt hợp đồng thì mình cũng không thu được cái tiền phạt đấy nữa, đúng không? Vì bây giờ có liên hệ được với nhau đâu mà phạt. Tớ vừa bị treo một đoạn lúc vừa xong. Tức là bây giờ trong hợp đồng không thể hoặc là có thể hiện đi chăng nữa thì cũng không thể phạt được người ta liên quan đến việc hủy ngang. Đúng rồi. Coi như hai công ty bây giờ là cũng đã là của việc của cái thực tế là cái việc này đã treo từ khoảng 2 năm trước rồi. Vậy thì như thế này, để giải quyết thuế thì sẽ xử lý như này: khi mà khách hàng họ chuyển 500 triệu cho mình thì mình đang hạch toán là nợ 112 có 131, đúng chưa? Và bây giờ đang bên dư có của tài khoản 131, và bây giờ họ không thực hiện hợp đồng nữa thì coi như là mình sẽ hạch toán đấy là một khoản thu nhập khác. Một khoản thu nhập khác vì mình không phải trả họ cái liên quan đến hàng hóa đấy nữa, mình sẽ hạch toán là nợ 131 và có 711. Đấy là liên quan đến cái phần tiền đấy, thì nó sẽ clear được cái số dư của 131 đối với cả khách hàng này. Còn với cái khoản chi phí mà mình đã chi ra nhưng mà lại không phải xuất hóa đơn, coi như là nó chưa làm xong, coi như cái sản phẩm này chưa hoàn thành xong, thì những cái chi phí đấy có thể tập hợp vào và đưa vào tài khoản 811. Đưa vào tập hợp chi phí đấy, đưa vào tài khoản 811. Trước kia mình đang tập hợp hết ở tài khoản 154 rồi. Ví dụ mình đang chuẩn bị, mình xuất vật tư ra các thứ là mình đang tập hợp hết ở tài khoản 154 rồi. Thì bây giờ mình nó đang treo ở nợ tài khoản 154 nhưng mà nó chưa hoàn thành ra được cái sản phẩm gì cả. Thì bây giờ mình sẽ hạch toán là nợ 811 và có 154 để liên quan đến chi phí đấy. Ví dụ chi phí đấy đang là 480 triệu chẳng hạn, mà thu nhập mình đang được là 500 triệu. Thì mình sẽ hạch toán là nợ 811 và có 154, 480 triệu. Mình sẽ đưa vào thu nhập khác và chi phí khác với thuế. Trang nghe rõ chưa nhỉ? Tớ rõ rồi, cảm ơn Trang nhé. Sao nghe của mọi người thì không bị vấn đề gì mà sao đến cái câu hỏi của mình nghe thì lại cứ bị giật thế không biết. Dạ, sao chị? Dạ vẫn nghe rõ. Dạ em cảm ơn chị ạ. À. Dạ thì cũng sắp tới giờ rồi, thì em xin được mời anh Mai Đức sẽ là người chia sẻ cuối cùng ngày hôm nay. Dạ xin mời anh, mình có thể bật camera và bật mic lên để đặt câu hỏi cho chuyên gia. Alo. Vâng, chào chị Đức ạ. À chị ạ. Rồi, em chào chị Trang ạ, chị Ngân ạ. Cho em hỏi một tí ạ. Nghe chủ em muốn nhấn mạnh lại chủ có cái anh kia lúc này hỏi á, cái chủ gối đầu á, thế lúc tính vòng quay cả khoản phải thu thì cái gối đầu đó mình có trừ ra không ạ? Nếu mình cho khách hàng gối đầu ấy. À đây nhá, tại vì là chị nhìn này, cái công thức của vòng quay các khoản phải thu ở đây nhá. Chị nhìn lại cái công thức vòng quay các khoản phải thu này, sẽ bằng doanh thu chia các khoản phải thu bình quân. Thì ở đây, cái phần gối đầu của chị hình dung ra là có thể là chị không làm kế toán nên chị chưa hiểu rõ được. Doanh thu thì nó rất là rõ ràng được rồi, nó rất là rõ ràng có chỉ số rồi, nhưng mà các khoản phải thu bình quân, các khoản phải thu bình quân ở đây thì tại sao nó lại lên được cái số liệu này, tại sao lại lên được cái số liệu các khoản phải thu này là 20 tỷ chẳng hạn, thì tại sao lại lên được? Thì nguyên tắc của kế toán, để đây là cái số dư tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2021. Mà để ra được cái số dư này thì chị cứ hình dung là như thế này. Cùng một cái khách hàng thôi nhé. Ví dụ khách hàng A. Khách hàng A đang phải thu. Phải thu của họ là 100. Nhưng mà họ trả chị là đã trả là 60 triệu. Vậy thì chị còn phải thu. Còn phải thu là 40. Thì cái 40 này của khách hàng A cộng với cả 50, 60, 70, 80, 90, 100 gì gì đó của những cái khách hàng CDEF nó mới ra được cái số này, chị hiểu không? Nó ra được cái số 18-20 tỷ này. Nó mới ra được cái số này. Vậy thì trường hợp gối mã của chị là gì? Ví dụ khách hàng A phải thu 100 nhưng mà đã trả là 60, còn phải thu của cái hợp đồng đấy là 40, nhưng mà tiếp theo họ lại ký cho chị một cái hợp đồng khác mà chị lại phải thu một cái hợp đồng số 2, chị phải thu của họ 200
nhưng mà họ trả cho chị được 150 và họ còn phải trả cho chị là 50 nữa, thì cái số dư ở cùng cái năm 2021 thì cái số dư của khách hàng A này còn đang nợ chị là 50, thì lúc đấy cái số liệu nhảy lên đây, người ta không quan tâm là chị gì gối mã gối đầu hay gì, mà chị, họ chỉ biết là khách hàng A đang nợ chị 90 triệu đến cuối năm 2021 thế thôi. Cái số liệu này nhảy lên đây nó là như vậy, chứ họ không quan tâm đến, không quan tâm đến là đấy là trả cho cái hợp đồng A hay là gối mã của hợp đồng B hay cái gì. Em hiểu ạ. Cho em hỏi một tí ạ, cho em hỏi tí, thấy khoản chi phí quản lý kinh doanh thì tầm khoảng bao nhiêu phần trăm so với doanh thu thì là hợp lý vậy chị? Chi phí quản lý kinh doanh ở đây vừa rồi tôi nói rằng có hai cái đúng không, hai cấu phần, đấy là chi phí bán hàng và chi phí quản lý. Vâng. Thì chị đang muốn hỏi là cái chi phí quản lý kinh doanh là cái chi phí con, là cái chi phí quản lý hay là gộp cả chi phí? Tách ra với chị ạ. Tách ra chi phí quản lý kinh doanh với chi phí bán hàng thì khoảng chiếm bao nhiêu phần trăm doanh thu thì là hợp lý ạ? Ồ, cái này thì tôi nói rồi, nó không có bao nhiêu phần trăm. Thứ nhất là chị là kinh doanh, chị lĩnh vực gì đã? Dạ, em đa lĩnh vực ạ. Đấy, đa lĩnh vực thì càng khó trả lời. Ví dụ nhé, chị là lĩnh vực sản xuất hay chị là lĩnh vực phân phối, là lĩnh vực thương mại, là chị phân phối. Ví dụ với lĩnh vực phân phối hoặc lĩnh vực dịch vụ thì phải chạy quảng cáo rất là nhiều. Phải chi phí cho tiếp thị quảng cáo rất là nhiều. Thương mại dịch vụ ạ. Đấy, thương mại dịch vụ thì thông thường cái chi phí bán hàng nó sẽ cao. Nó sẽ cao do tính chất của đặc thù. Còn sản xuất thì có thể là tùy còn là sản xuất cái gì. Ví dụ có những cái ngành hàng sản xuất cơ khí thì có đôi khi là họ không phải đi tiếp thị quá nhiều mà là những cái khách hàng ruột của họ rồi. Rồi những cái khách hàng thân quen vì những cái giá trị hợp đồng lớn chẳng hạn. Là những khách hàng thân quen chứ họ không phải đi sale nhiều như là mình bán mặt hàng thương mại hoặc là dịch vụ. PPDC là cái phí quảng cáo khá là nhiều, các chị sẽ nhìn thấy rất nhiều trên Facebook đúng không ạ? Là chạy quảng cáo đấy, thì nó còn phụ thuộc vào ngành nghề. Ví dụ chị bảo là chị là thương mại dịch vụ thì khả năng cao là cái chi phí bán hàng của chị nó sẽ cao hơn sản xuất đấy. Nhưng mà với thương mại dịch vụ rồi nó lại còn phải hỏi là mặt hàng của chị là cái mặt hàng gì, có phải là phải tiếp thị nhiều không, và cái kế hoạch kinh doanh của chị đang là khách hàng truyền thống hay là chị bán online hay là chị bán offline, cái đấy nó còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm ạ. Ví dụ thương mại thì thông thường như là các doanh nghiệp làm, tức là mỗi doanh nghiệp họ có một cái chiến lược riêng trong từng năm nhá, nhưng mà về giá vốn của trên doanh thu của thương mại thì có thể nó sẽ rơi vào 75-80%. Và sau đấy lợi nhuận mà mong muốn của chị ví dụ như là kỳ vọng là 5-10% thì chi phí bán hàng, chi phí quản lý của chị sẽ rơi vào là 100%, trừ đi giả sử như là thương mại của chị giá vốn bằng 75%. Đấy, thì còn lại 25% là dành cho lợi nhuận và chi phí bán hàng. Mà lợi nhuận chị đang để và đang cố gắng kỳ vọng là 10%, thì chi phí bán hàng và chi phí quản lý nó sẽ rơi vào gì? 15%. Vâng. Nó không có một cái con số mục tiêu đâu. Nhưng mà cùng là thương mại thôi, nhưng mà cái tỷ lệ giá vốn trên doanh thu nó khác nhau rất nhiều. Ví dụ như là khách hàng của tôi là những cái doanh nghiệp liên quan đến bán thiết bị y tế, thì cái giá vốn trên doanh thu của họ chỉ có 50-60% thôi. Đấy, nhưng mà chi phí bán hàng của họ thì cực kỳ nhiều. Đấy, còn ví dụ như là chị bán vật liệu xây dựng thì có thể là giá vốn trên doanh thu rất là sát, lên đến 80% cơ. Đấy, hoặc là 75%. Đấy, cái đấy nó còn tùy thuộc vào ngành nghề nữa. Bởi vì khi mà đẩy vật liệu y tế vào, thiết bị y tế vào trong bệnh viện thì nó còn rất nhiều qua các khâu. Vì vậy là chi phí bán hàng nó rất là cao, chiếm tỷ trọng lớn, thậm chí là 25%, 30%. Có những khi còn 40%, 40-45% liên quan đến chi phí bán hàng. Thì cái đấy có một mức chung chị ạ, nó không có một cái mức chung đâu. Vâng, em hỏi thì em làm dự toán thì em hỏi qua thôi, nhưng nó cũng tùy từng được đặc điểm ngành nghề mà. Vâng. Dạ, rồi em cảm ơn chị nhá, em hiểu rồi ạ. Vâng, cảm ơn chị Đức. Dạ. Còn anh chị nào đặt câu hỏi không ạ? Anh chị có thể gửi lời cảm ơn đến PDCA, đến tôi trong các cái khung chat, để đã tạo ra một cái chương trình workshop rất là ý nghĩa cho các anh chị đúng không ạ? Và để cho PDCA cũng như là đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có thêm những cái động lực để chúng tôi có thể chia sẻ cho các anh chị vào những cái buổi workshop sau. Bởi vì là workshop của PDCA là sẽ rơi vào thứ 6 hàng tuần nhỉ? Đúng không hả Ngân?
Dạ đúng rồi ạ. Thứ sáu nào cũng có workshop. Đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Tức là tối thứ sáu hàng tuần sẽ đều có những cái buổi workshop tương tự như thế này. Trong vòng 2 tiếng từ 8 giờ đến 10 giờ. Đây là một cái chương trình tri ân của PDC dành cho các anh chị trong ngoài cái biệt đội FOH còn là các anh chị ở ngoài nữa. Và mỗi một cái buổi workshop thì đều có một cái chủ đề xác định riêng. Có thể chủ đề hôm nay là về tài chính nhưng mà chủ đề hôm sau lại là những cái chủ đề khác liên quan đến những cái kỹ năng khác. Thì các anh chị cũng có, các anh chị đã join vào nhóm rồi thì cũng là một cái cơ hội để anh chị có thể học hỏi được nhiều cái nội dung khác, những nội dung mà các chuyên gia khác để chia sẻ trong các cái nội dung workshop. Anh chị thấy cái nội dung nào phù hợp thì mình có thể tham gia, mình có thể join vào, vì đây là một cái chương trình tri ân và là một cái chương trình hoàn toàn miễn phí ạ. Thì cũng rất là mong anh chị để lại những cái lời cảm ơn, những cái lời, những cái khích lệ cho những cái người làm như chúng tôi, như PDCA hay là chúng tôi có thêm những cái động lực để chia sẻ nhiều hơn nữa. Còn về cái mảng tài chính kế toán của tôi thì tôi tin rằng là nó còn nhiều thứ để nói, nhưng mà trong giới hạn một buổi thì không thể nói hết được. Chúng ta sẽ chia nhỏ ra từng cái buổi nhỏ và hy vọng rằng là anh chị cũng sẽ là tạo động lực cho tôi để tôi có thêm những cái buổi khác nữa để chia sẻ đến các anh chị nhiều hơn những cái chủ đề mà tôi đã thống kê lại trong quá trình làm việc của tôi mà các chủ doanh nghiệp thích nghe, các chủ doanh nghiệp thích được động đến vì là mình chưa hiểu cái vấn đề đấy lắm. Về thuế thì nó còn rộng lớn, về giá trị gia tăng của doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, rất là nhiều thứ, ưu đãi rồi các thứ, còn rất là nhiều thứ khác nữa. Thì bây giờ cũng đang là 11 giờ tròn rồi, thì anh chị nào có thể dành thêm một hai câu hỏi ngắn nữa cho anh chị, còn nếu anh chị không có thì MC có thể dẫn tiếp chương trình. Tôi có một cái thông tin cá nhân vừa rồi MC đẩy lên cho chị đấy, tức là các anh chị nào mà hôm nay có những cái câu hỏi mà dài mà chưa thấy thỏa mãn, hoặc là có những cái vấn đề gì cần vướng mắc mà có thể mong muốn được trao đổi thêm, thì tôi cũng sẵn lòng hỗ trợ các anh chị và hỗ trợ miễn phí ạ. Tất nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào thời gian, anh chị có thể liên hệ với tôi và để sắp xếp một buổi thời gian phù hợp thì tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp của anh chị, chia sẻ tư vấn với anh chị miễn phí. Ngân đẩy cho chị cái thông tin vừa rồi em đẩy đấy, cái các visit ấy. Đây đúng không? Đây là các visit của tôi, nó có hai mặt. Dạ thì ban tổ chức sẽ gửi thông tin của chị Trang lên trên các group Zalo để các anh chị có thể dễ dàng kết nối với lại chị Trang ạ. Cảm ơn ban tổ chức. Còn anh chị có muốn đặt câu hỏi gì thêm nữa không ạ? Trong giờ này các anh chị đến 11 giờ mà vẫn còn 76 mắt, là chúng tôi những người làm chương trình rất là phấn khích đấy ạ. Thì bây giờ MC Lê Ngân dẫn tiếp chương trình và nếu mà kết thúc thì chúng ta sẽ có một cái động tác gì đấy để chụp ảnh nhỉ? Dạ, thì chắc là em nghĩ là các anh chị đang nốt lại câu hỏi để sau chương trình để có thể hỏi kỹ hơn với chị Trang á. Dạ, thì em cũng cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia và giao lưu chia sẻ với rất là nhiều câu hỏi hay trong ngày hôm nay. Và một lần nữa thì anh chị hãy dành thật là nhiều trái tim cũng như là mình hãy comment là cảm ơn đến chuyên gia chị Thu Trang của chúng ta đã rất là năng lượng ngày hôm nay. Chị ấy đã dành hết 100%, nghĩa là hơn luôn á, đến tận 11 giờ đêm mà chia sẻ rất là nhiều cho tất cả các anh chị, và sau đó là còn cam kết là sẽ giúp đỡ các anh chị sau chương trình này nữa. Thì em thật sự rất là biết ơn chị Trang, và cả nhà mình hãy cùng gửi thật là nhiều trái tim để mình cảm ơn chị Trang nha. Dạ, và bên cạnh đó thì em cũng nhờ các anh chị hãy comment thật là nhiều số 9 để mình cảm ơn tất cả chúng ta. Hiện tại là em đang thấy trên màn hình là 72 anh chị vẫn còn ở trong Zoom vào lúc 11 giờ tối, thì đây là một cái con số rất là tuyệt vời. Và cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia rất là nghiêm túc và học tập cho đến tận bây giờ. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và trước khi kết thúc chương trình thì nếu anh chị có thắc mắc hay là quan tâm về các khóa học của BDC hoặc là biệt đội FOH thì các anh chị hãy để lại tên cũng như là số điện thoại của mình vào ô chat để ban tổ chức có thể liên hệ hỗ trợ sau đó. Và trước khi kết thúc chương trình thì
BTCA xin có được lưu lại những cái tấm hình lưu niệm trong buổi tối ngày hôm nay. Và mình làm gì thì cũng phải có quy trình đúng không ạ? Thì mình sẽ chụp ảnh và cũng sẽ có quy trình. Là đầu tiên thì các anh chị hãy tạo dáng với trái tim nhỏ giúp em nha. Dạ vâng, xin mời ban tổ chức hãy chụp hình giúp mình nha. Dạ rồi, và tiếp theo các anh chị hãy thả trái tim vừa. Thả cho những người đồng đội rất là tuyệt vời của chúng ta ngày hôm nay. Dạ, và cuối cùng là thả trái tim lớn. Dạ, xin cảm ơn chị Trang, cảm ơn tất cả các anh chị chủ doanh nghiệp đã tham gia đến tận bây giờ. Và em xin được gửi lời chúc ngủ ngon, cũng như là chúc cho các anh chị một ngày làm việc thật là hiệu quả vào ngày hôm sau. Và hẹn gặp lại chị Trang cũng như là tất cả các anh chị vào chương trình workshop lần sau của BDC. Dạ, em xin chào tạm biệt tất cả các anh chị. Các anh chị hãy cùng bật micro lên để mình cùng chào mọi người nha. Cảm ơn chị Trang rất nhiều ạ. Dạ, chúc mọi người ngủ ngon ạ. Dạ. Gặp lại mọi người vào chương trình workshop lần sau của BDC vào tối thứ lần 6. Nữa, cảm ơn BDC và chị Trang rất nhiều. Vâng, cảm ơn các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã thức đến 11 giờ để chúng tôi có thêm động lực. Vâng, chị Trang và ban tổ chức rất là vất vả và rất là kinh nghiệm. Học được cô Trang truyền nhiều thứ quá. Dạ, vâng. Rồi, cảm ơn cô Trang. Dạ. Em cũng... mong muốn là được chia sẻ tới các anh chị nhiều hơn nữa. Vì vì là trong quá trình làm thực tế thấy rằng có nhiều chủ doanh nghiệp đã phải trả những cái giá rất đắt do những cái sự chưa biết đến những cái vấn đề này, nhất là liên quan đến thuế má ấy, trả giá và bằng nhiều cái sự khác lo lắng bằng nhiều tháng trời và cuối cùng nó vẫn phải trả giá bằng về mặt tài chính rất là lớn. Thì cũng mong là để sẽ học được những cái bài học từ đấy để mà giảm bớt những cái rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Chào. Chào tất cả các anh chị và chúc các anh chị ngủ ngon ạ. Đây, chúc cô Trang ngủ ngon. Cảm ơn chị.